có cốt khí là chuyện tốt, kiên trì bền bỉ là chuyện tốt. Thế nhưng, tại trong cuộc gặp gỡ giữa quốc gia cùng quốc gia, không biết thỏa hiệp cùng nhượng bộ, đó chính là ngu xuẩn thực sự. Ngươi xem kẻ làm quan ngoại giao, có kẻ nào không biết ăn nói ngoài miệng trơn tru như bôi mỡ chứ? Hắn có chút hối hận là đi ra đàm phán cùng một tên xính anh hùng giả bộ châu bò không hiểu được biến báo như vậy. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn đã làm trò trước mặt mọi người thừa nhận địa vị hợp pháp của thuốc trung y tại Paris, hắn đã nỗ lực nhiều như vậy, nhất định phải có được hứa hẹn của bọn họ mới được. Chuyện này, phải dừng ở đây. Trên mặt đội ngũ cảnh sát của bọn họ không cho nhuộm lên một hạt bụi. Hình tượng huy hoàng của bọn họ không cho phép làm bẩn. Tần Lạc tiên sinh, tôi không thừa nhận cảnh sát của chúng ta có sai lầm. Bọn họ chỉ là vâng lệnh chấp hành nhiệm vụ mà thôi, tôi đã xem qua báo cáo, cũng thấy được hình ảnh hiện trường lúc xung đột. Ngay lúc đó, tình huống phức tạp như vậy, tâm trạng của quần chúng biểu tình kích động như vậy, nhân viên cảnh vụ của chúng ta đã nhiều lần cảnh cáo không có kết quả, chỉ có thể lựa chọn một loại hành động hơi có chút dã man như vậy. Bọn họ không có sai, bọn họ là bảo vệ Paris, bảo vệ người dân của chúng ta, Bách Trăng nói với tốc độ cực nhanh. Tôi không chấp nhận lời giải thích này. Tần Lạc ngắn gọn trực tiếp nói, thị trưởng tiên sinh cần phải xuất ra thêm một ít thành ý nữa mới được. Nếu như chúng ta không chiếm được kết quả thỏa mãn, là sẽ không giải tán. Đây là uy hiếp, một người từ ngoài đến lại uy hiếp chủ nhân của Paris. Nghe lên có chút buồn cười. Không phải sao, Bách Trăng vừa cười vừa nói, tôi cũng có thể thu hồi lời nói vừa rồi, thuốc trung y bởi vì không phù hợp với điều lệ quản lý sản phẩm của Liên minh châu Âu. Dụng cụ hiện đại không có biện pháp tiến hành phân biệt giám định thành phần trong thảo dược. Để thân thể của dân chúng được an toàn, chúng ta cần cấm tiêu thụ cùng lưu thông thuốc trung y dược tại Pháp. Đây mới là phong phạm của một chính trị gia đúng tiêu chuẩn. Bất luận một việc gì, ở trong miệng bọn họ đều sẽ có hai bộ lời nói hoặc là hơn hai bộ lời nói tính chất hoàn toàn khác nhau. Khi cần căn cứ, bất cứ lúc nào bọn họ cũng đều có thể mượn cớ đủ đường hoàng. Đây là uy hiếp. Cũng là phản kích của Bách Trăng đối với uy hiếp của Tần Lạc. Sau khi nghe xong phiên dịch của Riley, Tần Lạc híp mắt nở nụ cười. Thế nào, ngài đang hoài nghi lời nói của tôi sao? Bách Trăng nói, Tần Lạc tiên sinh, thân phận bây giờ của ngài là trọng phạm đánh cảnh sát. Nếu như ngài nguyện ý phối hợp mà nói, có thể, tôi sẽ năn nỉ quan tòa giảm bớt hình phạt đối với ngài. Thị trưởng tiên sinh, nếu có nhiều lựa chọn hơn mà nói, ngài nhất định sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Đồng thời nguyện ý tới đàm phán cùng tôi, đúng không? Tần Lạc hỏi. Chúng ta chỉ là tôn trọng ý nguyện của mỗi một dân chúng. Bách Trăng tự nhiên không muốn thừa nhận theo như lời Tần Lạc nói. Cảnh sát Paris đánh đập quần chúng Trung Quốc biểu tình, sau khi chuyện này truyền ra khỏi nơi đây, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ quốc gia cùng dân chúng trên thế giới lên án cùng thảo phạt mãnh liệt. Tần Lạc nói, bây giờ Paris bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió, tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào các ngài. Nếu như chuyện này xử lý không tốt mà nói, hình tượng của thành phố du lịch Paris cùng hình tượng của nước Cộng hòa Pháp đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, nói vậy Tổng thống Pháp nhất định sẽ cho ngài áp lực rất lớn đi. Bách Trăng cười cười, mặt không thay đổi. Hắn quả thực nhận được điện thoại của Tổng thống, Tần Lạc có thể suy đoán đến chuyện này, cũng không làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Còn có, chuyện này nhất định sẽ truyền tới Trung Quốc. Tôi hiểu người trong nước tôi. Bọn họ sẽ không nhìn chúng ta ở bên ngoài bị khi dễ, tuy rằng đồng bào của tôi sẽ không làm ra cái chuyện gì quá khích, thế nhưng, bọn họ sẽ chống lại thương phẩm cùng xa xỉ phẩm của các ông. Nếu như tôi nhớ không lầm, Trung Quốc là quốc gia mua lượng xa xỉ phẩm lớn nhất trên thế giới, nói cách khác, chúng ta là nước xuất khẩu ngoại hối lớn nhất của các ông. Pháp là quốc gia có nhãn hiệu xa xỉ phẩm nhiều nhất thế giới. Thu nhập từ thuế của các ông cũng đến từ một khối này, bây giờ, người Trung Quốc đứng lên chống lại các ông. Nhất định sẽ cho thương nhân của các ông phi thường sốt ruột đi. Bách Trăng bắt đầu dùng ánh mắt khác lạ nhìn Tần Lạc, người thanh niên này, không đơn giản giống biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn như vậy. Tần Lạc không quan tâm trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần nói ra yêu cầu của bản thân. Bây giờ, mình là chủ động. Các ông một bên kiếm tiền của chúng ta, một bên giơ lên gậy sắt đối với đồng bào của chúng tôi, bây giờ lại cự tuyệt cho chúng ta một lời xin lỗi. Ông cảm thấy tôi sẽ chấp nhận sao? Bọn họ sẽ chấp nhận sao? Tần Lạc tiên sinh, tôi là cục trưởng cai của Cục Cảnh sát Paris. Dựa theo ý tứ của ngài, chúng ta phải là làm gì đây? Cai thấy thị trưởng đem ánh mắt chuyển tới trên mặt mình, vội vàng nói tiếp nói. Chuyện đêm qua, chung quy không thể làm cho thị trưởng đại nhân chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Thứ nhất, tôi không phải phạm nhân đánh cảnh sát, tôi bị cảnh sát đánh, sau đó là phòng vệ chính đáng, rất nhiều người có thể làm chứng. Tôi mong muốn các ông cũng rõ ràng điểm này. Thứ hai, tất cả cảnh sát tham dự đánh người đều phải bị nghiêm phạt, đương nhiên, bao gồm cả quan chức cảnh sát quát hạ mệnh lệnh. Nếu như là cục trưởng cai hạ lệnh mà nói, hay nhất cũng có thể làm ra gương mẫu. Thứ ba, xin lỗi. Chính phủ Paris hướng tất cả đồng bào Trung Quốc bị thương xin lỗi. Hướng tất cả người Trung Quốc nhận lỗi. Tần Lạc đem điều kiến nghị hắn tạm thời nghĩ ra đều nói đi ra ngoài, cùng đợi câu trả lời thuyết phục của Bách Trăng cùng Cai. Điều đó không có khả năng. Cai không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, điều này không công bằng đối với chúng ta. Công bằng, Tần Lạc cười nhạt, bây giờ các ông bắt đầu muốn công bằng sao? Đêm qua, 21 giờ trước đây, các ông ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát chống bạo động toàn thân vũ trang dùng để đối phó phản tử khủng bố chạy vào đoàn người, lúc vung tay đối với đồng bào chúng ta tay không tấc sắt, thân thể còn mang tật bệnh, vì sao không nghĩ tới công bằng? Cái lúc đó, công bằng của chúng ta ở nơi nào? Bách Trăng cùng Cai liếc nhìn nhau, đều biết nói không có biện pháp thuyết phục thằng khỉ Trung Quốc cố chấp này. Tần Lạc tiên sinh, yêu cầu thứ hai của ngài, chúng ta không có biện pháp đáp ứng. Chúng ta không thể đem danh dự của các cảnh sát trung thành dũng cảm để dẹp loạn lửa gần của các ngài, bọn họ cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Bách Trăng quay về Tần Lạc cười cười, nói, nếu như ngài suy nghĩ rõ ràng, có thể báo cho Cai tiên sinh liên hệ với tôi. Tôi chờ mong ngài làm ra lựa chọn chính xác. Tần Lạc nói, tôi cũng đang chờ đáp án của thị trưởng tiên sinh. Tôi không nóng nảy, cũng không biết thị trưởng tiên sinh có thể sốt ruột hay không. Khóe miệng của Bách Trăng giật giật. Trung Quy cũng không nói gì ra được lời gì. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Loảng xoảng. Cái cốc nhựa cứng bị nện ở trên vách tường tan vỡ thành nhiều mảnh vụn, trên giường bệnh vang lên tiếng hống cố kiềm chế của một người đàn ông. Cửa gian phòng bị người đẩy ra, một người mặc trang phục y tá màu trắng chạy vào, sốt ruột hỏi, sơ lâu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Ngài cảm giác thân thể có cái gì khó chịu sao? Cút, cút đi ra ngoài cho tôi. Sơ lâu ôm đầu la lớn. Nhưng mà thân thể của ngài. Cút, mau cút, sơ lâu đem gối đầu trên giường ném đi ra ngoài. Y tá kia đã bị dọa sợ, vội vàng đóng lại cửa gian phòng chạy đi ra ngoài. Rất nhanh, cửa gian phòng lần thứ hai bị người đẩy ra, hai người đàn ông thân hình cao lớn đi đến. Đội trưởng, có cái gì khó chịu sao? Người đàn ông đầu bóng lửng hỏi. Có đúng cảm thấy cái lỗ tai đau nhức hay không? Tôi giúp ngài gọi bác sĩ nhé. Một người đàn ông tóc cuộn sóng lấy một quả táo từ trên bàn, cắn một ngụm hỏi. Các anh tiến tới làm gì? Cũng cút cho tôi. Sơ lâu nằm ở trên giường bệnh, thở hổn hển quát. Đội trưởng, chúng ta ngày hôm nay không cần nhận vụ, chuyên môn lưu lại chăm sóc cho ngài. Tên đầu bóng lưỡng một bên nhai quả táo, một bên vừa nói. Tôi không cần các anh chăm sóc, các anh cũng cút đi. Cút cho xa vào, tâm tình của Sơ Lâu rất kích động, không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Bao gồm cả đồng sự của mình. Tên đầu bóng lưỡng lôi một cái ghế ngồi xuống, nói với Sơ Lâu nói, đội trưởng, chúng ta biết trong lòng ngài ấm ức. Chúng ta trong lòng cũng không chịu nổi, chính phủ đối đãi với những tên Trung Quốc giảo hoạt này thật sự là quá nhân từ. Nếu như tôi là thị trưởng, sẽ thấy hạ lệnh phái người đánh sâu vào một lần, bọn họ không phải thích biểu tình sao? Bọn họ không phải không muốn tản đi sao? Tôi trái lại muốn nhìn, là thân thể của bọn chúng cứng, hay là gậy cảnh sát của chúng ta rắn chắc? Đội trưởng, yên tâm đi, lần này ngài vì công việc mà bị thương. Nhất định có thể được thưởng cho, quan thăng ba cấp cũng đều có thể. Tóc cuộn sóng nói, tôi cùng đầu bóng lửng vừa hỏi qua bác sĩ, hắn nói cái lỗ tai của ngài đã bị nghiền nát, không có cách nào nối lại một lần nữa. Có điều là, bọn họ sẽ vì đội trưởng chế tạo một cái lỗ tai giả. Sẽ không ảnh hưởng tới mỹ quan cùng thính lực. Quan thăng ba cấp, Sơ Lâu điên cuồng cười rộ lên, này có thể sao? Bọn họ không đem ta giam vào ngục, ta đã phải cảm tạ thượng đế nhân từ rồi. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Đầu bóng lưỡng chăm chú phân tích nói, là cai cục trưởng mệnh lệnh cho ngài đánh sâu vào quần chúng biểu tình. Điều này đại biểu cho mệnh lệnh tối cao của cục, nếu như bọn họ truy cứu trách nhiệm của ngài, đó không phải chứng minh mệnh lệnh khi đó bọn họ nêu ra là sai lầm sao? Cho nên, cho dù là để bảo toàn tôn nghiêm của chính bọn họ, cũng sẽ bảo vệ danh dự cùng an toàn của ngài. Đầu bóng lửng nói rất đúng. Tóc cuộn sóng nói, đội trưởng tính dưỡng cho tốt, chuẩn bị làm anh hùng dân tộc của chúng ta đi. Đến lúc đó.
Một câu nói của tóc cuộn sóng còn chưa nói xong, lại dừng lại thật lâu không có nói tiếp. Tiếp đó, thân thể tựa ở bậc cửa sổ của hắn đột nhiên ngã quỵ về phía trước. Đầu bóng lưỡng tiến lên muốn đem người đỡ lấy, lại bị tóc cuộn sóng ngăn chặn. Đang muốn lên tiếng hỏi tóc cuộn xong xem xảy ra chuyện gì thì liền nhìn thấy một bóng đen từ trước cửa sổ tiến đến. Bóng đen không dừng lại, trực tiếp hướng qua kéo cái cổ của hắn. Tay dùng một chút lực, đầu bóng lưỡng liền hôn mê bất tỉnh thẳng cẳng. Sơ lâu cũng xuất thân từ đặc công, phản ứng coi như là nhanh nhẹn. Hắn trước tiên đã nghĩ há mồm kêu lên, nhưng mà yết hầu chợt mắt lạnh, thanh âm sắp thốt ra kia liền vướng ở tại trong yết hầu. Chương 522, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Giữa ban ngày, lại xuất hiện quỷ quái. Một kích tất chúng, giết liền ba người. Động tác của bóng đen nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, từ lúc tên tóc cuộn sóng chợt đột nhiên ngã quỵ đến khi hắn bị cắt đứt đầu khỏi cổ chỉ là hoàn thành trong nháy mắt, nhanh gọn như nước chảy mây trôi, không có một giây đồng hồ tạm dừng cùng gián đoạn. Sơ lâu xuất thân từ bộ đội đặc chủng, là đội trưởng đội phòng chống bạo động của Paris. Năng lực của hắn đối mặt với sự nguy hiểm cùng với nhanh nhẹn ứng biến đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ là, hắn ngay cả cơ hội phát ra một chút thanh âm cuối cùng cũng đều không có. Lời kêu cứu động lại nghẹn trong yết hầu, rốt cuộc không thốt ra được. Thẳng đến sau đó, bóng người màu đen kia mới từ di động biến thành trạng thái yên lặng. Một người đàn ông tuổi còn trẻ mặt không biểu cảm tựa như khúc gỗ đứng ở đầu giường, không để ý đến hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất, chỉ là ánh mắt như có suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm vào sơ lâu ngã nằm trên giường bệnh. Máu tươi theo miệng vết thương chảy ra nhuộm đỏ ga trải giường, thấm ướt sàn nhà, tạo thành một bức tranh âm trầm khủng bố. Ngươi không nên làm như vậy đối với hắn, người đàn ông thì thào nói. Nói xong, hắn nhảy lên cửa sổ một cái, sau đó hướng trên mặt đất nhảy dựng lên, rất nhanh liền biến mất ở phía xa. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Khinh người quá đáng, không lượng sức mình, đáng hận. Cai tức giận đến mức mũi to đỏ bừng, tức giận nói, thị trưởng tiên sinh, chúng ta không nên nhượng bộ với đám người Trung Quốc này. Bọn hắn nhát gan ngoan cố lại có lòng tham không đáy. Bây giờ bọn hắn ăn cả tới đường khối còn không biết thỏa mãn, về sau chúng ta phải làm sao bây giờ? Bách Trăng châm một điếu thuốc, nói, Tần Lạc này quả thật đáng giận. Chẳng qua, hắn có một câu nói rất đúng. Hắn không nóng nảy, chúng ta lại không có thời gian cùng hắn đùa giỡn, Tổng thống tiên sinh chỉ cho tôi thời gian một ngày. Cai cục trưởng, tôi cũng chỉ có thể cho ngài thời gian một ngày. Trong vòng một ngày, giải quyết hết đám quần chúng biểu tình trên quảng trường phủ thị chính. Tôi hy vọng trật tự của Paris được khôi phục, làm cho đám phóng viên đáng ghét này đều cút ngay dưới mí mắt tôi. Cai căng thẳng, nói, thị trưởng, tôi không có cách nào đi giải quyết chuyện này. Trừ phi ngài trao cho tôi quyền đáp ứng yêu cầu thứ hai mà bọn hắn đưa ra. Nhưng là, chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu thứ hai của bọn hắn. Nếu không, sẽ làm cho các cảnh sát vì nước dốc sức thất vọng đối với chính phủ. Đúng vậy, chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Bách Trăng gật đầu nói, nghĩ thầm, nếu thật sự không có cách nào mà nói, có thể cần nhờ cho Hoàng tử Philip đứng ra khai thông nói hộ. Xem ra hắn cùng người Trung Quốc có quan hệ hữu nghị không tồi. Tôi đây cần làm như thế nào để đem bọn họ đuổi đi? Cai tức giận hỏi, muốn cho mình đi giải quyết vấn đề, lại không để cho mình điều kiện để giải quyết vấn đề. Hắn cho mình là thượng đế sao? Cai cục trưởng, Tổng thống tiên sinh chỉ nói rõ thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có nói cho tôi biết đáp án giải quyết vấn đề. Cai đang muốn cố hết sức tranh thủ đạt được sự đồng ý của thị trưởng thì điện thoại trong túi vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhìn thấy là cảnh quan Robert gọi tới. Xin lỗi, thị trưởng tiên sinh. Sau khi Cai hướng thị trưởng giải thích, đi đến cửa sổ tiếp nhận điện thoại, Robert cảnh quan. Có cái tin tốt lành gì sao? Cục trưởng, Sơ Lâu đã chết. Thanh âm dồn dập của Robert từ trong tai nghe truyền tới. Cái gì? Sơ Lâu đã chết, còn có hai thành viên đội chống bạo động phụ trách bảo vệ hắn, tất cả đều bị giết. Robert lại báo cáo nói, hắn có thể hiểu được tâm tình lúc này của cục trưởng. Lúc mới nhận được điện thoại của bệnh viện thì hắn cũng phải liên tục xác nhận nhiều lần mới dám tin tưởng chuyện đó là thật. Người Trung Quốc bọn hắn thật sự phát điên rồi sao? Bọn hắn không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Điều này sẽ hoàn toàn chọc giận người Pháp. Bị ai giết? Rất nhanh, Cai liền ý thức được mình hỏi một cái vấn đề phi thường ngu xuẩn, liền lên tiếng sửa lại nói, tôi nói là có phát hiện đầu mối gì hay không?
ví dụ như manh mối có thể xác định hung thủ. Y tá của bệnh viện phát hiện thời gian tử vong của Slow cách bây giờ chưa đủ 5 phút đồng hồ, tình huống tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tôi đang dẫn người chạy tới bệnh viện trước, tôi đã bảo phòng bảo vệ của bệnh viện cam đoan hiện trường không bị bất luận kẻ nào phá hư. Robert nói. Robert cảnh quan, anh xử lý rất tốt, tôi sẽ lập tức hướng thị trưởng tiên sinh báo cáo có chuyện xảy ra. Kai nói. Ngắt điện thoại, Kai ngồi tại trên ghế xa đối diện hút thuốc hướng Bắc Trăng thị trưởng nói. Thị trưởng tiên sinh, Solo bị giết. Solo, cảnh sát đánh người kia. Bắc Trăng tỏ vẻ sửng sốt, lên tiếng hỏi. Có thể ý thức được hình dung của mình không đủ rõ ràng, vì thế nói sang chuyện khác, hắn không phải đang nằm viện điều trị sao? Làm sao lại bị giết chứ? Là ai làm, có người tình nghi phạm tội hay không? Cảnh sát các anh bảo vệ hắn như thế nào vậy? Thị trưởng tiên sinh, điều này quả thật là sơ sót tổng công tác của chúng tôi. Nơi này là Paris, chúng ta không nghĩ tới lại có người dám can đảm làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Kai lau dọi mồ hôi trên trán nói. Hắn biết. Nếu không đem chuyện Solo tử vong tìm được một người chịu tội thay mà lời nói, hắn xác định chắc chắn là phải gánh trên lưng nỗi oan này. Thị trưởng tiên sinh, tôi hoài nghi là người Trung Quốc làm. Cũng chỉ có bọn hắn mới có động cơ như vậy, ngài cũng biết, Solo vừa mới động thủ đánh một ít côn đồ lẩn vào trong đội ngũ biểu tình. Còn có tên Tần Lạc kia, hắn được người Trung Quốc rất tôn kính, có một ít fan kích động rồi làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, cũng là có thể hiểu được. Kai giải thích nói. Chứng cứ đâu, có chứng cứ hay không? Robert cảnh quan đã đang chạy tới hiện trường. Hắn là một người điều tra viên vĩ đại, tin tưởng rất nhanh là có thể tìm kiếm được chứng cứ. Kai có chút không xác định nói. Giữa ban ngày ban mặt, những người đó liền dám hành hung giết người, hơn nữa giết là 3 gã cảnh sát, làm như lại yên tâm có chỗ dựa chắc vậy. Tôi sẽ chờ tin tốt lành của các anh. Bắc Trăng cau mày nói, nếu các anh có thể tìm được chứng cứ chính xác là do người Trung Quốc giết người. Như vậy, vấn đề mà chúng ta gặp phải liền có thể được giải quyết dễ dàng. Đúng vậy, thị trưởng tiên sinh, Kai đồng ý nói, bây giờ tôi tự mình đi tới bệnh viện một chuyến. Nhất định sẽ nhìn chăm chú tìm ra cho được dấu vết mà bọn hắn để lại. Bọn hắn không chạy thoát được đâu. Bắc Trăng gật gật đầu, ý bảo Kai mau đi làm việc của mình. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trên quảng trường trước phủ thị chính có vô số người đang tranh cãi ầm ĩ, nhốn nha nhốn nháo, chợt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ, tướng mạo bình thường, mặt không biểu cảm tựa như khúc gỗ, mặc một bộ Âu phục bình thường màu đen, một chút cũng không làm cho người chú ý. Thậm chí, đến ngay cả đồng bào đi chung quanh cũng đều không có đối với hắn nhìn thêm một chút. Người thanh niên trẻ tuổi này, thật sự là rất bình thường. Bình thường đến mức người ta vừa mới liếc mắt nhìn qua hắn một cái. Chớp mắt liền đã quên mặt của hắn. Nếu tìm kiếm một chút đặc biệt hay là khác người thường trong ngũ quan cùng dáng người thấp bé của hắn mà nói, đó chính là đầu của hắn so sánh với thân thể của hắn có vẻ to lớn hơn một chút. Hắn cứ yên lặng đứng ở nơi đó như vậy, cùng rất nhiều người giống nhau, mắt mang vẻ cuồng nhiệt nhìn thanh niên thanh tú đứng ở phía trước nhất của đám người kia. Hắn cùng với lần gặp mặt nửa năm trước vẫn giống nhau, không có phát sinh chút thay đổi gì. Tóc đen mềm mại, hai má thanh tú, ánh mắt sáng ngời, màu da hơi có vẻ tái nhợt cùng với thân trường bào mang tính dấu hiệu kia. Hắn cũng vẫn đang là kiên trì như vậy, cố chấp như vậy, độc đáo như vậy, vô tư như vậy. Người thanh niên thấp bé liền nhìn thấy hắn như vậy, như là nhìn thấy tình nhân của mối tình đầu mất liên lạc nhiều năm vậy. Như muốn tới gần, rồi lại có loại căng thẳng sợ hãi khi gặp mặt. Thật lâu sau, dường như là hạ quyết tâm rất lớn, hắn đi từng bước một hướng Tần Lạc đi đến. Không ai ngăn trở. Cũng không có người nghĩ tới muốn chặn đường người thanh niên mặt vô hại này. Thẳng đến khi hắn đi đến trước mặt Tần Lạc thì mới có một người đàn ông cũng đồng dạng có tướng mạo bình thường, cũng đồng dạng mặc Âu phục màu đen chắn phía trước của hắn. Tay hắn giơ thẳng, rồi rất nhanh lại buông ra. Hắn cảm giác được, bọn họ là cùng một loại người. Hắn từ trên người thanh niên thấp bé ngửi được khí tức của đồng bạn. Người đàn bà kia, người đàn bà làm cho người ta vừa tôn kính vừa sợ hãi kia đã dạy hắn làm sao tìm kiếm được đồng bạn trong đám người mà không bị người phát giác. Tìm ai? Qua nhĩ cảnh giác theo dõi hắn, hỏi. Hắn rất ít nói chuyện, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ có vài từ ngắn ngủn. Đại đầu càng thêm quá mức, hắn thậm chí còn không nói. Chính là dùng ánh mắt nhìn Tần Lạc được qua nhĩ chắn ở sau người. Qua nhĩ, để cho hắn lại đây đi. Hắn là bạn của tôi.
Tần Lạc lên tiếng nói. Qua Nhĩ lại liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới lại đứng ở phía sau của Tần Lạc. Đại đầu cũng đi đến phía sau Tần Lạc, cùng Qua Nhĩ song song đứng chung một chỗ. Đại đầu, sao anh lại tới đây? Tần Lạc cười hỏi. Tới giết ngừa anh, đại đầu dùng thanh âm dầu dĩ trả lời. Cái gì? Tần Lạc khiếp sợ vì câu trả lời của hắn, càng thêm khiếp sợ sự thẳng thắn của hắn. Sơ lâu đã chết, đại đầu thấp giọng nói. Trên mặt của hắn không mang theo bất cứ cảm xúc gì, có vẻ như chuyện mà có thể khiến cho quốc tế xung đột cùng hắn không có quan hệ gì vậy. Xem ra, huấn luyện hơn nửa năm này quả thật có hiệu quả rõ rệt. Tần Lạc hiểu long tức, biết đó là một địa ngục có thể đem người huấn luyện thành quỷ, cũng có thể đem quỷ huấn luyện thành người. Làm sao anh lại hạ thủ ở phía sau? Tần Lạc lo lắng nói, việc này quá mạo hiểm. Đại đầu cười cười, quả thực khó nhìn khi liên lụy một chút cơ trên mặt. Nói, Ly muốn tới. Bị quân sư cự tuyệt. Đây là nhiệm vụ thực tập đầu tiên của tôi, không thể làm ra cái sai sót gì. Anh hãy nhanh chóng trở về đi. Tần Lạc sốt ruột nói, cảnh sát kia bị giết, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi chúng ta. Có vô số người đang nhìn chằm chằm tôi ở đây. Anh ở bên cạnh tôi thực sự dễ dàng bại lộ. Tần Lạc cảm thấy được. Đại đầu thật sự là rất không có lý trí. Giết sơ lâu tất nhiên hả giận, chính là hắn cũng phải vì an toàn của bản thân mà lo lắng chứ. Tôi là cố ý làm như vậy. Đại đầu nói, Ly nói, phải làm cho bọn họ biết là tôi làm. Lại không thể xác định là tôi làm. Tần Lạc lạnh người một hồi, không nghĩ tới người đàn bà lạnh như băng kia tại lúc hận thù một đối tượng, cũng có thể nghĩ ra độc chiêu tàn nhẫn ác độc lại khiến cho người ta ngậm phải bồ hòn, có khổ mà không nói ra được như vậy. Chương 523, vụ án giết người trong phòng kín. Nói thật, khi Tần Lạc nghe được tin Sơ Lâu đã chết, tinh thần lâm vào chấn động, đồng thời cũng buông lỏng. Ai bị mà tự nhiên không đầu không đuôi bị người ta đánh một cái như vậy, cũng đều sẽ nguyền rủa đối phương ăn cơm chết nghẹn, uống nước chết sặc, đi tiểu chết ngạt, đánh rắm chết thối, hận không thể làm cho hắn đã chết rồi lại chết lại, một ngày chết đủ 24 canh giờ, một tháng chết đủ 30 ngày. Nếu tháng 31 ngày thì chết nhiều một ngày, nếu là tháng 28 ngày thì tháng sau lại chết bù 2 ngày. Quan trọng hơn là, hắn không chỉ có đánh mình, mà còn đánh đồng bào của mình. Cái trước có thể tha thứ, nhưng cái sau vạn vạn lần không thể tha thứ. Tần Lạc bị đánh, dùng câu vô lương tâm mà nói là chính hắn tìm đòn. Hắn biết kết quả như vậy, hắn dự liệu được sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, nhưng là, vì chọc giận đồng bào của hắn, vì làm cho người Trung Quốc cùng chung mối thù. Hắn không có trốn tránh cùng né tránh, mà là lựa chọn lấy một loại tư thế trầm mặc mà quật cường tới nghênh đón. Cứu vớt trung y, lực lượng của một người hắn là không đủ, chỉ dựa vào lực lượng của người Trung Quốc tại Pháp cũng là không đủ. Hắn cần có lực lượng của tất cả người Trung Quốc, hắn cần mượn dùng lửa giận của truyền nhân của rồng. Chính là, đồng bào của hắn đã làm cái gì sai? Tần Lạc lúc trước cũng không biết Sơ Lâu là ai. Hắn thậm chí không nhớ mặt tên cảnh sát như là bị mình cướp vợ mà nổi điên lên, một lần rồi lại một lần giơ lên gậy sắt cảnh sát đối với mình kia. Thẳng đến khi hắn tỉnh lại ở trong bệnh viện, Lệ Khuynh Thành nói hắn cắn đứt cái lỗ tai của người khác thì hắn mới biết được, người kia chính là Sơ Lâu. Hắn là hận Sơ Lâu, hận hắn đánh đập đồng bào, hận hắn thương tổn Lệ Khuynh Thành, cũng hận hắn trêu chọc mình, nếu không, làm sao hắn lại bị mình cắn đứt lỗ tai như thế chứ? Bốn sự vui lớn nhất của đời người, đêm động phòng hoa trúc, khi tên đề trên bảng vàng, khi thăng quan phát tài, cửu nhân bị chết. Hắn thật cao hứng khi Sơ Lâu đi gặp Thượng Đế trong tín ngưỡng của hắn thật cao hứng có người giúp hắn báo thù rửa hận. Chỉ là, tại loại cục diện này giết chết Sơ Lâu, sẽ mang đến cái dạng phản ứng dây chuyền gì đây? Tần Lạc không biết. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho hắn không có biện pháp nắm được cục diện kế tiếp. Thậm chí không biết nên đối phó như thế nào để nghênh đón lửa giận của người Pháp. Nếu bọn hắn có thể tìm được chứng cứ chính xác của đại đầu khi giết người lưu lại, hoặc là bọn hắn giả tạo ra chứng cứ người Trung Quốc giết người. Như vậy, người Pháp có thể mượn cớ này lật bàn. Việc này có quá mạo hiểm hay không? Tần Lạc nói, tôi cũng rất muốn báo thù, bất quá không phải lúc này. Tôi không đến, Ly sẽ đến, đại đầu nói. Tần Lạc nghĩ đến người đàn bà cố chấp kia, cũng có chút không biết nói gì. Nàng cùng mình tại một ít phương diện chính là phi thường giống nhau, một khi đã quyết định chuyện gì thì thật là khó thay đổi. Nếu nàng đến, nói không chừng Paris sẽ là máu chảy thành sông. Tần Lạc hoàn toàn có lý do tin tưởng,
nàng sẽ căn cứ theo đoạn hình ảnh ảm phóng viên quay được cùng với các ảnh chụp mà ghi nhớ kỹ mặt mỗi một tên cảnh sát đánh người, sau đó sẽ từ từ đi thu gặt tính mạng của bọn hắn, nàng sẽ thật sự làm như vậy. Câu cửa miệng của chúng ta là giữ mạng là quý nhất, đó là đối với người thường mà nói. Ly là người thường sao? Tạm dừng vài giây, đại đầu bổ sung nói, tôi cũng muốn đến. Vì cái gì? Những người khác tôi không quản, nhưng bọn hắn không nên đối xử với anh như vậy. Đại đầu hàm hồ nói, như là xấu hổ biểu đạt tiếng lòng mình trước mặt mọi người vậy. Anh quá mạo hiểm, Tần Lạc trong lòng cảm kích, nhưng là ngoài miệng vẫn là cho rằng đại đầu rất không nên đem an toàn của bản thân ra làm chuyện đùa. Giữa ban ngày ban mặt lại chạy tới giết người, đây không phải là khiêu khích trần trụi hay sao? Tôi thiếu nợ anh, tôi muốn trả lại. Đại đầu nói, tôi nợ anh một cái mạng, mạng của cha tôi nợ anh tôn nghiêm của chính mình. Tôn nghiêm của tôi là do anh cấp cho, tôi không cho phép bọn hắn lấy đi tôn nghiêm của anh, dù là ai cũng đều không được. Đại đầu, không có nghiêm trọng như vậy. Tần Lạc nói uốn nắn lại cái loại tâm lý sùng bái mù quáng này của hắn, tôi cũng không có làm cái gì cho mọi người. Tôi là thầy thuốc, chữa bệnh cho cha anh là điều đương nhiên. Tôi càng không có biện pháp cho anh sự tôn nghiêm, anh được long tức lựa chọn, đó là do chính anh có thiên phú về phương diện này. Đại đầu nở nụ cười thật quỷ dị. Âm trầm, làm cho người ta sởn tóc gáy. Đây là một đứa bé không biết cười. Hoặc là nói, lúc hắn không cười so với lúc cười rộ lên lại bình thường hơn một ít. Cũng dễ nhìn hơn một ít. Ở trước khi gặp được anh, chúng tôi cầu vô số thầy thuốc. Bọn hắn không có ai nói như vậy. Thanh âm đại đầu, lại có chứa một tia hàm xúc ý cửu hận. Bọn hắn thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn chúng ta nhiều thêm một cái liền đuổi chúng ta đi ra ngoài. Tôi có thể tiến vào long tức, cũng là bởi vì anh. Bởi vì ta, này xem ra, Tần Lạc là thật sự kinh hãi rồi. Đúng vậy, đại đầu nói, tốc độ của tôi tuy rằng rất nhanh, nhưng là thiếu niên thiên tài muốn gia nhập long tức không có 1.000 cũng có 800. Huống hồ, bọn hắn từ nhỏ đã được trải qua huấn luyện có hệ thống. Tố chất cơ thể so với tôi phải tốt hơn rất nhiều. Tôi đã tận mắt nhìn được, có rất nhiều người tốc độ so với tôi còn nhanh hơn bị cự tuyệt. Có loại chuyện này, Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn nghĩ đến Ly không phải một người đàn bà làm việc tư lợi. Chẳng lẽ nàng bởi vì mình mà thay đổi? Tôi đã hỏi Ly. Nàng nói như thế nào? Cái gì nàng cũng không nói. Quân sư nói cho tôi biết, bọn hắn giữ lại tôi, là bởi vì coi trọng thiên phú của tôi. Quan trọng hơn là, bọn hắn thấy được lòng muốn thay đổi vận mệnh của tôi, nếu không phải là anh nói, bọn hắn sẽ không thấy điều đó. Trên mặt đại đầu không có biểu cảm gì, ngữ điệu nói chuyện cứng nhắc. Không mang theo chút cảm xúc lên xuống gì, như là một cái góc vuông góc thẳng tắp. Chỉ là, hôm nay lời hắn nói còn thần kỳ hơn. Hôm nay nói so với số lời nói từ khi hắn cùng Tần Lạc quen biết tới nay cộng lại còn muốn nhiều hơn. Vậy anh hãy cố gắng cho tốt, Tần Lạc cười nói, làm cho chính mình đi lên cuộc sống tôn nghiêm. Làm cho cha anh hảo hảo hưởng phúc vài năm, đây mới là việc anh nên làm. Anh không cần cho làm cái gì cho tôi. Không. Đại đầu nói, tôi muốn đi theo anh 3 năm. Trải qua thời gian đệm dài như vậy, đại đầu rốt cục nói ra quyết định của chính mình. Cái gì? Tôi muốn đi theo anh 3 năm. Đại đầu lại nói. Qua nhĩ như có suy nghĩ gì đó liếc mắt nhìn đại đầu một cái, lại quay mặt đi. Như là không có nghe được hai người kia nói gì. Anh đi theo tôi 3 năm làm gì? Tần Lạc cười khổ, tôi cũng không cần một người đàn ông cả ngày đi theo phía sau mông tôi yêu. Báo ân. Anh là nhân tài long tức nuôi dưỡng đi ra, tôi không dung nổi bảo tiêu siêu cấp như vậy. Tần Lạc vẫn cự tuyệt. Hắn vui mừng vì thái độ nhận ân bằng một giọt nước, báo đáp bằng cả dòng suối chảy mạnh của đại đầu, hắn thưởng thức thái độ làm người của đại đầu. Nhưng là, hắn không thể nhận một phần hậu lễ như vậy. Đội viên của long tức, phải làm chuyện quan trọng hơn. Lúc đi ra, tôi đã cùng quân sư nói chuyện tốt rồi. Trừ bỏ huấn luyện đặc biệt vào tháng 3 hàng năm phải rời khỏi. Còn thời gian khác tôi có thể bảo vệ anh, nàng đồng ý cho tôi thời gian 3 năm. Đại đầu nói. Làm sao nàng lại đồng ý như thế? Tần Lạc lần này thật sự kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân mình là đồ đệ của Long Vương hay sao? Không được, lúc quay lại phải cùng Long Vương nói chuyện cho tốt, đám đồ tử đồ tôn này của hắn rất sằng bậy. Còn có quy củ gì nữa hay không? Long tức có một cái quân quy, không được nợ. Đại đầu nói, nợ cái gì nhất định phải hoàn trả đúng lúc. Tần Lạc cười cười, nói, đại đầu, anh không nợ tôi cái gì cả. Làm việc của mình cho tốt đi.
3 năm sau, tôi liền hoàn toàn thuộc về Long Tức. Đại đầu nói, vào lúc đó, mạng của tôi là của Long Tức. Anh hẳn là vì có thể tiến vào tổ chức như Long Tức mà cảm thấy kiêu ngạo. Tần Lạc nói, đúng vậy, đại đầu nói, tôi nguyện ý vì Long Tức chết trận. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ không thể báo ân. 3 năm, tôi đi với anh 3 năm, đại đầu cố chấp nói. Được rồi, Tần Lạc cười nói, mang một đội viên của Long Tức làm bảo tiêu, quả thật là một chuyện rất có thể diện đó. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 3 cỗ thi thể nằm lăn không theo quy tắc, mùi máu tươi tanh hôi nồng nặc. Làm cho gian phòng bệnh vốn xa hoa ấm áp thoải mái lại như là một lò sát sinh. Robert cùng pháp y đang kiểm tra thi thể, cai cục trưởng lấy khăn tay bịt mũi, thô giọng hô, Robert cảnh quan, tìm được đầu mối gì chưa? Cục trưởng, hoài nghi bước đầu của chúng ta, hung thủ là từ cửa sổ đi lên tới. Robert mặt âm trầm nói. Hoài nghi bước đầu, cai nhíu đôi lông mi màu vàng, hỏi. Đúng vậy, Robert nói, chúng ta đã hỏi qua nhân viên trực ban cùng nhân viên chăm sóc bệnh nhân, không có ai thấy người lạ tiến vào gian phòng bệnh này. Tôi cũng đã cho người kiểm tra camera quay những người đến bệnh viện, trên hành lang không có ai khả nghi theo bản ghi chép của nhân viên. Nếu hắn không phải theo từ cửa chính tiến vào phòng bệnh mà nói, vậy chỉ có một khả năng là theo cửa sổ đi lên. Cai chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống liếc mắt một cái, cả giận nói, làm sao có thể? Đi đến cửa sổ tầng 9 để giết người sao? Đúng vậy, cục trưởng, một ít người đã trải qua huấn luyện đặc biệt là có thể làm được. Robert nói. Như vậy, vì cái gì chỉ là bước đầu hoài nghi, mà không phải trực tiếp xác định. Bởi vì chúng tôi không có tìm được dấu vết gì của hắn theo cửa sổ đi lên. Vẻ mặt Robert áy náy nói, hắn giống như là dị nhân giống nhau, trực tiếp từ không trung bay qua, chúng tôi không tìm thấy dấu vết cùng dây thừng leo lên. Cũng tìm không thấy dấu vân tay của hắn nhưng trái lại trên mặt đất phát hiện có dấu chân, chỉ là, dấu chân này rất rõ ràng là giả. Cao thủ giống hắn như thế, muốn làm giả vết giày thật sự là rất dễ dàng, chỉ cần cố ý đi giày cỡ to, thay đổi tư thế đi đường, tăng thêm độ manh khi dẫm chân, nếu chúng ta lấy theo manh mối truy xét mà nói, nhất định sẽ rời xa mục tiêu. Đầu mối gì cũng đều không có sao, cai cục trưởng không cam lòng hỏi. Đúng vậy, Robert nói. Ít nhất trước mắt là như vậy. Con dao gây án thì sao? Cai chỉ vào con dao nhỏ trên cổ Sơ Lâu, hỏi. Đó là dao phẫu thuật. Bệnh viện đã chứng minh, đó là dụng cụ đặc chế của bọn hắn, không biết tại sao lại xuất hiện tại trong tay hung thủ. Có thể là nhân viên trong bệnh viện làm hay không? Sơ Lâu có kẻ thù nào là bác sĩ hay là hắn có xung đột cùng với người nào ở đây hay không? Không loại trừ khả năng này, Robert nói. Thật là đáng chết, Cai chợt đột nhiên nổi trận lôi đình. Hắn lớn tiếng mắng, đám ngu xuẩn các ông, tôi muốn chứng cứ. Muốn có thể cho đám Trung Quốc đáng ghét kia không tốt lành, muốn có chứng cứ chính xác làm cho bọn hắn không chịu nổi, muốn chứng cứ chính xác làm bọn hắn ngoan ngoãn câm miệng cho tôi. Các ông, cho tôi chứng cứ. Chương 524, kỹ xảo đê tiện. Bách Trăng sắc mặt không tốt ngồi ở trên ghế sa trầm mặc hút thuốc, Cai tâm tình bất an đứng ở trước mặt của hắn. Toàn bộ những gì có thể vì chính mình giải thích, hắn đã đều nói xong rồi. Hiện tại, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thị trưởng tiên sinh xử lý. Đây là câu trả lời thuyết phục mà ông cho tôi. Bách Trăng đem điếu xì ga Cuba to lớn ấn rụi rụ vào trong cái gạt tàn thuốc, trầm muộn hỏi. Thị trưởng tiên sinh, tôi thật có lỗi, chỉ là, bọn họ báo cáo chứng cứ cho tôi quả thật là như vậy. Tôi đã tự mình ở đằng kia giám sát công tác của bọn họ. Chúng tôi đã tìm tới toàn bộ pháp y cùng chuyên gia trinh sát ưu tú nhất Paris. Tất cả bọn họ đều nói không có phát hiện dấu vết của hung thủ như vậy. Hắn là một cao thủ, hắn không có để lại tí xíu dấu vết nào có thể làm bại lộ chính mình. Thị trưởng tiên sinh không hài lòng, Cai không thể không lại lặp lại lời lúc trước đã nói qua vài lần. Ông muốn tôi giải thích như thế nào? Làm sao giải thích với dân chúng đây? Tôi tin tưởng ông, nhưng dân chúng sẽ tin tưởng theo như lời ông sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, đã chết nhiều cảnh sát như vậy, Sơ Lâu còn là cảnh sát mà chúng ta chuẩn bị đem hắn lập thành hình tượng anh hùng, lại chết một cách mơ hồ ngay cả hung thủ cũng đều không tìm thấy. Không, là ngay cả tìm kiếm một chút dấu vết của hung thủ cũng đều không tìm thấy. Các ông đều không có biện pháp xác định kẻ giết người, Cai cục trưởng, ông là một con lừa, ông muốn tôi phải từ chức sao? Thị trưởng tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm, tôi thật sự không có ý tứ như thế. Ngài là chính trị gia mà tôi tôn kính nhất,
không có một người nào khác có thể so sánh với ngài. Chỉ là chuyện này thật sự rất kỳ quái. Chuyện này có thể sẽ trở thành một trong những vụ án mà Cục Cảnh sát Paris chưa giải quyết được trong bao nhiêu năm qua. Cai vội vàng giải thích nói. Bác Trăng cũng biết Cai không có khả năng thật sự cố ý lừa gạt chính mình, sau khi trầm mặc trong chốc lát, nói, Cai tiên sinh, như vậy, hiện tại ông hãy nói cho tôi biết một cái biện pháp giải quyết vấn đề đi. Cai do dự vài giây, như là thực sự khó xử mới làm ra quyết định như vậy, nói, thị trường tiên sinh, tôi là có một biện pháp tức thì có thể giải quyết vấn đề biểu tình ở quảng trường, có năng lực che giấu sự kiện sơ lâu tử vong. À, Bác Trăng kiên nhẫn chờ đợi. Thị trường tiên sinh. Việc sơ lâu tử vong chúng ta không tìm thấy hung thủ, thậm chí ngay cả một chút dấu vết để lại cũng đều không tìm thấy. Này chỉ có một cách có thể tính. Cái gì? Sơ lâu là tự sát, Cai cục trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, giống như thật sự là chuyện xảy ra như vậy. Tự sát, Bác Trăng sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi, như vậy, hai gã đồng bạn của hắn thì giải thích như thế nào? Giữa bọn hắn phát sinh tranh chấp, hai gã đồng bạn giết chết hắn. Sau đó bọn hắn cũng đều bị hắn giết chết. Đồng quy vô tận. Động tác phức tạp như vậy, làm sao lại không có làm y tá chú ý chứ? Thị trưởng tiên sinh, sơ lâu bọn hắn đều là đội viên đội đặc công, thân thủ nhanh nhẹn, giết người đối với bọn hắn mà nói đều không phải là việc khó. Có lẽ, là y tá đang ở lúc nhàn hạ hoặc là cùng bạn trai nói chuyện điện thoại, ai biết được. Tốt lắm, Bác Trăng gật đầu nói, ý nghĩ của ông tôi đều rõ ràng. Cai cục trưởng. Nếu phóng viên hỏi tới trong lời nói, liền trả lời bọn hắn như vậy. Cai mừng rỡ, nói, thị trường tiên sinh, ngài đồng ý biện pháp này sao? Chẳng lẽ còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Bác Trăng hỏi lại. Đúng vậy, thật sự là không có biện pháp tốt hơn. Cai cười nói, thị trường tiên sinh, nếu Tần Lạc kia yêu cầu chúng ta giải thích, như vậy, sẽ đem tất cả tội đều đổ lên trên người sơ lâu đi. Hắn là đội trưởng đội phòng chống bạo động. Có quyền lợi truyền mệnh lệnh công kích quần chúng, nhưng bây giờ hắn đã chết, một người chết là không thể hướng người khác giải thích. Nếu cảm thấy được đối với người chết bất kính, chúng ta thẩm cấp cho người nhà của hắn thêm một ít tiền trợ cấp là được rồi. Bác Trăng ánh mắt sáng ngời nhìn Cai, nói, Cai tiên sinh quả nhiên là một vị cảnh sát vĩ đại có kinh nghiệm phong phú. Chỉ là vì thị trưởng tiên sinh chia sẻ nỗi lo mà thôi. Cai khiêm tốn cười. Như vậy, ông liền đi làm đi, Bác Trăng nói. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, còn có mấy giờ nữa, Tổng thống tiên sinh liền sẽ lại gọi điện thoại tới. Cái thời điểm đó, tôi hy vọng trên quảng trường đã khôi phục lại trật tự. Đúng vậy, thị trưởng tiên sinh, tôi đây liền tự mình đi nói chuyện cùng bọn họ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cai nói, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tần Lạc nhận được điện thoại đến từ Đại sứ quán của Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau khi trải qua một phen khai thông nhịp nhàng, rốt cục đồng ý với phong pháp giải hòa của chính phủ Pháp nói ra. Hắn không nghĩ tới chính là, đại đầu giết chết sơ lâu, thế nhưng sẽ mang đến phản ứng dây chuyền như vậy. Trí tuệ của đám chính trị gia này thật đúng là không thể khinh thường, thay đổi như trong chóng, lật tay là mưa. Bất luận là cục diện ác liệt bao nhiêu, bọn hắn cũng đều có thể khéo léo vung tay lên, biến nguy thành an. Sơ lâu, quả nhiên là một nhân vật bi kịch nhất, chết oan ức, sau khi chết lại càng oan ức, nếu hắn trên trời có biết mà nói, không biết có thể nhảy xuống cùng thủ trưởng của hắn mà liều mạng hay không, đương nhiên, đó đã không phải là chuyện liên quan tới Tần Lạc. Dù kịch hài có phấn khích đến đâu, luôn sẽ có một khắc kết thúc. Trận chiến tranh xung đột để khích lệ lòng yêu nước, gắn kết đồng bào trong phim này đã muốn kết thúc, diễn viên Tần Lạc tự nhiên phải hướng người xem chào cảm ơn. Đồng bào biểu tình che Tần Lạc ở giữa trước lối đi cảnh sát chống bạo động mở ra, bọn hắn đứng ở một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đám gia hỏa không an phận này. Đại đầu phụ giúp Tần Lạc đẩy xe lăn, đi bước một hướng đồng bào tới gần. Quảng trường yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc, tầm mắt mọi người đều nhìn thấy Tần Lạc. Người đàn ông mang cho bọn hắn tình cảm mãnh liệt cùng thắng lợi kia, người đàn ông mang cho bọn hắn hy vọng ở kia. Ánh mắt của mấy vạn người đều chăm chú vào trên mặt một người đàn ông. Còn có máy chụp ảnh cùng ống kính camera cùng mấy triệu người xem trước TV, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào mặt hoặc là ánh mắt của người đàn ông này, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn. Có một trận chiến này, danh tiếng của Tần Lạc lại được đẩy lên tới đỉnh núi cao, thẳng vào tận trời. Tần Lạc cũng đang nhìn bọn hắn, nhìn thấy đám đồng bào Trung Quốc này tụ tập ở trước mặt hắn, ngưng tụ thành một khối vuông như sắt thép,
cả đám cảnh sát kia cũng đều không có biện pháp tách ra. Có người già hơn 50 tuổi sớm đã vượt qua tuổi dễ dàng kích động, có hơn đàn ông 30 tuổi đang lúc tráng niên, còn có thanh niên trẻ tuổi trong lòng nhiệt huyết sôi trào cùng phụ nữ mang theo trẻ nhỏ. Bọn họ có người cái trán bị chảy ra, có người cánh tay tại trong xung đột bị đánh gãy, có người chân bị thương, càng nhiều người là than thể tím bầm, quần áo bị xé rách, khuy áo nứt tung, trên mặt đầy cho bụi cùng vết máu đen khô lại. Chính là, vẻ mặt đều chăm chú, ánh mắt là kiên định. Loại ánh mắt này có thể thấy được tại trên người Tần Lạc, có thể thấy được tại trên người Trương Bác, có thể thấy được tại trên người Lệ Khuynh Thành, cũng có thể nhìn thấy trên người đại hán râu rậm, cũng có thể nhìn thấy tại trên người đồng bào Trung Quốc. Này là linh hồn, là dấu hiệu, cũng là khí chất của dân tộc. Tần Lạc muốn đứng lên từ xe lăn, bị Trương Bác đỡ tại một bên đè lại. Tần Lạc, anh muốn làm điều gì? Trương Bác khẩn trương hỏi. Để cho tôi đứng lên, Tần Lạc nói. Nhưng là tay của anh bị thương, không thể lộn xộn, Trương Bác nói. Chân của tôi vẫn là bình thường, Tần Lạc cố chấp nói, buông ra đi, để cho tôi đứng lên. Trương Bác chứng kiến Tần Lạc kiên trì, cũng chỉ đành buông tay. Tần Lạc đi xuống từ xe lăn, đại đầu đi tới giúp hắn sửa sang lại trường bào một phen, khiến nó có thể càng thêm thoải mái mặc ở trên người hắn. Sau đó, Tần Lạc thật trịnh trọng, đối với đám người trước mặt cúi đầu. Cảm ơn, Tần Lạc nói. Hắn không có dùng loa, cũng không có biện pháp lớn tiếng, lời nói ra có lẽ chỉ có vài người bên cạnh có thể nghe thấy. Chính là, hắn biết, bọn họ sẽ rõ. Rầm rầm. Đám người đứng ở phía trước Tần Lạc tựa như kinh hoàng hướng ra hai bên trốn tránh, ai cũng không muốn nhận đại lễ của hắn như thế. Tần Lạc khom người một cái như vậy, thế nhưng lại đem khối đại trận vuông này bổ ra một cái thông đạo thẳng tắp dài hẹp. Các phóng viên nước ngoài vây xem đều là kinh ngạc. Thật sự không có biện pháp hiểu được ý nghĩ của người dân Tianjin Hoa này. Ở trong mắt bọn họ, này có thể nói là thần tích. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, cái này cùng Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh giống nhau, là phải tập luyện tốt trước. Thần y, ngài làm cái gì vậy? Đúng vậy, ngài vô duyên vô cớ cúi đầu trước chúng ta làm cái gì? Chúng ta không nhận nổi a? Sẽ giảm thọ mất. Mọi người năm mồm bảy miệng hỏi. Bọn hắn còn không biết chuyện chính phủ Paris đã phải đáp ứng yêu cầu thứ hai của bọn hắn rồi. Tần Lạc cười cười, ý bảo Trương Bác cầm loa tới. Hắn hắng giọng, dùng hết dùng khí lực toàn thân hô, bọn họ đã đồng ý xin lỗi. Chúng ta thắng lợi. A, à, mấy vạn đồng bào Trung Hoa cùng kêu lên, khung cảnh đồ sộ, lại cảm động lòng người. Chứng kiến khuôn mặt tươi cười của đồng bào, Tần Lạc tức thì cảm thấy vui vẻ, lại có một loại cảm giác hơi xót xa. Xin lỗi vì đánh người, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì cái gì ở trên người đám đồng bào của mình này, liền khó khăn trắc trở như vậy chứ? Nếu tôi chỉ nói với đồng bào một lời cảm ơn, thật sự là rất khách khí. Trung y không phải một mình tôi, tôn nghiêm cũng không phải một mình tôi, chỉ cần mọi người da vàng, mắt đen, trong tim chảy huyết mạch Trung Hoa, mọi người liền cùng tôi giống nhau, một người vinh tất cả vinh, một người tổn hại tất cả đều tổn hại. Đồng bào Trung Hoa chúng ta coi trọng tìm cảm đồng hong, ra tay giúp đỡ, cùng nhau trông coi, bệnh đến người đỡ. Tay của tôi bị thương, có thể phải mất một đoạn thời gian rất dài không có biện pháp chữa bệnh cho mọi người, nhưng là, mọi người yên tâm. Tôi sẽ lập tức gọi 100 thầy thuốc vĩ đại của Hiệp hội Trung Y đến Paris chữa bệnh miễn phí cho mọi người một tháng. Tôi sẽ cùng Hiệp hội Trung Y cùng nhau, tại nước Pháp hoặc là quốc gia khác cử tới thêm càng nhiều thầy thuốc Trung Y vĩ đại, làm cho mỗi một người Trung Hoa. Đều có thể nhìn thấy Trung y, đều dùng là thuốc đông y. Chỉ cần mọi người nguyện ý. Tạ ơn thần y. Tạ ơn thần y. Tạ ơn thần y. Bốn chữ lọt vào tai, tất cả đều là tiếng lòng của người xem. Chương 525, tôi nguyện ý, hắn dám sao? Phụ nữ đều là thích hư vinh. Ánh mắt Lệ Khuynh Thành mê say nhìn Tân Lạc được vô số người ủng hộ, dùng tiếng Pháp nói với Hoàng tử Philip nói, chỉ cần là phụ nữ, đều nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn. Cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Chỉ là, em cự tuyệt cơ hội trở thành vương phi. Philip khó có thể hiểu được nói, nếu em nguyện ý lựa chọn như vậy, em cũng có thể có được quang vinh cùng tiếng hô như thế. Hơn nữa, đó là độc nhất vô nhị. Không có bất cứ kẻ nào cùng em chia sẻ, tôi sẽ nắm tay em, bất cứ tại dưới cái trường hợp gì cũng đều sẽ không buông rời. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, phụ nữ cũng là chân thật. Có người đem chân thật biểu hiện ở trên tiền tài cùng châu báu, nhẫn kim cương, có người đem chân thật biểu hiện ở trên mặt tình cảm chân thành tha thiết,
tôi thích hắn, đây là sự thật. Tôi không có biện pháp lừa gạt chính mình, cũng không có biện pháp lừa gạt ngài. Philip híp mắt nở nụ cười, nói, tôi thích sự thẳng thắn của em, thưởng thức sự chân thành của em, nhưng giờ tôi lại chán ghét tất cả điều này. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Lệ Khuynh Thành xin lỗi nói, đàn ông như ngài, không cần phải tìm đến một người bà ích kỷ vì lợi ích mà không để ý tới tình yêu như vậy. Cho dù tôi muốn có được, cũng là không có cơ hội. Philip nói, như vậy, chúng ta là bạn được chứ? Tôi nói rất đúng hữu nghị. Calai nghe vậy nhíu mày. Hoàng tử điện hạ bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, hắn đem vị trí của mình đặt xuống thấp như vậy, còn nghĩ tới tôn nghiêm của vương thất hay không? Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành gật đầu, chúng tôi cảm kích tất cả những gì ngài làm cho chúng tôi. Tôi cũng rất nguyện ý cùng ngài trở thành bằng hữu, hắn cũng là một người thú vị. Tôi có dự cảm, các anh cũng sẽ trở thành bạn tốt. Chỉ hy vọng như thế. Ánh mắt hoàng tử Philip lại chuyển tới trên người Tần Lạc, nói, tôi muốn đại biểu cho Hoàng thất Thụy Điển mời hắn đến Viện Y học Hoàng gia giảng dạy, em cảm thấy hắn sẽ đáp ứng hay không? Hoàng tử Philip, nếu ngài tự mình mời mà nói, hắn sẽ càng cảm thấy được vinh quang và may mắn. Đúng vậy, tôi đúng là nghĩ như vậy. Philip dứt khoát gật đầu, tôi sẽ tự mình mời, hơn nữa sẽ thông qua Hoàng thất Thụy Điển hướng Bộ Y tế của nước Trung Quốc phát ra thư mời, thẳng thắn mời, tôi chưa dùng qua thuốc Trung Y. Nhưng là, tôi cảm thấy nó nhất định không tồi, bởi vì người làm phần chức nghiệp này, đều là vĩ đại như vậy. Tôi nguyện ý làm một việc vì nó. Cảm ơn, Lệ Khuynh Thành cảm kích nói. Không thể không thừa nhận, nhân phẩm của vị hoàng tử này thật sự rất không tồi. Hơn nữa các phương diện khác cũng rất vĩ đại, sinh vào vương thất, năng lực xuất chúng, tuấn lãng tuyệt luân, còn mối tình thắm thiết. Nếu như không có hắn, có lẽ mình sẽ thật sự nguyện ý đội mũ phượng trở thành vương phi đi. Chỉ là, đã sớm một bước gặp hắn rồi. Sớm một bước, liền sớm cả đời. Giữa bạn bè không nên nói cảm ơn. Hoàng tử Philip nói, tôi có thể gọi em là Khuynh Thành chứ? Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành hé miệng cười, nói, bạn của tôi đều gọi tôi là Lệ Yêu Tinh. Nga, Yêu Tinh, Philip ánh mắt sáng ngời nói, tên này hay lắm, thực thích hợp với em. Tôi cũng cho rằng như vậy. Lệ Khuynh Thành cười cười, nói. Lệ, Yêu Tinh. Tôi biết mọi người bây giờ nhất định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tôi liền cáo từ trước, nếu tôi có khả năng giúp đỡ được mọi người cái gì, tôi thực sự mong có thể nhận được điện thoại của em. Tốt, nếu có gì cần, tôi sẽ lại quấy rầy. Lệ Khuynh Thành nói. Hoàng tử Philip lại mắt nhìn vào chân của Lệ Khuynh Thành đặt ở trên xe lăn, nói, bảo trọng. Nói xong, tại dưới sự bảo vệ của một đám vệ sĩ mà rời đi. Lệ Khuynh Thành đẩy xe lăn đi đến trước mặt Tần Lạc. Cười hỏi, có thể trở về được rồi chứ? Đương nhiên, Tần Lạc ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói. Cuối cùng có thể đạt được cục diện tốt đẹp như vậy, toàn bộ đều tại trong tính toán của người phụ nữ xinh đẹp này. Là nàng bày mưu tính kế, là nàng nắm thiết tấu trong tay, là nàng khéo mượn gió đông, là mỹ mạo của nàng đem tới sự hõ trự mạnh mẽ của Hoàng tử Philip, là nàng, bởi vậy nàng mới bị thương. Nàng từ tuyệt cảnh phùng sinh, nàng cứu Trung Y thoát cảnh nước lửa. Nếu có thể, Tần Lạc hận không thể lấy thân báo đáp để báo đáp lại phần đại ân đại đức này của nàng. Đương nhiên, nếu nàng cũng đồng ý mà nói. Gì mà lại cứ nhìn tôi như vậy chứ? Lệ Khuynh Thành thấy được ánh mắt quỷ dị của Tần Lạc, lên tiếng hỏi. Tần Lạc đi đến trước mặt Lệ Khuynh Thành, nói, em nói cho bọn họ một câu nói đi. Bảo bọn họ về nhà, Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành cười híp mắt nhìn Tần Lạc lại vẻ mặt chăm chú nhìn lại nàng. Những lời này, hẳn là anh tới nói mới đúng, Lệ Khuynh Thành nói. Anh nói rất nhiều rồi, câu này là quan trọng nhất, hẳn là em tới nói. Tần Lạc nói, hắn ra hiệu bảo Trương Bác cầm loa đưa cho Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành tiếp nhận loa, nhìn nhìn Tần Lạc, lại nhìn nhìn đồng bào biểu tình hàng ngũ chỉnh tề đứng ở trước mặt, vẫn không muốn rời đi, rốt cục bật công tắc của loa lên, la lớn, chúng ta về nhà. Về nhà, đại hán râu rậm phất tay hô. Về nhà, vô số người hô lớn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Vốn là quan chức của đại sứ quán chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành. Một đám người lãnh đạo cuộc biểu tình cùng bà con sông ra thị uy lần này, chính là, Tần Lạc cũng rất không nể tình cự tuyệt lời mời của bọn họ. Đại sứ tiên sinh như là hiểu thân phận của Tần Lạc hoặc là kiêng kỵ danh khí như mặt trời ban trưa lúc này của hắn. Lộ ra vẻ cười đầy mặt tiếp đón.
chính là bảo Vũ Dũng Tú đưa tới một gói trà cực phẩm, xem như một chút tấm lòng của cá nhân hắn. Tiệc tối chúc mừng là tổ chức ở trong nhà Lão Uông, Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành, Trương Bác, Triệu Tử Long, đưa tới đám người Vũ Dũng Tú tề tụ một buồng. Còn có một vị khách đặc biệt, chính là đại hán râu rậm nhiệt tình, em họ của Triệu Tử Long kia, lần biểu tình lần này lãnh đạo bà con cô cậu, có dũng có mưu dám đánh dám làm, thật sự là một nhân tài hiếm có. Chỉ là tên của hắn cùng hình tượng thật sự là kém khá xa, khi Triệu Tử Long giới thiệu thì cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ánh mắt quái dị nhìn hắn. Hắn cũng xấu hổ không chịu được, ngại ngùng giải thích nói là bởi vì hắn ngũ hành thiếu thủy, cho nên cha mẹ liền lấy cho hắn cái tên Thiệu Miểu Miểu. Thân phận của Tô Sán có chứa sắc thái của phía chính phủ, để tránh làm cho người Pháp bắt được nhược điểm, cho nên lúc biểu tình không có xuất hiện. Lần này tụ họp, hắn cùng Qua Nhĩ đều không có tham gia. Thân phận của đại đầu đặc thù, bản thân cũng không muốn cùng người kết giao, cũng không có lại đây. Vợ của Lão Uông đưa tới một bàn tràn đầy thức ăn, con cả của Lão Uông phụ trách cấp rượu thoải mái cho mọi người. Một đám người nâng cốc điên cuồng hoan hỉ, thật sự là không gì vui hơn. Lão Uông lại một lần nữa bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói ra không sợ mọi người cười, tôi là đàn ông hơn 40 tuổi, lần đầu tiên mới uống được rượu ngon như vậy, lần đầu tiên sống có tình cảm mãnh liệt được như vậy, tất cả các ngày sống mấy chục năm qua cộng lại cũng không phấn khích được như mấy ngày hôm nay. Đến đây, Tần Lạc, đại ca lại cùng chú làm một ly. Lúc nói chuyện, bưng chén rượu muốn đưa cho Tần Lạc. Bởi vì tay của Tần Lạc bị băng gạc băng kín, căn bản là không có biện pháp bưng cái chén. Cho nên, mỗi khi có người muốn cùng hắn uống chén rượu, đều tự mình bưng đến bên miệng cho hắn. Hai má thanh tú của Tần Lạc đỏ bừng, nói, Uông đại ca, em thật sự không thể uống nữa. Hôm nay lúc trời tối hắn đã hò hét không ít, bây giờ đã muốn có 7-8 phần say ngà ngà. Thật sự là không dám lại uống tiếp. Tuy rằng thiên dương chi mạch kia của hắn đã tốt lên không ít, nhưng là cái loại bệnh này là không thể khỏi hẳn, nếu bị nhiều yệt tử kích thích. Có trời mới biết sẽ phát sinh ra cái dạng chuyện tình gì. Em uống thay hắn, Lệ Khuynh Thành cũng nhìn ra Tần Lạc không thể uống nữa, đi ra cầm lấy chén rượu. Tửu lượng của nàng so với Tần Lạc còn cao hơn. Hảo, nếu Khuynh Thành uống, chúng ta uống liền 3 chén. Lão Uông hào sảng nói. Không thành vấn đề, Lệ Khuynh Thành không sợ chút nào. Vì thế, hai người đối ẩm, một hơi uống hết 3 chén. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không khí càng thêm nhiệt liệt. Vợ của Lão Uông buộc tạp dề đi tới, thô giọng hô, Khuynh Thành, đám người trẻ các em chỉ biết khi dễ Lão Uông nhà chúng ta. Này không thể được, chị cũng phải cùng em uống 3 chén. Chị dâu, em mời chị 3 chén. Hôm nay chị vất vả rồi. Lệ Khuynh Thành còn ngồi ở xe lăn, không có biện pháp đứng lên, chỉ đành giơ cao lên cái chén. Được, hai phụ nữ chúng ta uống 3 chén. Không thể cho đám đàn ông này coi thường được. Vợ Lão Uông cười a a nói. Được, Lệ Khuynh Thành đáp. Tại dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, Lệ Khuynh Thành một ngụm thức ani đều không ăn, lại cùng vợ Lão Uông uống liền 3 chén. Sau khi uống xong, mặt không đổi sắc, cũng chỉ là cặp mắt kia ngập nước kia long lanh, lộ ra mặt cười phong lưu kiều mị. Lệ tiểu thư quả nhiên rộng lượng a. Triệu Tử Long tán thưởng nói, Tần Lạc lớn lên so với chúng ta nhìn đẹp trai hơn, y thuật so với chúng ta lợi hại hơn. Ngay cả tìm trợ thủ cũng đều là vĩ đại như vậy, thật đúng là làm người bên ngoài ganh tị chết. Đúng vậy, lần này ít nhiều Lệ tiểu thư thế chân vạc tương trợ. Nếu không, chuyện cũng không thể giải quyết nhanh được như vậy. Trương Bác chống khuỷu tay tại trên bàn, say ngà ngà mơ hồ nói. Tôi cũng đại biểu đại sứ quán xin kính Lệ tiểu thư một ly. Vũ Dũng Tú đứng lên nói. Tần Lạc nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn, nói, không thể lại để nàng hét lên. Nàng đã uống liền 6 chén. Một chén này, tôi uống thay nàng. Chứng kiến Tần Lạc ăn thư xê ăn rồi mới uống, mọi người cười to. Vợ Lão Uông nói, mọi người sẽ không muốn Khuynh Thành say chứ. Đại mỹ nữ như vậy, uống không tốt Tần Lạc sẽ đau lòng, tôi nhìn cũng đều đau lòng. Đúng vậy, hôm nay liền kết thúc như vậy đi. Không thể uống nữa, bằng không Tần Lạc cũng đều không trở về được. Lão Uông cũng nói, vấn đề trở về thì không cần lo lắng. Chúng ta có thể đưa hắn trở lại phòng ở khách sạn. Chỉ là vấn đề sau khi trở về phòng thì chúng ta không giúp được hắn, Triệu Tử Long trêu chọc nói, lại một lần nữa đưa tới một đợt cười. Đúng đúng, đây mới là vấn đề lớn. Vợ Lão Uông rất có hiểu biết, lập tức nghe ra đi ra ngụ ý trong lời nói của Triệu Tử Long. Lệ Khuynh Thành nhìn quanh mọi người, đôi mắt đẹp ẩn tình.
nhìn lướt qua Tần Lạc, đọc nhấn rõ từng chữ, uyển chuyển như Lan nói, tôi nguyện ý. Hắn dám sao? Chương 526, anh có thể thêm chút lửa hay không? Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành lại bị mọi người giễu cợt một lúc, yến tiệc mới tan. Triệu Tử Long vốn an bài em họ Thiệu Miễu Miễu đến đưa Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành về, nhưng lúc tối nay hắn cũng đã uống không ít rượu, ở Paris, lái xe sau khi uống rượu bị phạt phi thường nghiêm trọng. Tình huống nghiêm trọng, thậm chí phải phạt trực tiếp. Chỉ là, Tần Lạc lại cự tuyệt ý tốt của bọn hắn. Thấy Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành từ hiệu thuốc Uông Thị đi tới, một chiếc xe màu đen trên đường liền đi lại đây. Lái xe chính là Qua Nhĩ, Tô Sán ngồi ở trên ghế lái xe phụ. Xe là xe đưa đón của công ty Triệu Tử Long, chuyên môn điều tới để Tần Lạc sử dụng, tiện cho lộ trình du lịch vài ngày tới của Tần Lạc. Đúng vậy, bọn hắn cho rằng Tần Lạc vất vả thời gian dài như vậy, tại trước khi về nước hẳn là phải thoải mái cảm thụ phong tình của Paris một phen. Thấy Tần Lạc đi ra, Tô Sán nhanh chóng chạy xuống đi đón. Tay của Tần Lạc bị thương, nhưng là hai chân vẫn còn có thể đi đường. Lệ Khuynh Thành cùng hắn tương phản, chân bị một gậy kia của Sơ Lâu đánh gãy xương, chính là hai tay lại là hoàn hảo. Cho nên, hai người hành động cũng không phải quá tiện. Tô Sán hòa Qua Nhĩ trước tiên đem Lệ Khuynh Thành nâng lên xe, lại đem Tần Lạc nâng lên xe, lúc này mới ngồi trở lại vị trí lái. Lái xe đi, Tô Sán cười nói. Qua Nhĩ vẻ mặt không chút thay đổi khởi động xe, rất nhanh, bọn hắn liền biến mất trong ánh mắt của những người khác, hòa vào trong làn xe trên đường rực rõ ánh đèn. Trở lại phòng, Tô Sán cùng Qua Nhĩ cáo từ rời đi. Hôm nay em đã uống không ít rượu, buổi tối nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi trước, Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành, nói. Từ từ, Lệ Khuynh Thành hô. Còn có chuyện gì sao? Tần Lạc dừng bước. Em muốn uống nước, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc cười khổ giơ lên hai tay bị y tá dùng băng gạc bó chặt, nói, hai tay của anh đều như vậy. Còn giúp em lấy nước như thế nào chứ? Nếu biết tay anh đều thành như vậy liễu, anh còn muốn đi sao? Lệ Khuynh Thành ửng hồng hai gò má, sắc mặt ửng đỏ nói. Anh ở lại chỗ này cũng không giúp được em à, Tần Lạc nói. Buổi tối anh trở về không biết là có khát nước không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Khát, Tần Lạc gật đầu, bởi vì thể chất của hắn thuộc tính hỏa, so sánh lại dễ dàng khô cạn hơn người thường. Lúc tối lại đã uống không ít rượu, càng cần lượng lớn nước đến làm dịu thân thể cùng lục phủ ngũ tạng. Vậy anh còn đi, Lệ Khuynh Thành trợn mắt nhìn Tần Lạc một cái, nói, anh không thể giúp ta rót nước, nhưng em có thể giúp anh rót nước. Chỉ là, em chỉ là chân bị thương, tay không bị thương, Lệ Khuynh Thành nói, nàng đẩy xe lăn đi đến trước tủ lạnh, lấy hai bình nước khoáng ra. Trước tiên mở ra một bình, ra hiệu bảo Tần Lạc ngồi xổm xuống, nàng đút cho hắn uống. Tần Lạc do dự một chút, vẫn là ngồi xổm tới trước mặt Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành cầm lấy bình nước, đem miệng bình nhét vào miệng Tần Lạc. Tần Lạc tuy rằng cảm thấy hành động như vậy có chút không hay, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng là dưới tình huống hiện tại cũng không cho hắn cự tuyệt. Vì thế, hắn dùng lực nuốt vài ngụm, giải quyết vấn đề khát nước của chính mình. Lệ Khuynh Thành cũng không chê, đợi cho Tần Lạc uống đủ rồi, mình đem nửa bình nước còn thừa đổ xuống họng. Anh uống đủ rồi, Tần Lạc nói, đi nghỉ ngơi sớm đi, anh đi về trước. Đàn ông như anh làm sao lại không có phong độ thân sĩ như vậy chứ? Lệ Khuynh Thành giả bộ tức giận nói. Làm sao vậy? Tần Lạc vẻ mặt mê man hỏi. Chính mình về phòng ngủ, là không có phong độ thân sĩ. Mình không quay về ngủ, chẳng lẽ như vậy mới xem như là có phong độ thân sĩ sao? Không kìm lòng được, trong đầu Tần Lạc lại nghĩ tới chuyện xưa cầm thú cùng không bằng cầm thú kia. Anh đi rồi, em lên giường như thế nào? Lệ Khuynh Thành chỉ vào hai chân của mình, hỏi. Đúng vậy, hai chân của Lệ Khuynh Thành không thể nhúc nhích. Nếu mình đi rồi, nàng làm sao từ xe lăn đi lên giường đây? Anh phải giúp em như thế nào? Tần Lạc chính mình cũng là người bệnh, thật sự là không biết có thể làm những thứ gì. Anh ngồi xổm xuống, Lệ Khuynh Thành nói. Ngồi xổm xuống. Đúng, ngồi ở trước mặt em. Lệ Khuynh Thành chỉ vào khoảng trống trước mặt, chẳng lẽ anh lớn như vậy rồi mà chưa cõng qua con gái sao? Không cõng qua, cũng phải chứng kiến đàn ông khác cõng rồi chứ. Anh biết, Tần Lạc nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, đem tấm lưng cũng không dày rộng lắm để lại cho Lệ Khuynh Thành. Khóe miệng Lệ Khuynh Thành thoáng hiện lên khởi một nét ý cười tà ác, sau đó chìa hai tay ra ôm lấy cổ của Tần Lạc. Mạnh mẽ dùng sức, đem toàn bộ sức nặng của thân thể mình đều chuyển rời đến trên lưng Tần Lạc.
có thể đứng lên rồi. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Nàng ghé vào trên lưng Tần Lạc, khi nói chuyện cố ý tới gần gáy của Tần Lạc, làm cho cái lỗ tai của hắn ngứa ngáy, thân thể tê dại một hồi. Thân thể Lệ Khuynh Thành cực kỳ đầy đặn, trước bạo sau nở, là lướt cao ngất. Tần Lạc tuy rằng gầy yếu, chỉ là từ nhỏ còn có đạo gia thập nhị đoạn cẩm trúc cơ, lại dùng luyện thể thuật làm nền tảng, thể lực cũng là không tồi. Tần Lạc cõng nàng cũng không phải là cố hết sức. Hơn nữa, bộ ngực của Lệ Khuynh Thành đặt ở trên lưng Tần Lạc, làm cho thân thể của hắn chạm đến hai vị trí mềm nhũn tròn tròn kia, làm cho lực chú ý không kìm lòng được mà phát sinh đổi vị trí, lại càng không biết có cảm giác nặng thêm gì. Nếu có thể, Tần Lạc trái lại hy vọng có thể cõng thêm chốc lát. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể hưởng thụ một chút thời gian như vậy, xe lăn vốn ở gần giường. Tần Lạc đem phía sau lưng chuyển hướng giường lớn, Lệ Khuynh Thành lại không có buông tay, mà là dùng sức lôi kéo, hai người liền cùng nhau hướng trên giường ngã tới. Lệ Khuynh Thành nằm ở phía dưới, Tần Lạc vừa vặn ngã vào trên người của nàng. Điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy được, giường lớn hôm nay cực kỳ mềm mại. Tốc độ tim của Tần Lạc đập nhanh hơn, hắn cũng đồng dạng nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Lệ Khuynh Thành. Buổi tối ngủ ở chỗ này đi, Lệ Khuynh Thành dịu dàng nói, không có em, anh không có cách nào cởi quần áo. Tần Lạc nguyên bản muốn nói là cho dù không cởi quần áo thì mình cũng có thể cú ngủ thật tốt, chỉ là, như vậy không phải quá ngốc sao. Vì thế, hắn nói, như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, chẳng lẽ sợ em ăn luôn anh? Lệ Khuynh Thành nói. Anh là, anh sợ mình khống chế không nổi. Tần Lạc xấu hổ nói. Hắn không phải không thể cự tuyệt sắc đẹp, chỉ là không thể cự tuyệt Lệ Khuynh Thành. Nữ nhân này là một yêu tinh, nếu nàng có lòng câu dẫn mà nói, cho dù là Liễu Hạ Huy, vốn là Liễu Hạ Huệ nhưng mà thằng tác giả này tự sướng quá độ nên thay tên mình vào bằng để mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn kia cũng có thể bị nàng đánh tan ý chí. Anh dám động tay động chân, em sẽ đem tay cùng chân anh cắt toàn bộ vứt cho chó ăn. Lệ Khuynh Thành hung tợn uy hiếp nói. Vậy thì anh nên trở về đi. Tần Lạc muốn từ trên giường đứng lên. Hắn tại trước mặt nữ nhân khác có tin tưởng, nhưng là, đối với Lệ Khuynh Thành lại không có tin tưởng. Mỹ nữ tại trên giường mà lại cái gì cũng không thể làm, uất ức như vậy cả một buổi tối. Với hắn mà nói thật sự là một loại tra tấn. Lệ Khuynh Thành đưa tay ôm lấy thân thể của Tần Lạc, nói, nếu anh cái gì cũng không làm, em sẽ đem tiểu đệ đệ của anh cắt đi. Nữ nhân này, luôn lưu manh như vậy, luôn đáng ghét như vậy, luôn làm cho người ta mừng rỡ, luôn làm cho người ta dục tiên dục tử đến chết đi sống lại như vậy. Chỉ một câu, một cái chém, khiến cho ba hồn bảy vía của Tần Lạc tất cả đều bay lên. Mỗi một cái lông tơ cùng tế bào trên thân thể đều thoải mái, như là ăn được quả nhân sâm giống nhau. Ý tứ của nàng đã biểu hiện rất rõ ràng. Nói đúng là, so sánh với liên tưởng, nàng càng ưa thích di động hơn. Nếu ngươi bất động mà nói, nàng sẽ càng thêm tức khí càng thêm phẫn nộ. Đứng lên, Lệ Khuynh Thành quát. Vì thế, Tần Lạc nghe lời nhanh chóng từ trên người Lệ Khuynh Thành lăn xuống tới. Cùng nàng song song nằm cùng một chỗ. Lệ Khuynh Thành giơ tay tóm lấy cằm của Tần Lạc, làm cho ánh mắt của hắn nhìn mình. Thanh âm dễ thương hỏi, anh cảm thấy em có dễ nhìn hay không? Dễ nhìn, Tần Lạc ngây ngốc nói. Nguyên bản Lệ Khuynh Thành chính là một nhân vật mị hoặc chúng sinh, sau khi uống qua rượu, nàng càng thêm xinh đẹp gợi cảm. Má phấn hồng nhuận, đôi mắt đẹp lung linh, mùi thơm dễ thương, phong tình vạn trùng. Rượu không say nhưng thấy người tự say, chứng kiến Lệ Khuynh Thành lúc này, Tần Lạc thật sự có chút cảm giác mê say. Lúc em không mặc quần áo càng đẹp mắt hơn. Lệ Khuynh Thành thản nhiên cười nói. Này, anh không biết, Tần Lạc nói trái lương tâm. Kỳ thật, hắn cho dù tưởng tượng cũng có thể biết lời nàng nói là sự thật. Nhưng là, sau đó hắn nghĩ một đằng nói một nẻo sử dụng phép khích tướng. Em không phải nói em không mặc quần áo càng đẹp mắt sao? Anh không tin đâu, có bản lĩnh em cởi đi. Rất nhanh, anh sẽ biết liền, Lệ Khuynh Thành nói. Lúc nàng nói chuyện, liền đã đưa tay cởi ra nút thắt của bộ áo khoác Âu phục màu bạc. Tiếp theo, nàng lại bắt đầu cởi quần áo màu trắng bên trong. Sau khi đều cởi bỏ hết nút thắt, liền lộ ra nội y lây hoa văn màu tím cùng một mảng lớn da thịt trắng nõn mà nội y không thể che lấp. Tần Lạc nuốt một ngụm nước miếng. Lệ Khuynh Thành nghe được tiếng vang, trợn mắt liếc Tần Lạc một cái, sau đó cởi ra nút thắt của váy cô ta. Váy là váy cuộn, chỉ cần cởi bỏ nút thắt, liền tự động hướng hai bên buông ra. Sau đó, cái quần lót cùng màu với nội y kia liền hiển lộ tại trước mặt của Tần Lạc.
ực, Tần Lạc lại nuốt một nước miếng nữa. Có thể vừa rồi uống nước nhiều quá, Tần Lạc xấu hổ giải thích nói. Lệ Khuynh Thành không có ngừng lại, nàng hơi hơi đứng dậy, đem cái quần lót nhỏ cơ hồ như không khí kia kéo lui xuống tới. Đường cong lả lướt, không chút mỡ thừa. Đây là một khối thân thể tuyệt đẹp của phụ nữ, có thể nói là thân thể hoàn mỹ. Như là thượng đế kiệt xuất, sở hữu hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Bộ ngực cao ngất bạo mãn, bụng phẳng trong như gương, cái rốn mượt mà đáng yêu, còn có một mảnh rừng rậm rạp kia. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một vị trí, dài ngắn, độ mịn, tất cả đều không thể chê vào đâu được. Nàng nói, đúng, khi nàng không mặc quần áo thì so với mặc quần áo đẹp hơn. Loại đẹp đẽ lõa lồ này mạnh mẽ đánh vào thị giác, châm lên dục vọng chinh chiến cùng máu nóng trong cơ thể, cơ hồ làm cho người ta phát điên. Ánh mắt Tần Lạc đỏ đậm, nuốt từng ngụm nuốt bọt, thở phì phò. Em là một khối củi đốt, anh có thể cho thêm chút lửa hay không? Lệ Khuynh Thành tách hai chân ra, nhìn Tần Lạc nói. Chương 527, một người không tay, một người không chân. Tần Lạc quả thật muốn thêm một mồi lửa, bởi vì hắn phát hiện ở trong thân thể tràn đầy dục hỏa. Thế lửa này càng đốt càng vượng, càng đốt càng mãnh liệt, nếu thật sự không phóng thích ra mà nói, cũng sắp muốn đem hắn đốt nướng cháy rồi. Chính là, hắn không có tay, thậm chí ngay cả trường bào trên thân cũng đều không có biện pháp cởi ra, cả quần cũng không có biện pháp cởi ra, hắn giống như là con quạ đen tìm nước, rõ ràng thấy nước tại trong bình thủy tinh, chỉ là, hắn lại không có cách uống được một ngụm. Anh không muốn sao? Lệ Khuynh Thành tách hai đùi ra, nói. Ực, Tần Lạc nuốt xuống ngụm nước miếng không biết là thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm nay, vô cùng oan ức nói, anh không cởi quần áo ra được. Nga, Lệ Khuynh Thành gật gật đầu, như là mới nhớ tới chuyện này, nói, em nghĩ rằng anh không muốn đó. Lệ Khuynh Thành ngọc thể tung hoành nằm ở trên giường lớn, ngọn đèn sáng ngời chiếu xuống làm cho trên mặt của nàng hiện ra một tầng ánh sang linh động dễ thương. Mặt của nàng ửng đỏ, đôi mắt đầy nước. Đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át siêu dàng hỏi nói, vậy ý của anh là, em giúp anh cởi ra sao? Nếu em đồng ý, Tần Lạc cảm kích nói. Đây cũng là khát vọng thâm sâu cùng chân thật nhất của Tần Lạc lúc này. Thứ bằng vải hơi mỏng kia đối bọn hắn mà nói thật đúng là một kiện đồ rườm rà. Đôi khi, người thật đúng là không bằng một con động vật. Trên cơ thể động vật vốn có lông dài, có thể chống lạnh cũng khả ái, khi gặp được đồng bạn khác giới thì khi khởi sự cũng tiện hơn. Em không muốn, Lệ Khuynh Thành quyết đoán cự tuyệt. Lại đây, hôn em, Lệ Khuynh Thành đưa tay đem Tần Lạc kéo lại đây, đem đầu của hắn ấn tại trên bộ ngực cao ngạo như một tòa núi trắng của mình, nói, em có cảm giác. Để cho anh cởi quần áo. Nữ nhân này, Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nghĩ, làm sao có thể ích kỷ như vậy? Tình yêu là tốt đẹp, là công bằng, là qua lại lẫn nhau, là ngươi tới ta đi. Nàng sao có thể làm cho một mình trả giá chứ? Anh không muốn, Lệ Khuynh Thành chứng kiến Tần Lạc không hề động ngón tay, lên tiếng hỏi. Tần Lạc vốn muốn dứt khoát cự tuyệt nàng, rồi rất có tôn nghiêm nói vài lời thể chủ nghĩa đại nam nhân của mình, sau đó nhảy xuống giường lớn mở cửa rời đi. Nhưng là, hắn càng nghĩ càng hiểu ra, hình như Lệ Khuynh Thành từ trước cho tới nay đều là cường thế như vậy. Hơn nữa, nàng càng không có khả năng bị lời nói độc ác của mình hù dọa. Mở cửa rời đi mà nói, cũng đều đã đến loại tình trạng này. Hắn không nỡ đi. Nữ nhân này, luôn có thể bắt hắn ăn phải thiệt thòi. Bất luận là trên giường hay là dưới giường, bất luận là công việc hay là sinh hoạt. Anh, Tần Lạc một câu còn chưa nói dứt, liền đã ngậm chặt đỉnh của ngọn núi kia. Hắn dùng hành động để đưa ra đáp án của mình. Ân, Lệ Khuynh Thành rên rỉ một tiếng, phải là như thế này. Bị Tần Lạc thi triển ra tất cả vốn liếng. Lệ Khuynh Thành bị hắn châm ngòi đến cực hạn của sự chịu đựng dục vọng thì nàng mạnh mẽ ngồi dậy, điên cuồng kéo quần dài của Tần Lạc, rồi lại kéo cả quần lót của hắn xuống. Thanh âm kiều mị thống khổ truyền đến, tiếp theo đó là tiếng rên rỉ vô cùng vô tận tràn chứa cả gian phòng. Gió êm sóng lặng, mưa to tạnh đi. Tần Lạc toàn thân thoải mái dựa vào trên thân thể của Lệ Khuynh Thành. Hình dáng nàng phong du, dáng người đầy đặn, như là mật đào chín, hoặc như là thiếu phụ vừa trải qua mưa xuân làm dịu. Là một nữ nhân đặt tại mặt trên có thể làm chăn, đè ở phía dưới mặt có thể làm đệm. Hóa ra chỗ đó của đàn ông cũng chỉ là như vậy. Lệ Khuynh Thành bĩu môi, nói, cùng quả dưa chuột cũng không có gì khác nhau. Tần Lạc có tức nhưng không có lực để phản bác, nói, vậy sao vừa rồi em còn kêu lớn tiếng như vậy? Ăn quả dưa chuột em cũng kêu rất lớn tiếng.
Rất nhanh, Lệ Khuynh Thành lại cười lên khanh khách, nói, bất quá, sau đó để nó ở lại bên trong vẫn là thoải mái nhất. Co được giãn được, có thể mềm có thể cứng rắn. Tần Lạc xấu hổ muốn chui xuống đất, đi vào thế giới này hơn 20 năm, cho tới bây giờ cũng đều chưa từng gặp qua nữ nhân nào lưu manh hơn so với nàng. Bao nhiêu lời tình sắc cũng đều có thể từ miệng nàng mà xuất hiện, không già mồm cãi láo, không chế tạo, cứ tự nhiên mà vậy, đương nhiên, hình như là nói tới loại nữ nhân giống như nàng này. Nàng nếu cùng ngươi giảng đường thi tống từ mà nói, ngươi ngược lại sẽ hoài nghi nữ nhân này có phải bị bệnh hay không. Làm sao vậy, giận em à, Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Lạc trầm mặc không tiếng động, thật lâu cũng không trả lời mình, thanh âm mềm mại hỏi, nam nhân có phải đều không thích bạn gái của mình nói hắn không tốt hay không? Không có, Tần Lạc nói, trong lòng hắn quả thật không có loại ý nghĩ này. Chỉ là, Lệ Khuynh Thành lại đột nhiên gắt gao ôm lấy thân thể hắn, thanh âm ngọt lịm nói, lão công. Anh vừa rồi tốt lắm, làm cho người ta thật thoải mái. Tiếng xưng hô lão công này từ miệng của Lệ Yêu Tinh nhảy ra, thân thể của Tần Lạc tê dần, ngay cả xương cốt đều muốn nhanh chóng rớt ra. Chỉ là, một câu kế tiếp, lại kéo hắn về đến hiện thực tàn khốc. Bởi vì, Lệ Khuynh Thành ngượng ngùng ở bên lỗ tai hắn nói, nếu không, chúng ta lại làm một lần đi. Lại làm một lần. Này tuyệt đối không được. Trong mấy ngày này, Tần Lạc cơ hồ không ngủ. Mỗi một tích tắc mỗi một giây, tinh thần đều bị vây trong trạng thái căng thẳng cực đoan. Rất sợ hành chính mượn gió đông lần này sẽ xuất hiện cái biến cố gì mà mình khó có thể đoán trước cùng sửa chữa. Sau lại bị cảnh sát chống bạo động đánh bị thương nhập viện, buổi tối lại uống vào nhiều rượu như vậy. Vừa rồi chinh chiến một phen cũng hao phí không biết bao nhiêu tinh khí cùng thể lực của hắn, hắn không còn khí lực. Anh không còn khí lực, Tần Lạc thẳng thắn nói. Vì thế, Lệ Khuynh Thành lại cười ha hả lần nữa. Cười đến chói tai, cười đến không kiêng nể gì. Tần Lạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng, chăm chú hỏi, em vẫn là xử nữ. Nụ cười biến mất trên mặt Lệ Khuynh Thành, cũng dùng ánh mắt sáng rực nhìn Tần Lạc ở đối diện, hỏi, anh cho rằng, em là cái gì loại nữ nhân gì chứ? Anh không biết, Tần Lạc lắc đầu, anh nhìn mà không hiểu em. Tần Lạc cảm thấy, lấy thái độ làm người của Lệ Khuynh Thành, nàng nhất định không phải một nữ nhân tùy tiện. Chỉ là, xem tính cách của nàng, lại như là người từng trải thân kinh bách chiến. Hại loại tính toán này đều có khả năng, làm cho hắn không xác định được, làm cho hắn nhìn mà không hiểu. Có thực sự cảm kích em hay không? Lệ Khuynh Thành hỏi, tầng lá mỏng chân quý giữ gìn nhiều năm kia lại dùng để chiêu đãi tiểu đệ đệ của anh. Lệ Khuynh Thành lại xoay chuyển, nói, bất quá anh cũng không cần để ý. Em vừa đi vá xong, để cho anh vui vẻ, em đặc biệt đi vá một cái, tuy rằng xử nữ chưa chắc có thể làm cho nam nhân thoải mái hơn không phải xử nữ, nhưng là trong lòng được hưởng chút hư vinh phải không? Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc phẫn nộ kêu lên, đây là hắn lần đầu tiên dùng thanh âm như vậy, thái độ như vậy kêu đầy đủ tên của nàng. Lúc vừa mới quen, hắn kêu nàng là Lệ Tiểu Thư, về sau quen thuộc, hắn chỉ kêu tên của nàng. Làm sao, Lệ Khuynh Thành chớp cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia, em nói đó là giả, anh tức giận. Anh không phải là bởi vì cái kia mà tức giận, anh biết đó là thật. Tần Lạc nói, anh là tức giận thái độ của em có thể đứng đắn một chút hay không? Chê em không đứng đắn. Nam nhân không phải là ưa thích nữ nhân ở trên giường không đứng đắn hay sao? Anh là nói, Tần Lạc buồn bực đến muốn hộc máu. Lời lẽ của nữ nhân này sắc bén hơn xa hắn, mỗi lần tranh cãi hắn cũng đều không phải là đối thủ, em có thể nói chuyện bình thường một chút. Nga, Lệ Khuynh Thành gật gật đầu, em hiểu được ý tứ của anh. Anh là muốn em lúc nói chuyện bình thường một chút đứng đắn một chút. Nhưng là tại lúc cùng anh làm việc kia không bình thường một chút không đứng đắn một chút. Đúng không? Không thể không thừa nhận, năng lực lĩnh ngộ của nữ nhân này thật là kinh người. Được rồi, em về sau sẽ chú ý, tách ra thời gian cùng trường hợp, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc muốn từ trên người nàng lăn xuống, lại bị nàng cảm ứng trước được. Lệ Khuynh Thành đưa tay ôm sát eo của Tần Lạc, làm cho thân thể hắn gắt gao dán sát tại trên người mình, nói, phải như vậy. Không được để nó đi ra ngoài. Tần Lạc không hề cự tuyệt, nói, em có biết ý của ta. Lệ Khuynh Thành thở dài một tiếng, trầm mặc. Đúng vậy, nàng hiểu được vấn đề của Tần Lạc, cũng biết hắn nghĩ phải làm những thứ gì. Nàng làm như vậy là muốn cố ý quấy đục đề tài, làm cho chính mình vẫn bị vây giữa tầng tầng sương mù. Nàng không muốn thẳng thắn, hoặc là nói, nàng vẫn đang không có cảm giác an toàn.
Em hoàn không muốn nói sao? Tần Lạc hỏi, em muốn để cho chính mình ấm ức tới khi nào? Đem ấm ức của em nói cho anh, có ích lợi gì? Lệ Khuynh Thành hỏi lại. Anh có thể giúp em, anh có thể cùng em chia sẻ. Tần Lạc chăm chú nói. Lệ Khuynh Thành cười to, nói, này xem như thù lao. Thù lao của em cùng anh trên giường. Tần Lạc nổi giận, từ trên người Lệ Khuynh Thành đứng lên, nói, Lệ Khuynh Thành, em rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Em biết rõ anh không phải có ý tứ như thế. Lệ Khuynh Thành thấy Tần Lạc thực sự tức giận, cười cười, đưa tay vuốt ve mặt của Tần Lạc, nói, tiểu tử kia, không nên tức giận. Em sợ hãi nhất khi anh tức giận, trước kia cho tới bây giờ anh cũng không hỏi, vì cái gì hôm nay đột nhiên lại bức hỏi em. Trước kia chúng ta là bạn, Tần Lạc nói, chuyện riêng của bạn, anh không thể hỏi cùng tham dự quá nhiều. Bây giờ thì sao? Bây giờ, em là nữ nhân của anh. Chương 528, chuyện cũ như mây khói, nghĩ lại mà đau nhói trong tim. Em là nữ nhân của anh. Như là tuyên ngôn của binh sĩ anh dũng đối với Lô, Cốt, như là tuyên ngôn của kiếm khách Cao Minh đối với Thắng Lợi, như là tuyên ngôn của tướng quân Uy Vũ đối với tù binh. Tuyên ngôn này không thể so sánh cùng câu nói ta tới, ta nhìn thấy, ta chinh phục kia của Sơ Sơ Đại Đế, nhưng lại có một hồi cuồng vọng cùng khí phách khác. Tiểu thụ nam Tần Lạc tại trên sinh hoạt tình cảnh cực kỳ bị động, thậm chí có chút yếu đuối, khó được một lần biểu lộ tiếng lòng mình thẳng thắn như vậy, thành khẩn như vậy, tràn đầy bá đạo không thêm che giấu như vậy. Điều này làm cho Lệ Khuynh Thành lập tức cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy được thể xác và tinh thần vui mừng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nữ nhân rất khó cự tuyệt lời ngon tiếng ngọt của người tình. Lệ Khuynh Thành cũng không ngoại lệ. Nếu anh sớm nói những lời này với em, có lẽ cao chiều sẽ đến nhanh hơn một chút. Lệ Khuynh Thành nheo lại con mắt cười, nói. Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành, nói, trước kia em là của chính mình, anh không có quyền can thiệp. Nhưng bây giờ em là của anh có quyền biết gánh nặng trong lòng của em. Nam nhân có trách nhiệm vì nữ nhân của mình mà gánh vác một ít chuyện. Lệ Khuynh Thành cười híp mắt nhìn Tần Lạc, nói, tiểu nam nhân, anh dùng loại ngữ khí này nói chuyện với em, thật sự là mê chết người. Chúng ta lại làm một lần đi. Tần Lạc có chút tức giận giơ tay nắm lấy bộ ngực của Lệ Khuynh Thành, dùng sức nắn bóp, nói, rốt cuộc em sợ cái gì? Tuy rằng cảm giác được đau đớn truyền tới từ bộ ngực, nhưng là Lệ Khuynh Thành lại không thèm để ý tới chút nào, ngược lại như là cổ vũ nói với Tần Lạc, bóp đi. Dùng sức bóp đi, dù sao nó là của anh, bóp không tốt chính là không biết chơi. Tần Lạc không ngừng bóp ngực, hắn có loại xúc động phát điên. Tần Lạc không nói lời nào, Lệ Khuynh Thành cũng trầm mặc. Trong phòng lại yên tĩnh lại, chỉ có hai cỗ than thể gắt gao giao hòa cùng một chỗ cùng hương vị thân thể tràn ngập trong không khí. Thật lâu sau, Lệ Khuynh Thành đột nhiên nói, em muốn uống rượu. Anh đi lấy, Tần Lạc nói, trong phòng thật ra có một tủ rượu nhỏ, chỉ là tương đối cao một chút mà thôi. Vấn đề đó, đối với hai người nằm trên giường mà nói không tính là cái vấn đề gì. Không cần, Lệ Khuynh Thành nói, anh lấy như thế nào, lấy cũng không có biện pháp mở rượu ra. Tần Lạc lúc này mới nhớ tới, tay của mình vẫn không thể động. Lúc vừa rồi bận việc, đều quên việc này, hắn bắt đầu thầm kêu may mắn cái chỗ cảnh sát đánh kia là tay của hắn, mà không phải cái vị trí gì quan trọng. Lệ Khuynh Thành đưa bàn tay đến tủ đầu giường cầm một cái hộp màu bạc y ra, lấy một điếu thuốc đặt lên miệng. Lại dùng bật lửa châm, sau đó ném bật lửa xuống cái gối, từng ngụm hút thuốc. Trước kia không thấy em hút thuốc qua, Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Cái này gọi là thuốc tâm sự, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc bi kịch nghĩ, tâm sự khi hút thuốc không phải đều là giản ông sao? Tại khi điếu thuốc trên tay nàng cháy tới một nửa, Lệ Khuynh Thành hỏi, anh thật sự muốn nghe như vậy? Muốn, Tần Lạc dứt khoát gật đầu, kỳ thật, hắn là một người đơn thuần rồi lại ích kỷ. Nếu có thể, hắn không muốn biết cuộc sống hay cực khổ của bất luận kẻ nào, bởi vì điều này sẽ là ảnh hưởng tâm tình của mình. Chỉ là... Lệ Khuynh Thành là nữ nhân của mình, hắn một mực cố gắng tìm hiểu nàng, lại không thể mở cửa ra mà vào. Hiện tại có cơ hội như vậy, hắn không thể để nàng một mình như vậy. Nửa khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành bao phủ tại trong màn khói mông lung, có loại cảm giác nhìn không thật, chuyện của em, anh hẳn là đều đoán được. Trừ bỏ nàng, anh là người biết nội tình nhiều nhất. Lệ Khuynh Thành không nói rõ nàng kia là ai, nhưng là lấy hiểu biết của Tần Lạc, hẳn là chỉ Cửu Yên Mị. Chỉ có tại thời điểm nhắc tới chuyện có quan hệ tới kẻ thù, Lệ Khuynh Thành mới có thể biến đổi dùng từ hàm hồ mẫn cảm đa nghi như vậy. Anh chưa nghe em nói chuyện nhà của em phải không?
Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, Tần Lạc không chỉ có chưa có nghe được Lệ Khuynh Thành nói đến chuyện của nhà mình, thậm chí ngay cả bố mẹ nàng cũng đều không đề cập qua. Từ khi bọn hắn bắt đầu quen biết, nàng là một người độc lai độc vãng. Một người ăn, một người ở, một người làm công tác, một người gây dựng sự nghiệp, Tết âm lịch khi tất cả nhân dân Trung Quốc cả nhà sum họp, nàng cũng vẫn một mình ở lại Yến Kinh viết kế hoạch tiêu thụ hàng. Mẹ của em là sinh viên Đại học Yến Kinh, nàng rất tốt. Tần Lạc nở nụ cười, nói, có thể tưởng tượng được. Bằng không, cũng sẽ không có con gái xinh đẹp như em vậy. Khóe miệng Lệ Khuynh Thành giật giật, giống như cười nhưng không có thanh âm. Nói, nam sợ đi sai đường, nữ sợ lấy sai chồng. Nếu như không quen biết hắn, có lẽ rất vận mệnh của rất nhiều người đều sẽ phát sinh thay đổi, ít nhất, nàng cũng sẽ không chết sớm như vậy. Lệ Khuynh Thành lại rút ra một điếu thuốc, châm lên, lại dùng ngón tay kẹp lấy đưa lên miệng hút. Trên thế giới có nhiều nữ nhân ngốc chờ mong chuyện cổ tích cô bé lọ lem cùng hoàng tử như vậy. Chỉ là các nàng không biết, cho dù cô bé lọ lem cùng hoàng tử yêu nhau thực sự, vậy thì thế nào? Quốc vương là sẽ không đồng ý cho hoàng tử lấy một cô bé như lọ lem, vợ của hoàng tử sẽ chỉ có thể một công chúa có thân phận xứng đôi với hắn, cô bé lọ lem. Hừ, chính là hắn muốn thể nghiệm tình yêu khi say tình mà thôi. Tại trước quyền thừa kế cùng tình yêu, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Khó trách đàn ông vĩ đại như Philip cũng bị Lệ Khuynh Thành cự tuyệt, hóa ra Lệ Khuynh Thành sau khi trải qua mọi chuyện liền đối với hoàng tử đã không có lòng tin. Tần Lạc nghe ra, trong lời nói của Lệ Khuynh Thành có một chút oán như hầm cùng thù hận rất sâu với thân phận hoàng tử này. Đáng tiếc, nhiều nữ nhân lại tin tưởng tình yêu như vậy, tin tưởng tình yêu vĩ đại, tin tưởng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, bao gồm cả nàng ở bên trong. Tới lúc người đàn ông kia đột nhiên biến mất, nàng vẫn còn ngây ngốc chạy đi tìm. Kết quả thì sao, bị người sỉ nhục một phen, sau đó bị đuổi ra ngoài cửa, cho đến chết, nàng cũng không có nhìn thấy mặt hắn lần cuối cùng. Cũng không thể tiến vào cửa lớn của nhà người đàn ông kia. Càng không xong chính là, bởi vì chưa trước kết hôn, bị chính bố mẹ của mình cho là vô cùng nhục nhã, cự tuyệt thừa nhận đứa con gái như nàng. Lửa giận đốt trong lòng, rất nhanh, một đôi vợ chồng già vốn thân thể đã không tốt liền song song qua đời. Nàng ngay cả đi vào tư cách đi vào cúi lạy cũng đều không có, chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn, sau đó khóc ngất xỉu đi, thời đại kia, nếu cởi mở giống như bây giờ thì thật tốt ha. Lệ Khuynh Thành khẽ thở dài nói, hiện tại ngay cả thiếu nữ vừa mới học cấp 2 cũng đều có thể cùng con trai lên giường, khách đi nạo thai trong bệnh viện chủ yếu vốn đều là học sinh. Một người đàn bà mang thai, tại tầng hầm cũ nát của Yến Kinh sinh ra em. Em nghĩ... Lần đầu tiên em mở to mắt chứng kiến thế giới này nhất định không phải nụ cười của người thân, mà là từng con chuột béo lớn lên lại càng béo hơn. Bởi vì một số người cố ý nhúng tay vào, người phụ nữ đáng thương kia ngay cả một phần công việc cũng đều không tìm được. Vì nuôi sống trình mình cùng con gái, nàng chỉ có thể buông bỏ thân phận sinh viên đi làm người dọn vệ sinh, một người dọn vệ sinh làm sao có thể mời được bảo mẫu. Cho nên, em cũng chỉ có thể làm bạn với con chuột mỗi ngày. Lệ Khuynh Thành quay sang nhìn Tần Lạc, hỏi, anh sợ con chuột sao? Không sợ, chỉ là cảm thấy. Có chút ghê tởm đúng hay không? Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không cảm thấy chúng nó đáng yêu. Lệ Khuynh Thành cười nói, em không sợ. Tương phản, em còn thực sự thích chúng nó. Anh biết không, có đôi khi em nằm mơ, trong mộng cả phòng thế nhưng đều là một đám chuột lông xù tế, đen có trắng có to có nhỏ có thậm chí chuột con vừa mới sinh ra, em có thể phát ra âm thanh. Câu nói đầu tiên không phải ba ba cũng không phải mụ mụ, mà là học thanh âm của con chuột phát ra thanh âm chít chít, em không có cơ hội tiếp xúc với người. Tiếp xúc nhiều nhất đúng là chúng nó. Tần Lạc trong lòng đau đớn, có cổ tử khí muốn phát tiết ra, rồi lại không biết sử dụng cái cách gì. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Lệ Khuynh Thành, cấp cho nàng nhiệt lượng của mình sở hữu. Chỉ là, thân thể của Lệ Khuynh Thành vẫn đang là lạnh như băng, loại băng hàn hàn như là từ trong lòng vọng lại. Làm cho hắn không thể sưởi ấm. Chuyện cũ như mây khói, nhưng khi quay đầu lại vẫn đau đớn tận trong tim. Những điều này, đều là người đàn bà kia nói cho em nghe, cho dù nàng không nói, em cũng có thể đoán được. Hai nữ nhân một lớn một nhỏ trú tại ở tầng hầm gần cống thoát nước 12 năm, về sau, ngay cả tầng hầm cũng không còn được ở. Một năm kia, em 12 tuổi. Ngày đó, cũng là sinh nhật 12 tuổi của em. Nàng cùng em hứa. Khi tan tầm trở về liền mang em đi ăn được no, trước khi em 12 tuổi, chưa từng được ăn cơm ở bên ngoài bao giờ, thậm chí là một hộp thức ăn nhanh 5 đồng tiền cũng không có. Cuộc sống như vậy,
anh có thể tưởng tượng được không? Chỉ là, vẫn đợi cho tới 12 giờ, sinh nhật của em đã qua xong rồi, nàng vẫn chưa có trở về, em là bị tiếng khóc của nàng làm bừng tỉnh. Nàng gắt gao ôm em, không ngừng chảy nước mắt, như là sợ đánh thức em vậy, phát ra tiếng khóc ô ô đè nén cực độ, cả đời này em cũng không có cách nào quên được. Em ôm lại nàng, hỏi nàng làm sao vậy, vì cái gì mà khóc, vì cái gì lại ôm em như vậy. Nàng không nói, chỉ là khóc càng lớn tiếng, càng không kiêng nể gì, Nga, hình như có nói qua một chút. Nàng nói nàng không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, hắc, người đàn bà yếu đuối này. Lệ Khuynh Thành như là đối với người đàn bà yếu ớt kia chẳng thèm ngó tới, khóe miệng liền cong ra một nụ cười lạnh. Chỉ là, Tần Lạc nhìn thấy rõ, ánh mắt của nàng chớp một cái, sau đó một giọt nước mắt trong suốt liền theo vành mắt ướt át chảy xuống. Ngày hôm sau, em từ trường học trở về, chứng kiến chính là một cổ thi thể cùng một phong thư. Nàng đã chết, Lệ Khuynh Thành dùng bàn tay xinh đẹp không ngừng lau đi nước mắt trên mặt, cười cười, nói, người đàn bà đáng thương này một mình chống đỡ 12 năm, xem ra nàng thật sự không chịu nổi nữa, nàng đã chết. Chương 529, sự thật tàn khốc. Đó là một hình ảnh bi thảm như thế nào? Đây là một hồi thảm kịch nhân gian như thế nào đây? Một người phụ nữ mang thai bị đàn ông vứt bỏ, người nhà đuổi đi, một mình sống tại Yến Kinh, ở trong tầng hầm gần cống thoát nước sinh hạ ra con gái của mình. Không có giường bệnh thoải mái cùng các dụng cụ chuyên ngành hiện đại, không có bác sĩ cùng hộ lý đỡ đẻ, không có người than ở bên làm bạn cùng cổ vũ, không có tất cả những gì cho người em dũng khí cùng ấm áp. Tần Lạc không biết tại lúc người đàn bà kia sinh hài tử có khóc hay không, nhưng là, trong lòng của nàng nhất định phải rơi lệ. Cho dù đau đớn làm cho cái trán đầy mồ hôi, thân thể của nàng vẫn lạnh tới cực độ. Cái rét lạnh kia phát từ bên trong mà ra ngoài, cùng Lệ Khuynh Thành bây giờ giống nhau. Nương theo sau một tiếng hét lớn đau đớn của nàng cùng một tiếng khóc nỉ non sắc nhọn của trẻ con, một sinh mệnh mới đã đi tới trên thế giới này. Ở tại trong căn phòng cũ nát sơ sài, ăn đồ ăn chất lượng kém không có dinh dưỡng, không có ăn vặt, sữa, phải cùng búp bê, đồng bạn duy nhất của nàng lúc nhỏ chính là từng con chuột từ đường nước chảy dưới đất bò đi ra kiếm thức ăn kia. Ai có thể tưởng tượng được, Lệ Khuynh Thành thoạt nhìn phong tư trác việt xinh đẹp động lòng người, êm ô nhã gợi cảm, chi tính thông minh lanh lợi bây giờ lại đã từng trải qua cuộc sống như vậy chứ. Ai có thể nghĩ đến, thời thơ ấu của nàng lại có thể ảm đạm như vậy. Chuyện xưa như vậy, nguyên vốn hẳn là thân thế mà Quỳnh Giao bịa đặt ra cho nữ nhân vật chính của mình trải qua trong tiểu thuyết. Chỉ là, từ Lệ Khuynh Thành miệng nói ra, lại phá lệ làm cho lòng người chua xót, làm cho người em bi thương, làm cho người em tin là thật. Như vậy, là cái gì làm cho nàng sống lại, bồi dưỡng thành Lệ Khuynh Thành bây giờ? Là lá thư này sao? Lúc này đây, Lệ Khuynh Thành trầm mặc hồi lâu, như là lâm vào bên trong suy nghĩ sâu xa cùng thống khổ, thật lâu không có nói tới đoạn tiếp. Tần Lạc cũng không nóng nảy, điều hắn có thể làm, chính là gắt gao ôm lấy thân thể càng ngày càng lạnh của nàng. Dùng thân thể của chính mình đến sưởi ấm cho nàng, đây là việc duy nhất hắn có thể làm. Nữ nhân mạnh mẽ không gì cản nổi này, hóa ra cũng có thời điểm yếu ớt như vậy. Hạnh phúc của người em là giống nhau, mà bất hạnh thì mỗi người lại đều có nỗi bất hạnh khác nhau. Lệ Khuynh Thành rốt cục lại bắt đầu nói chuyện, chuyện xưa thật sự là quá xa xưa. Người đàn bà kia làm người hầu cho nhà của một giáo sư dạy đại học, phụ trách nấu cơm cùng xử lý vệ sinh. Vốn là giáo thụ đối với nàng phi thường chiếu cố, tại thời điểm không người nào dám thuê nàng, hắn cự tuyệt đe dọa cùng hấp dẫn về tiền tài, kiên trì đem nàng giữ lại. Nàng đã từng nói với em vô số lần, về sau khi trưởng thành, nhất định phải cảm tạ Triệu lão sư cho tốt. Nhắc tới cái tên kia, ánh mắt của Lệ Khuynh Thành biến thành lạnh lung lên, khóe miệng cũng thoáng hiện lên một nét cười xem ra giống như là châm chọc hoặc như là cừu hận. Ai có thể nghĩ được, giáo sư kỳ thật ngẫu nhiên cũng kiêm chức cầm thú, hắn đã cưỡng hiếp nàng. Tên cầm thú kia hiện tại ở đâu? Sát khí trong lòng Tần Lạc khí lập tức đã bị kích phát ra, lạnh giọng hỏi. Lệ Khuynh Thành không trả lời. Mà là tiếp theo nói, em không biết nàng trải qua cái loại lịch trình tâm lý gì, có lẽ là vì em được ấm no, có lẽ là vì em có thể tiếp tục đọc sách, có lẽ nàng biết, cho dù mình nói đi ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng, đương nhiên, có lẽ nàng từ trong đó có được khoái cảm. Nàng trái lại ẩn nhịn xuống. Tần Lạc trong lòng thầm than, trên thế giới này, không có chuyện gì so với hủy hoại thân mình tàn nhẫn hơn. Lúc đàn ông cưỡng hiếp ngươi, ngươi có thể lựa chọn hưởng thụ, cũng có thể lựa chọn phản kháng. Chỉ là, thời điểm ngươi sống nhờ người em mà bị cưỡng hiếp, lựa chọn duy nhất của người, chính là yên lặng chịu đựng.
không chỗ có thể trốn, cũng không cách nào phản kháng. Nàng đúng là vẫn còn muốn dựa vào sức mình để nuôi gia đình, cho dù nàng từng rất nhiều lần cự tuyệt cơ hội như vậy, ngày đó, nàng vốn muốn khi xong việc thì trở lại mừng sinh nhật em. Chỉ là, cầm thú lại một lần nữa đưa ra yêu cầu, đối với một người nam nhân mà nói thực sự là bình thường. Lệ Khuynh Thành cười cười, nói, có một lần còn có lần thứ hai, nữ nhân dựa vào thân thể để kiếm tiền có rất nhiều, cái này cũng không có gì to tát. Ít nhất, tiền của các nàng kiếm so với đám gia hỏa hãm hại, lừa gạt, tham ô, hủ bại kia còn sạch sẽ hơn một ít, các nàng được trả giá bằng lao động, các nàng mở ra đùi. Các nàng không cao thượng, cũng không dung tục, chỉ là số mệnh khổ hơn so với người khác một chút mà thôi. Điều bất hạnh chính là, ngày đó vợ của tên cầm thú vừa mới trở về, tận mắt nhìn thấy một màn này. Ông chủ quan hệ với người giúp việc, loại tiết mục này được trình diễn tại vô số gia đình, chỉ là kết quả nói chung là như thế này. Người giúp việc bị bà chủ điên cuồng đánh cho nhục nhã, ông chủ hướng bà chủ nhận sai, sau đó vợ chồng bọn hắn ân ái như lúc ban đầu, như là tất cả đều chưa có xảy ra qua. Vận mệnh của người giúp việc như thế nào, là không có người thèm quan tâm. Nàng đã chết, lưu lại một phong thư, tờ giấy rách nát bên trong phong thư nói cho em biết rất nhiều chuyện. Nàng hướng em giải thích, nói không thể lại theo giúp em một đoạn đường được nữa. Nàng nói ra thân thế của em cùng mọi chuyện, để cho em biết bọn hắn, lại không muốn trả thù bọn hắn. Lệ Khuynh Thành cầm yên châm trong y mi, cười nói, sao có thể không báo thù chứ? Tâm thần của Tần Lạc căng thẳng, nói, vào thời điểm đó, em còn nhỏ như vậy. Mới 12 tuổi. Nhỏ, có chút lợi thế của người nhỏ. Lệ Khuynh Thành híp mắt cười, nói về chuyện mình trả thù người khác. Nàng chợt biến đi sự uể oải cùng bi thương lúc trước, trong mắt tràn đầy ý cười quỷ dị, trên mặt mang theo sự điên cuồng không hiểu rõ được, nói, em không đến trường. Mỗi ngày chỉ làm một việc, tắm rửa, sau đó mặc đồng phục xinh đẹp đến trước nhà bọn họ rình coi, thừa dịp khi hắn ở nhà mà vợ hắn không ở nhà, em ấn vang chuông cửa nhà bọn họ. Hắn thất em tới đây, rõ ràng phi thường giật mình. Thất kinh đuổi em đi, em tới, sao có thể đi? Em ôm chân của hắn. Lập tức liền quỳ gối trước mặt của hắn. Lệ Khuynh Thành rất thản nhiên nói, em nói cho hắn, mẹ của em mất rồi, trước khi đi lưu lại cho em một tờ giấy, làm cho em lại đây tìm Triệu Thúc Thúc. Em còn nói cho hắn, mẹ có thể làm, em cũng có thể làm, hơn nữa, em sẽ làm tốt hơn so với nàng. Một con bé mất đi tự nhiên hòa tự tôn, một con bé sống không nổi, còn sẽ để ý cái gì? Lệ Khuynh Thành dương dương tự đắc cười, nói với Tần Lạc. Một tiểu lạ lị thanh xuân đáng yêu quỳ tại trước mặt anh, nói cho anh biết cái gì nàng cũng có thể làm, anh có thể động lòng hay không? Khi Lệ Khuynh Thành trưởng thành đẹp tới hại nước hại dân, nhưng khi nàng là một nữ sinh, mặc quần áo học sinh xinh đẹp không biết có một phong vị khác hay không? Tần Lạc còn thật sự ngẫm lại, thật đúng là cảm thấy được có chút lòng khỉ ý ngứa. Háo sắc là thiên tính của nam nhân, quả nhiên, hắn bị em làm cảm động, Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Sau thì thế nào? Tần Lạc hỏi. Vào lúc hắn lấy ra vật kia, bị em dùng một dao cắt đứt cái thứ đồ chơi bẩn thỉu kia. Lệ Khuynh Thành đưa tay sờ sờ tiểu đệ đệ của Tần Lạc, nói, oh my god bằng. Mặt cười. Thân thể Tần Lạc run lên, đã muốn đem bảo bối thoát khỏi tay của nàng. Chỉ ngón tay nàng vừa vặn thu lại bóp chặt, Tần Lạc liền chỉ có thể bó tay chịu trói. Em quên nói cho hắn, việc mà mẹ của em không thể làm, thì em cũng có thể làm. Lệ Khuynh Thành đắc ý cười to, nước mắt như ngọc trai nhanh chóng theo nụ cười tuôn ra. Bọn hắn không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, Tần Lạc hỏi. Hắn là giáo sư văn học Hán ngữ nổi tiếng cả nước, là thần tượng của các học giả, nếu hắn truy cứu trách nhiệm của em, chuyện này liền nhất định sẽ bị truyền thông biết. Hắn sẽ mất sạch mặt mũi, rất có thể còn phải ngồi tù. Hơn nữa, cùng lần trước khác nhau chính là, lần trước, lúc hắn cưỡng hiếp người đàn bà kia, căn bản là không có bất cứ cái chứng cứ gì. Nhưng lần này em có chứng cớ. Trong tay của em nắm cái mệnh căn kia của hắn. Anh không biết, ngay lúc đó trường hợp thật sự là chơi rất vui. Bây giờ nhớ lại, em cũng đều cảm thấy phi thường thú vị. Em cầm theo thứ đồ chơi kia của hắn, hỏi hắn có muốn gọi điện thoại báo cảnh sát hay không. Hắn nói không cần, em hỏi muốn gọi xe cứu thương hay không, hắn cũng không dám. Hắn cầu xin để cho em gọi điện thoại cho vợ hắn, bởi vì vợ hắn là bác sĩ ngoại khoa. Rất nhanh. Vợ hắn đã trở lại. Sau khi bôi thuốc băng bó cho hắn xong, hùng hổ chạy tới hỏi tội. Em nói cho nàng, nếu nàng muốn đem mọi chuyện công khai, có lẽ em cùng chồng của nàng sẽ cùng đi ngồi tù, hoặc là em căn bản là không cần ngồi tù.
Em mới 12 tuổi, tại trên mặt pháp luật vẫn là một đứa trẻ. Nếu giải quyết riêng, bọn hắn cho em một khoản tiền, em liền trả lại mệnh căn cho hắn. Bọn hắn đồng ý giải quyết riêng, Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Tất cả những điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe lên có chút làm cho người ta rung mình sợ hãi. Tâm ngoan thủ lạt, bố cục chu đáo chặt chẽ. Một cô bé 12 tuổi, lại có thể dùng trí tuệ của mình đi báo thù cho em dây của mình. Hơn nữa, sau đó trái lại không cần gánh vác trách nhiệm gì. Bọn hắn đồng ý giải quyết riêng, cho em một khoản tiền. Em dùng nó học xong trung học cơ sở cùng trung học phổ thông, sau đó đi tới nước Mỹ. Hắn đâu? Tần Lạc tò mò hỏi, hắn bây giờ thế nào? Anh là nói tới giáo sư kia sao? Lệ Khuynh Thành cười hỏi, bởi vì vẫn không có con. Vợ của hắn ly hôn với hắn. Lại càng không may chính là, tại năm mà em về nước, hắn bị tai nạn xe cộ. Tần Lạc biết, chuyện không may này kỳ thật là trùng hợp. Nga, đúng rồi, hắn chính là bị xe chặt đứt hai chân. Bây giờ vẫn ngồi ở trên xe lăn mà thôi. Em có đôi khi còn đi thăm gặp mặt hắn đó. Lệ Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt nhân từ vô hại mà nói. Tần Lạc nghe thế, lạnh toát sống lưng. Làm cho một người chết đi thì không tính là cái gì. Nhưng là, làm cho một người sống không bằng chết, lại thật sự là một chuyện khó khăn. Khi tên giáo sư kia nhìn thấy Lệ Khuynh Thành thì có cảm giác gì, chỉ sợ chỉ có đương sự mới có thể rõ ràng. Anh có biết, vì cái gì hắn còn có thể sống được không? Lệ Khuynh Thành đem đầu mẩu thuốc lá rụi ấn vào trong cái gạt tàn thuốc, hỏi. Chương 530, đau lòng qua, còn hơn không yêu. Em muốn cho nỗi thống khổ của hắn liên tục, Tần Lạc đáp, đây không phải hoài nghi nhân tính tốt đẹp, mà là lấy tính khí của Lệ Khuynh Thành, nàng quả thật có thể làm được loại chuyện này. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, em không tàn nhẫn như vậy. Vậy em chỉ là muốn để cho sự khoái hoạt của em kéo dài tiếp. Lệ Khuynh Thành cười nói, hắn là nguồn gốc của hết thảy tội ác, là khởi nguồn của sự cực khổ của em. Cũng là nhân vật mấu chốt đẩy nàng rời xa em. Hắn dạy cho em rất nhiều thứ, cũng cho em rất nhiều thứ, từ sau lần đó báo thù, em đã biết vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân là cái gì. Là thân thể của nữ nhân. Vô luận là đàn ông văn nhã chính phái bao nhiêu, chỉ cần hắn thích nữ nhân. Một chiêu này đều hữu dụng, khó lòng phòng bị, một kích giết chết, bách chiến bách thắng, anh cũng giống thế. Em, không nên nói dối, tiểu đệ đệ của em vẫn còn ở trong y mi em. Lúc Lệ Khuynh Thành nói chuyện, dùng sức nhéo nhéo bảo bối của Tần Lạc. Tần Lạc chấn động cả người, liền không dám nói lời nào, lại càng không dám lộn xộn. Chim nhỏ lớn hơn trời ạ. Chỉ cần ngươi không đem chính mình làm quá khứ, người khác sẽ đem ngươi trở thành quá khứ. Lệ Khuynh Thành cười, nói, em vốn thiện lương, chỉ là hiện thực bức bách lương thành như vậy. Cuộc sống như chó được nuôi dưỡng, đem tiểu La Lị thanh thuần đáng yêu bức thành bộ dáng như bây giờ đây. Thanh thuần đáng yêu. Tần Lạc nghĩ thầm, có lẽ Lệ Khuynh Thành thời học sinh có thể thanh thuần. Nhưng là chữ đáng yêu như vậy, làm sao nàng cũng không có khả năng dính dáng đi. Một cô bé 12 tuổi liền có thể cắt đi cái mệnh căn của kẻ thù, nhưng lại mặt trấn tĩnh thản nhiên cùng người có kẻ mặc cả, làm sao có thể dùng chữ đáng yêu để hình dung. Em biết anh không tin. Lệ Khuynh Thành nói, có đôi khi, em cũng thực cố gắng trở về bộ dáng trong hồi ức trước đây. Chỉ là làm sao cũng không nhớ nổi được. Như là mất trí nhớ giống nhau, một đoạn áp lực đó làm cho hình ảnh những ngày ảm đạm kia biến mất hết trong đầu em. Mọi người không thích chuyện xưa bi thương, em cũng giống vậy. Trí nhớ giống như là trên một khối thịt trên thân thể, dùng dao móc nó xuống, sau đó, nó lại kết ra, mọc lại làn da mới. Nếu anh không thể nhẫn nhịn chịu sự đau đớn khi thân thể bị xé rách mà đem nó móc ra, anh liền không có biện pháp thấy được máu hư cùng giòi ở bên trong. Kỳ thật, nó vẫn thối giữa, cho tới bây giờ đều chưa khép lại. Cũng không có khả năng khép lại. Tần Lạc trong lòng nổi lên một trận thương tiếc, trái lại bắt đầu tự trách vì sao mình không thể xuất hiện sớm hơn ở trong thế giới của nàng. Nếu mình xuất hiện sớm một chút, tựa như Lâm Phong xuất hiện ở lúc Đường Giai gặp nạn kia. Có thể sớm hơn một ít, cho dù là không thể vãn hồi được tất cả, cũng có thể cho nàng một ít trợ giúp, cho nàng một ít ấm áp hay không. Lệ Khuynh Thành đưa tay sờ soạng một hồi tại dưới gối, sau đó lấy ra một cái bóp da màu rám nắng. Nàng mở ra nút thắt của bóp da, mở ra khóa kéo, lật đến ngăn kép ở tận cùng bên trong, từ góc của bóp da lấy ra một tấm ảnh. Mặt nàng mang yêu thương nhìn tấm ảnh chụp trong chốc lát, rồi cầm nó đưa cho Tần Lạc, nói, chỉ có lúc nhìn nó, em mới có thể nhớ tới mặt của chính mình trước kia.
Tần Lạc tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận nhìn cụ thể. Đây là một tấm ảnh chỉ tới vai, là ảnh chụp 3x4 mà trường học dùng để dán tại trên hồ sơ của học sinh. Cho dù tới hiện tại, bất luận là ngươi muốn làm chứng minh thư hay là muốn xử lý hộ chiếu xuất ngoại, đều cần một cái ảnh chụp tiêu chuẩn như vậy. Ảnh của Lệ Khuynh Thành lưu giữ là mặt học sinh lúc vừa mới lên cấp 2, ánh mắt thật to, tròn, miệng nhỏ trúng chím, da trắng nõn nà. Có thể do lúc chụp ảnh là ở mùa hè, nàng mặc trên người quần áo trắng đồng phục, không cần đánh phấn trang điểm, lại thanh tú xinh đẹp. Không có nụ cười giả bộ, không có phong cảnh hoa mỹ, nàng chỉ đang ngồi yên lặng như vậy, một cỗ khí thế điềm đạm nho nhã thẳng mặt đánh tới. Chỉ là vào thời điểm đó nàng có thể là có chút không đủ dinh dưỡng, thân thể gầy gò, ánh mắt cũng không linh động đa tình như bây giờ. Nếu không phải Lệ Khuynh Thành tự mình từ trong ví tiền rút ra tấm ảnh chụp này, Tần Lạc thế nào cũng không có biện pháp đem ảnh cô gái nhỏ trong ảnh chụp cùng Lệ Khuynh Thành ở trước mặt liên hệ cùng một chỗ. Bởi vì, trước sau thay đổi thật sự là quá lớn, quá lớn. Dùng một cái từ ngữ để hình dung chính là, cách biệt một trời một vực. Nàng nói đúng, nàng quả thật quá thanh thuần thiện lương. Thật đáng yêu, Tần Lạc cười nói. Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành ra vẻ tất nhiên nói, bằng không, hắn làm sao bị vợ bắt thông dâm, lại mắc mưu. Vì cái gì không đem vấn đề giải quyết một lần chứ? Tần Lạc khuyên nhủ, em đến nhìn hắn, liền sẽ nghĩ tới chuyện trước kia, cũng đồng dạng sẽ cảm thấy thống khổ. Không, Lệ Khuynh Thành nói, em không nhìn hắn, cũng sẽ nhớ tới chuyện trước kia. Nhưng là, em đi nhìn hắn, trong lòng liền sẽ có cảm giác thoải mái một chút, hắn là kiện tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của em, là chuyện em làm đầu tiên thành công. Là chuyện này nói cho em biết, nữ nhân cũng không phải kẻ yếu. Chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng có thể làm được bất cứ chuyện tình gì. Cho nên, anh có thể quen biết em, có thể thấy được Lệ Khuynh Thành bây giờ. Anh đã học qua tâm lý học, hẳn là hiểu được, mọi người đối với lần đầu tiên của mình rất có cảm tình. Vậy bây giờ em muốn làm cái gì? Tần Lạc hỏi. Còn sống, báo thù, Lệ Khuynh Thành cười nói, có lẽ em có chút ích kỷ. Nhưng là em vẫn thẳng thắn chỉ rõ ra cho anh, em cố gắng làm tốt chuyện quốc tế như vậy. Đồng thời là hưởng thụ sự khoái cảm khi làm việc, mặt khác còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là tích lũy tiền cùng nhân mạch để hoàn thành việc báo thù của em biết, hiện tại còn xa xa chưa đủ. Có lẽ, em có thể cả đời đều không làm gì được kẻ thù, nhưng là, người sống chung quy cần có một mục tiêu mới được. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Lạc, ánh mắt trong suốt vô cùng, như là một mặt thủy tinh trong suốt, có thể làm cho người ta hiểu rõ thấy được thế giới nội tâm của nàng. Báo thù, chỉ có mục tiêu này mới có thể làm cho em tràn ngập tình cảm mãnh liệt để sống. Bằng không, cuộc sống của em không hề có ý nghĩa. Anh thì sao? Tần Lạc hỏi, anh là cái gì? Nguyên bản, nói như vậy hẳn là hỏi đàn bà có coi trọng người đàn ông của chính mình hay không? Chỉ là, Tần Lạc lại chủ động hỏi lên. Em là một nữ nhân bình thường, anh là một người đàn ông bình thường. Em thoạt nhìn xem như xinh đẹp gợi cảm đi. Anh cũng là một người đàn ông thực sự có mị lực. Em muốn anh yêu để thỏa mãn nhu cầu của chính mình, không cần phải dùng ngón tay hoặc là cái khác gì đó, chỉ là đơn giản như vậy. Lệ Khuynh Thành sắc bén nói trắng ra, tựa như các nam nữ khác ăn uống giống nhau. Này không phải cái gì quá mức không được. Anh không phải đàn ông tùy tiện, Tần Lạc tức giận nói. Lệ Khuynh Thành trả lời, làm cho hắn có loại cảm giác bị thương. Nhưng em là một nữ nhân tùy tiện, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc căm tức Lệ Khuynh Thành. Ánh mắt của hai người hung ác đối diện. Anh tức giận, Lệ Khuynh Thành hỏi. Không, Tần Lạc cười lạnh nói, chính là phạm vào một sai lầm mà thôi. Được nhiều người tâng bốc, mình có cảm giác bắt đầu tự cao. Vì thế, quá tự tin vào mị lực của chính mình. Anh đã kỳ quái, nữ nhân như Lệ Khuynh Thành như vậy, làm sao có thể yêu được đàn ông như anh chứ? Anh cảm thấy được chính mình rất kém cỏi sao? Lệ Khuynh Thành hỏi. So với trước phần lớn người khác thì vẫn còn tạm được. Tần Lạc nói. Hẳn là phi thường không tồi mới đúng. Nếu không, Lệ Khuynh Thành tùy tiện như vậy làm sao lại yêu anh được chứ? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Lệ Khuynh Thành. Nữ nhân này có quá nhiều tấm mặt nạ, xoay chuyển liên tục làm cho đầu óc của hắn có chút choáng váng. Tại trước mặt Lệ Yêu Tinh, ngàn vạn lần không nên nói mình có loại chỉ số thông minh này. Nếu không, em vì cái gì lừa anh đưa giúp em lên trên giường? Vì cái gì muốn anh dựa trên người của em? Lệ Khuynh Thành cười hỏi, anh nhất định không có phát hiện, kỳ thật em rất chán ghét cùng đàn ông tiếp xúc đi. Tần Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ, quả thật phát hiện Lệ Khuynh Thành chưa có từng cùng đàn ông nào tiếp xúc qua.
Hơn nữa, cho dù có tiếp xúc, cũng đều là nàng cự tuyệt sự theo đuổi cùng gây rối của người khác. Đương nhiên, trừ mình ra. Từ sau chuyện kia, em mà bắt đầu bài xích đàn ông, chán ghét đàn ông, em chán ghét tất cả những gì liên quan tới bọn hắn. Đặc biệt là thân thể. Chỉ là, anh là muốn nói em che giấu vô cùng tốt đúng không? Nhiệt tình như một chậu than cháy, ai cũng đều có thể cùng mình, đi một vòng đổi một bạn trai đi. Đây đều là đồn đãi. Tần Lạc cười khổ mà nói. Đồng sự của em là nam giới, thủ trưởng của em cũng là nam giới, học sinh của em cũng có nam giới, thẩm mỹ viện của em muốn phê văn, muốn văn kiện, muốn làm các loại thủ tục, chủ quản tất cả những cái này, cũng đều là nam giới. Lệ Khuynh Thành giải thích nói, nữ nhân dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Nếu muốn sống trên thế giới này, còn lại muốn sống rất khá, nhất định phải làm như vậy. Về sau, em không muốn gặp, có thể không gặp. Tần Lạc giống như cam đoan nói. Lệ Khuynh Thành thở dài, nói, người đàn bà kia tại mặt sau của lá thư nói với em, không muốn báo thù, muốn đem tất cả những thứ này đều quên đi. Đợi khi trưởng thành, tìm một người đàn ông bình thường tốt bụng mà gả cho hắn. Không nghĩ tới chính là, em còn là thích một người đàn ông không bình thường. Chuyện của anh, em cũng biết rồi. Tần Lạc áy náy nói. Em biết, Lệ Khuynh Thành cười nói, anh muốn nói cho em biết, anh đã có vị hôn thê, ngoài cái tiểu tình nhân kia. Anh không có biện pháp cho em một danh phận phải không? Đau lòng quá, còn hơn không yêu, Lệ Khuynh Thành dùng sức ôm Tần Lạc, nói. Đau lòng quá, còn hơn không yêu. Có trải qua tình yêu, chung quy so với cả đời không có trải qua tình yêu đều phải hạnh phúc hơn. Trong lòng Tần Lạc đã tràn ngập cảm kích, đang muốn nói vài lời xúc động lúc nhỏ, Lệ Khuynh Thành lại gãi gãi cái bảo bối của Tần Lạc, hỏi, nó còn có thể đứng lên không? Ân, chúng ta lại làm một lần nữa đi. Ngày mai, nó sẽ không còn thuộc về em. Có ý tứ gì, Tần Lạc có chút nghe không rõ ẩn ý trong lời nói của Lệ Khuynh Thành. Paris đã xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại bị thương nặng như vậy, tiểu tình nhân của anh còn không vô cùng khẩn cấp bay đi qua xem anh hay sao? Lệ Khuynh Thành nói, đi lên, không cần lãng phí thời gian. Chương 531, đừng nói dối với phụ nữ. Vương Cửu Cửu so với Lệ Khuynh Thành dự đoán còn tới sớm hơn một chút. Vào lúc ban đêm, nàng liền từ Bắc Kinh bay đến Paris. Dựa theo tính toán thời gian cần phải sử dụng trên đường xá, từ lúc phát sinh chuyện xung đột Tần Lạc bị đánh, trước tin tức rơi vào tay phóng viên trong nước nàng đã liền chạy tới. Hơn nữa, ở giữa lúc đó không có ngừng lại chút nào. Thậm chí, nàng cũng không có phiền tới Tần Lạc, mà là trực tiếp bảo đại sứ quán phái xe đi đón nàng, sau đó đưa đến khách sạn mà Tần Lạc ở lại. Vì thế, khi nàng ấn vang chuông cửa phòng của Tần Lạc thì Tần Lạc đang ở cách vách mà mây mưa cùng với Lệ Khuynh Thành Phúc. Xác định là phòng này sao? Không nhầm chứ? Vương Cửu Cửu xoay người hỏi Võ Dũng Tú đứng ở một bên. Võ Dũng Tú đại khái có thể đoán được là có chuyện gì xảy ra. Trải qua mấy ngày ở chung, những người đứng xem như bọn hắn đều có thể nhìn ra song ngầm tình cảm giữa Tần Lạc cùng nữ trợ thủ xinh đẹp của hắn đã bắt đầu khởi động. Không ở phòng này, tự nhiên là ở ngay tại phòng kia. Hắn cảm thấy được người của Hiệp hội Trung Y rất không biết chăm sóc. Cấp cho một đôi nhân tình mỗi người mỗi phòng ở thủ đô Paris lãng mạn này, thật sự là suy nghĩ rất không chu đáo, cũng có chút lãng phí. Võ Dũng Tú lúc tối này cũng đã uống không ít rượu, vừa mới về nhà nằm xuống, đã bị điện thoại của đại sứ tiên sinh đánh thức. Đại sứ bảo hắn lập tức trở về đại sứ quán, sau đó dặn dò ngàn vạn bảo hắn phải hầu hạ vị đại tiểu thư họ Vương này cho thật tốt, cố hết khả năng thỏa mãn tất cả các yêu cầu của nàng. Vì thế, hắn chỉ đành phải cùng nàng đi vào khách sạn, tìm kiếm Tần Lạc vừa mới tạm biệt kia. Võ Dũng Tú không rõ ràng lắm chi tiết về vị đại tiểu thư này, càng không biết rõ quan hệ giữa nàng cùng với Tần Lạc rốt cuộc là cái quan hệ gì. Chỉ là, cũng đồng dạng thân là một gã đồng bào nam giới quang vinh, hắn biết sau đó mình phải làm những gì, nói những cái gì. Võ Dũng Tú ra vẻ trầm tư tự hỏi trong chốc lát, nói, hắn quả thật là ở bên này. Bất quá! Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ hắn đi ra ngoài tản bộ còn chưa có trở về. Đi ra ngoài tản bộ, Vương Cửu Cửu nhíu mày hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? 0 giờ 45 phút. Đã gần 1 giờ sáng, hắn còn chưa trở về. Có thể gặp được phong cảnh quá đẹp, hoặc là có thể tán gẫu với người tâm đầu ý hợp. Võ Dũng Tú giải thích nói, hắn cố ý nói ra người tâm đầu ý hợp, nói như vậy. Coi như là cấp cho vị đại tiểu thư này một chút tâm lý dự phòng.
Hắn lo lắng cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này khi biết sự thật, sẽ không chịu nổi đả kích, không biết sẽ làm ra cái chuyện tình không thể khống chế được. Ân, hắn cùng người khác cùng đi ra. Vương Cửu Cửu như có suy nghĩ gì đó hỏi. Đúng vậy, hắn hình như đã nói qua cùng với Lệ Khuynh Thành tiểu thư cùng đi ra đi một chút, thuận tiện thưởng thức cảnh đêm của Paris một phen. Võ Dũng Tú nói, tuy rằng phẩm chất làm người của hắn vốn chính trực, nhưng là làm việc lâu tại loại địa phương như đại sứ quán này, kỹ xảo nói dối khi cần thiết vẫn là rất quen thuộc và điêu luyện. Vương Cửu Cửu lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi tới số của Tần Lạc. Nhưng là do dự một lúc, còn chưa có ấn được nút gọi. Anh nói rất đúng, có lẽ hắn gặp được người tán gẫu đến tâm đắc, tạm thời không có biện pháp trở về. Vương Cửu Cửu cười nói, bảo người ta mở phòng của hắn ra, tôi sẽ chờ hắn trở về ngay tại trong phòng của hắn. Lúc này đây, Võ Dũng Tú không dám do dự, nhanh chóng bảo nhân viên của mình đi xuống lo công việc việc này. Phòng là Trương Bác đặt, chỉ cần hắn làm một cái chứng minh là được. Rất nhanh, đã có nhân viên công tác cầm thẻ phòng lại đây, cung kính giúp đỡ mở cửa phòng, sau đó mời mấy người đi vào. Vương Cửu Cửu vào phòng, nói với Võ Dũng Tú, được rồi. Tôi ở chỗ này chờ hắn trở về. Các anh đều đi về nghỉ ngơi đi. Muộn như vậy rồi mà quấy rầy các anh, thật sự là thật xin lỗi. Vương Tiểu Thư không cần khách khí. Võ Dũng Tú khách khí nói. Cô gái này lớn lên xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa lại khiêm tốn lễ phép. Từ thái độ của đại sứ tiên sinh đối với nàng có thể thấy được, nàng còn có gia thế bất phàm. Phụ nữ như vậy, thật sự là người bầu bạn tiêu chuẩn bên người đàn ông vĩ đại, chỉ là, người bầu bạn bên người Tần Lạc có nhiều một chút hay không? Có nhiều người như vậy bầu bạn, cuộc sống của hắn tóm lại là sẽ không tịch mịch. Võ Dũng Tú lấy từ trong ví ra tấm danh thiếp, hai tay cầm tấm danh thiếp đưa qua, nói, Vương Tiểu Thư, đại sứ tiên sinh bảo tôi phụ trách tiếp đãi cô, nếu có cần cái gì, xin mời gọi tới điện thoại trên mặt thiếp này. Được, cảm ơn, Vương Cửu Cửu tiếp nhận danh thiếp, cười nói. Võ Dũng Tú lúc này mới lui ra ngoài, thuận tay giúp Vương Cửu Cửu đóng cửa phòng lại. Sau khi phất tay bảo cho nhân viên công tác lui xuống hết, hắn đi đến phòng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Có một cái chuyện xưa như này, một đôi vợ chồng quyết định kiểm tra các người bạn bên cạnh mình một chút. Vì thế, người chồng gọi điện thoại cho các bạn của vợ, nói đêm qua vợ chưa có trở về, hỏi có phải ở bên phía các nàng hay không. Các bạn của vợ đều trả lời nói không có. Mà khi người vợ gọi điện thoại cho các bạn bè của chồng, nói người chồng cả đêm chưa có trở về nhà, hỏi có phải chồng cùng bọn họ ở cùng một chỗ hay không, kết quả tất cả các bạn của người chồng đều trả lời nói cùng một chỗ, có người nói bọn hắn đánh bài cả đêm, có người nói bọn hắn uống rượu, còn có một người chồng của nàng mới vừa rời đi. Tại trên loại chuyện này, nam nhân luôn giảng nghĩa khí hơn so với nữ nhân một chút. Tần Lạc quẹt thẻ vào nhà thì trong phòng là một mảnh tối đen. Trong phòng khách không có ai, trong phòng tắm cũng tối om, chỉ là chăn trên giường trong phòng ngủ có hơi hở ra. Khóe miệng của Tần Lạc hơi nhếch lên, biết Vương Cửu Cửu là muốn cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn. Hắn giả bộ không biết, thậm chí rất phối hợp, cũng không có bật đèn. Hai tay quấn đầy băng gạc, ngay cả trình tự trở lại đánh răng đi ngủ cũng đều bỏ đi. Hắn đi đến bên giường, sau đó chậm rãi nằm lên. Không được nhúc nhích, một thanh âm thô rè truyền tới. Đồng thời, trên lưng của hắn có một vật thể mũi nhọn đặt lên. Ai, Tần Lạc giả ra bộ dáng chấn động, lên tiếng quát. Cướp, người kia nói, đem trên người ngươi thứ đáng giá đều cho ta giao ra đây. Tay của ta bị thương, ngươi tự lấy đi, Tần Lạc ủy khuất nói. Ngươi nghĩ cái gì, còn muốn chiếm tiện nghi của ta, tự mình móc ra. Bằng không ta bắn, tên cướp không muốn có tiếp xúc cùng Tần Lạc, một ngụm cự tuyệt yêu cầu vô lý của hắn. Nếu cướp đều chính phái như vậy, thế giới này nên có thật nhiều a. Tiểu thư, cô rốt cuộc muốn cái gì? Cướp tiền thì tôi không có, cướp sắc thì tôi hoan nghênh. Tần Lạc nói, tay của tôi không thể cử động. Nếu cô nghĩ cướp sắc mà nói, có thể tự mình cởi quần. Lưu manh, Vương Cửu Cửu bị chọc cười. Nàng ba một cái ấn sáng đèn ở đầu giường, hờn dỗi nói, nào có người uy hiếp kẻ cướp như anh chứ? Nào có nữ tướng cướp xinh đẹp như em vậy chứ? Tần Lạc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vương Cửu Cửu tại dưới ánh đèn dịu dàng, cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú như nước, đôi mắt thật to, con người đen bóng sáng long lanh. Lông mi thật dài chớp chớp, giống là một cây quạt thanh mảnh xinh đẹp. Chỉ là trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi khi lặn lội đường xa, bộ dáng có chút buồn ngủ.
trong vành mắt cũng đầy tơ tơ, xem ra nàng đã có một đoạn thời gian rất dài không ngủ. Tần Lạc nghĩ, có lẽ nàng không chỉ là muốn nấp tại trong chăn cho mình một cái kinh hỉ, mà là nàng thật sự mệt ỏi, nằm ở trên giường liền ngủ mất. Nhìn cái gì, Vương Cửu Cửu không chịu nổi loại đánh giá trong con ngươi của Tần Lạc, xấu hổ hỏi. Sao em lại tới đây? Tần Lạc hỏi. Biết anh bị thương, tất cả mọi người thực sự lo lắng, em liền đại biểu cho các bạn học trong ban qua thăm xem. Vương Cửu Cửu kéo tay của Tần Lạc, đau lòng nói, bị thương thế nào? Không có việc gì, đắp thuốc vài ngày, rất nhanh sẽ tốt thôi. Tần Lạc an ủi nói. Nhất định rất đau đi, Vương Cửu Cửu nói. Còn may, lúc ấy không đau, về sau mới có chút đau. Tần Lạc nói. Em cũng cảm thấy đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu bi thương nói. Không có việc gì, Tần Lạc an ủi nói. Tên hỗn đản kia rất đáng hận, nếu để cho em gặp được, không mang mệnh căn của hắn đá nát là không được. Vương Cửu Cửu thay đổi một loại ngữ khí hung tợn nói. Em không gặp được hắn đâu, Tần Lạc cười nói. Vì cái gì? Hắn đã chết rồi. Đã chết, Vương Cửu Cửu vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy. Tiếp theo, Vương Cửu Cửu liền cười ha hả khanh khách. Cười đến ngặt nghẽo, hết cả hơi. Làm sao vậy? Tần Lạc nhìn thấy Vương Cửu Cửu hành động quái dị, liền kỳ quái hỏi. Nghe được tin hắn đã chết, em thật là cao hứng a. Ha ha ha, bị chết tốt lắm. Nếu có thể đứng lên lại ở trước mặt em chết một lần nữa, liền rất tốt. Vương Cửu Cửu cười điên cuồng một lúc, rốt cục phát tiết xong tức giận trong lòng, hỏi, anh đi đâu vậy? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Đi ra ngoài một chút. Thưởng thức cảnh đêm của Paris một chút, Tần Lạc nói, Võ Dũng Tú đã nói với hắn là đối phó Vương Cửu Cửu như thế nào, hắn chỉ có thể dựa theo lời Võ Dũng Tú nói tiếp. Đẹp không? Vương Cửu Cửu hỏi. Đẹp, Tần Lạc nói. Anh nhất định mệt chết đi. Sóng mắt Vương Cửu Cửu lưu chuyển, vẻ mặt dịu dàng nói. Có chút, Tần Lạc nói, liên tục thảo phạt hai lần, hắn quả thật có hơi mệt một chút. Chúng ta liền đi ngủ đi. Vương Cửu Cửu đem đầu chôn ở trong lòng của Tần Lạc, nhắm hai mắt lại nói. Được, Tần Lạc nói, hắn nhìn ra Vương Cửu Cửu là thật sự mệt mỏi, cho nên cũng không có nói ra đề nghị nàng mở phòng riêng. Trước cứ tạm một đêm như vậy, ngày mai rồi nói sau. Em còn tưởng rằng buổi tối anh liền ngủ ở phòng bên cạnh không trở lại đó. Vương Cửu Cửu nhỏ giọng nói thầm nói. Làm sao có thể như vậy, anh chỉ là tùy tiện đi một chút. Tần Lạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt trắng nõn như trẻ con của Vương Cửu Cửu. Em từ camera chứng kiến hắn đi gõ cửa phòng bên cạnh. Vương Cửu Cửu ngáp a a một cái, buồn ngủ mông lung nói. Vương Cửu Cửu tiến vào trong mộng đẹp ngủ say, mà Tần Lạc lại trợn hai mắt lên, như thế nào cũng không ngủ được. Ông trời ơi a, một đám nữ nhân bên cạnh mình đều là cái dạng nữ nhân gì a? Làm sao ngay cả một chút cảm giác an toàn cũng không có chứ? Chương 532, Paris mị ảnh. Lúc Tần Lạc mở mắt ra, giai nhân trong lòng đã không thấy đâu, chỉ lưu lại mùi thơm trong không khí trên giường. Khi hắn từ trên giường đứng lên, đi vào phòng tiếp khách, thấy Vương Cửu Cửu đang dựa vào trên bàn chơi máy tính. Đây là trang bị giải trí mà khách sạn cung cấp cho khách, Tần Lạc cơ hồ không sử dụng tới. Nàng đội tai nghe, vẻ mặt thực sự chăm chú, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm vào một con đại xà đuôi dài vừa đong đưa vừa đi trên màn hình. Tay trái điều khiển bàn phím rất nhanh, tay phải bấm con chuột. Sau đó, con đại xà kia lén bắn về phía con quái vật ở phía trước. Tần Lạc không biết chơi trò chơi, nhìn thấy đồ án hình vẽ màu sắc rực rỡ cùng các quái vật trên màn hình này thì có chút choáng váng đầu óc. Hơn nữa, thao tác của Vương Cửu Cửu làm cho người ta hoa mắt chóng mặt kia cũng khiến hắn mặc cảm. Chỉ học được sử dụng QQ kiểu như Yahoo, nói chuyện phiếm, mở ra trang mạng xem tin mới. Còn có thể tìm được phim Nhật phim Hàn cũng đã làm cho hắn đắc ý vênh váo hồi lâu. Tần Lạc nằm úp sấp ở sau lưng nàng nhìn trong chốc lát, để tỏ vẻ mình cùng đám trẻ nhỏ ham chơi là không khác nhau, chủ động lên tiếng hỏi, đây là trò chơi gì? Dota. Trộm tháp, trộm cái tháp gì? Vương Cửu Cửu lúc này mới phát hiện Tần Lạc, đem ống nghe gỡ xuống, nói, là Dota. D-O-T-A. Tần Lạc lộ ra vẻ mặt cười khổ. Hắn vẫn là không rõ. Nói anh cũng không biết. Vương Cửu Cửu bĩu môi nói, anh có biết trò chơi mà em đang chơi có tên là gì không? Không biết, Tần Lạc lắc đầu. Xuân Cung Thánh Thủ Tần Lạc. Tần Lạc buồn bực nghĩ, chỉ mong trong fan của mình không có ai chơi cái trò chơi này.
chỉ là, rất nhanh, Vương Cửu Cửu nói liền đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của hắn. Lần trước có người chơi gửi tin tức hỏi em có thích Tần Lạc hay không, nói hắn cũng là fan nhiệt tình của anh, còn hỏi QQ để thêm vào danh sách bạn tốt. Vương Cửu Cửu cười nói. Em trả lời như thế nào? Em nói được, sau đó đem dãy số QQ của anh ném cho hắn. Của anh, Tần Lạc ngẩn người, nói. Đúng vậy, dù sao người mà hắn muốn thêm cũng là anh. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, anh hẳn là đã lâu rồi không có mở QQ ra phải không? Không có, Tần Lạc nói, tuy rằng Lâm Hoán Khê giúp hắn lập một cái quy hào, nhưng là, hắn mấy tháng cũng khó vào được một lần. Thậm chí, ngay cả dãy số QQ hắn cũng quên, chỉ nhớ mật mã. Lúc mở ra chú ý một chút, coi chừng bị tin tức kết bạn nhào tới đập chết. Vương Cửu Cửu ra vẻ thiện ý nhắc nhở nói. Sau khi Vương Cửu Cửu điều khiển đại xà mang theo một đám tiểu quái đánh phá một số kiến trúc, buông con chuột ra, hướng tới trên ghế nằm một cái, cười híp mắt nhìn Tần Lạc, nói, anh, muốn em hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo hay không? Không cần, Tần Lạc xấu hổ nói. Vậy anh thay quần áo như thế nào? Tần Lạc cúi đầu nhìn lại hắc bào trên người, nói, hẳn là còn có thể mặc một ngày nữa đi. Nếu anh cảm thấy được không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Bất quá em ngửi thấy có một mùi chua. Vậy thay đổi đi, Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu cười cười, từ trong vali hành lý của Tần Lạc lấy ra một cái trường bào màu xanh đen khác. Nàng cởi bỏ nút thắt trường bào của Tần Lạc, thật cẩn thận cởi hắc bào của hắn ra, khi chuẩn bị giúp hắn thay quần áo sạch sẽ, cái mũi cau lại, nói, có một cổ mùi lạ. Không có khả năng đi, anh mới tắm rửa đêm qua mà. Tần Lạc nói, tối hôm qua, sau khi có được sự hồi báo của Võ Dũng Tú, không có lập tức chạy về gặp Vương Cửu Cửu. Mà là trước tiên ở dưới sự hỗ trợ của Lệ Khuynh Thành mà tắm nước nóng một phen. Cỗ hương vị khác lạ trên người kia hẳn là rửa sạch sẽ rồi mới đúng, làm sao có thể còn có chứ? Vương Cửu Cửu cười to, nói, Tần Lão Sư A, anh không cần thẳng thắn như vậy. Em còn chưa nói là cái mùi vị gì mà, anh đã tự mình nhận vơ rồi. Tần Lạc thế mới biết, lại bị nữ nhân lừa gạt. Làm sao mà mỗi một câu của các nàng đều có chứa cạm bẫy như vậy chứ? Làm cho người ta khó lòng phòng bị, không cẩn thận là liền rơi ngay vào. Vương Cửu Cửu giúp Tần Lạc đổi quần áo cho tốt, sau đó lại đi tới phòng tắm lấy khăn mặt giúp hắn lau mặt. Tần Lạc không có cách nào đánh răng, cũng may khách sạn cung cấp nước súc miệng, nàng đem non nửa cốc đút cho Tần Lạc, làm cho hắn rửa sạch sẽ khoang miệng. Xử lý mọi việc thỏa đáng. Vương Cửu Cửu mới đi rửa mặt một hồi, sau đó lại cùng Tần Lạc đi xuống dưới lầu ăn bữa sáng. Lúc hai người xuống lầu, đám người Lệ Khuynh Thành, Trương Bác, Triệu Tử Long, Võ Dũng Tú đã chờ tại nhà ăn. Võ Dũng Tú thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cùng nhau mà đến, liền không kìm lòng được mà trộm nhìn sắc mặt của Lệ Khuynh Thành. Lại không nghĩ tới mặt nàng không đổi sắc, chỉ là vẻ mặt mang ý cười nhìn hướng bọn họ đang như một đôi nhân tình thanh niên đi tới. Trong lòng Võ Dũng Tú cực kỳ khâm phục, chuyện đêm qua hắn là rõ ràng, không nghĩ tới Tần Lạc không chỉ thu phục Lệ Khuynh Thành, nhưng lại còn hồi mã thương đi thu phục cả Vương Tiểu Thư nữa, cái này có phải chính là như mọi người thường nói, cờ đỏ trong nhà không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay ý nói thằng này trâu bò đó mũ mũ. Chỉ là, giữa vợ lớn cùng Tiểu Thiếp Bao có thể hòa bình ở chung được như vậy. Hắn là làm như thế nào chứ? Vương Tiểu Thư, tối hôm qua ngủ được có ngon không? Vũ Dũng Tú đứng lên, chủ động cùng Vương Cửu Cửu chào hỏi. Rất ngon, cảm ơn, Vương Cửu Cửu cười nói. Vương Tiểu Thư, chào cô, tôi là nhân viên công tác của Hiệp hội Trung Y. Hoan nghênh tới Paris, Trương Bác cũng đứng lên, đưa tay cùng Vương Cửu Cửu bắt tay chào hỏi. Khi làm ra động tác này, trong lòng hắn vốn rất là vật lộn một hồi. Vừa rồi Võ Dũng Tú đã giới thiệu cho bọn hắn về tiểu thư họ Vương này, nhưng lại đặc biệt nói tới gia thế của nàng. Trương Bác lo lắng nữ nhân này ngạo mạn quá mức, sẽ coi thường sự ân cần chào hỏi của tiểu lâu la như bản thân mình. Cũng may, biểu hiện của Vương Cửu Cửu xem như là thoải mái khéo léo. Nàng đưa tay bắt tay với Trương Bác, cười nói, cảm ơn. Việc làm của các anh lần này thật sự là hả lòng hả dạ, cãi cho người Trung Quốc chúng ta một hơi. Vất vả cho các anh rồi. Triệu Tử Long, fan trung thành của Tần Lạc, hoan nghênh Vương Tiểu Thư tới Paris. Triệu Tử Long nói. Cảm ơn, tôi và anh giống nhau, cũng là fan của hắn. Vương Cửu Cửu trêu ghẹo nói. Một đám đàn ông đều đứng lên cùng Vương Cửu Cửu chào hỏi, Vương Cửu Cửu cũng lễ phép ứng đối. Rốt cục, ánh mắt của Vương Cửu Cửu dừng lại trên mặt của Lệ Khuynh Thành.
Lệ lão sư, chào cô, Vương Cửu Cửu chủ động ân cần thăm hỏi Lệ Khuynh Thành. Lệ lão sư, mọi người khó hiểu. Tôi là sinh viên của Đại học Y khoa Bắc Kinh. Lệ lão sư tại trước kia cũng là lão sư của Đại học Y khoa. Vương Cửu Cửu cười giải thích nói, tuy rằng Lệ lão sư không dạy lớp chúng ta, nhưng là, tôi vẫn kính đại danh của Lệ lão sư đã lâu. Là ác danh truyền xa. Lệ Khuynh Thành ngồi ở xe lăn, ngẩng mặt lên nhìn Vương Cửu Cửu, cười nói, Vương Cửu Cửu, tôi cũng biết em. Nghe rất nhiều người nói qua, là nữ sinh viên thực sự đặc biệt. Cảm ơn Lệ lão sư khích lệ. Bây giờ tôi đã không phải lão sư, tôi chỉ lớn hơn em vài tuổi, nếu không chê mà nói, gọi tôi một tiếng Lệ tỷ đi. Tốt, Lệ tỷ, Vương Cửu Cửu hô. Tần Lạc dọc theo đường đi còn lo lắng giữa hai nữ nhân nháo ra mâu thuẫn, dù sao, Vương Cửu Cửu biết mình gần như cả đêm qua là ở bên phòng của Lệ Khuynh Thành. Không nghĩ tới giữa hai người không có địch ý, ngược lại trò chuyện với nhau thật vui. Bây giờ, trái lại đã muốn xưng hô tỷ muội. Vất vả thời gian dài như vậy, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phong cảnh của Paris cũng không tệ lắm, hôm nay mọi người có thể đi khắp nơi nhìn xem. Triệu Tử Long cười a a nói, một con rồng hai con phượng, thoạt nhìn tuy rằng khiến kẻ khác hâm mộ. Nhưng dù là nói vậy, cũng sẽ có không ít chuyện làm cho người ta khó xử đi. Triệu Tử Long cũng là ý định muốn xem tài của Tần Lạc, xem hắn làm như thế nào để đem hai nữ nhân có tính cách khác xa nhau tụ tập tại bên người. Vương Cửu Cửu rất là cảm động, có thể cùng Tần Lạc du ngoạn ở Paris một phen, quả thật là một chuyện cực kỳ mê người. Cửu Cửu vừa tới Paris, anh mang nàng ra đi xem. Lệ Khuynh Thành nhìn ra tâm sự của Vương Cửu Cửu, nói với Tần Lạc, chân của em không tiện đi đường, nên không đi đâu. Không sao, Lệ tỷ tỷ, em đẩy chị đi được không? Vương Cửu Cửu cười nói. Thấy một màn như vậy, bọn đàn ông lưu manh này cực kỳ hâm mộ. Khỉ so với khỉ, thì thôi. Người so với người, giận điên người, đều là đàn ông, làm sao lại khác nhau lớn đến như vậy a? Tại dưới sự tiến cử của đám người Triệu Tử Long, bọn hắn đem bảo tàng Louvre làm như chỗ dừng chân thứ nhất. Louvre, là một trong những bảo tàng lâu đời nhất, lớn nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới. Kim tự tháp bằng thủy tinh trong bảo tàng Louvre, là một trong ba bộ sưu tập quý báu, được khách nhất định phải tới tham quan tính bằng đơn vị hàng nghìn một ngày, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lưu luyến khi rời đi. Tuy rằng dòng người bên trong như thủy triều, nhưng là, Tần Lạc hai tay băng đầy bông gạc cùng với Lệ Khuynh Thành ngồi trên xe lăn vẫn làm cho người ta nhìn chăm chú. Mà Vương Cửu Cửu thanh xuân xinh đẹp cũng làm cho đội ngũ nhỏ ba người của bọn họ rạng rỡ lên không ít, hấp dẫn không ít ánh mắt của du khách. Thậm chí có không ít người trẻ tuổi chạy lên đến xin chụp ảnh chung cùng với Vương Cửu Cửu, còn có người trực tiếp mở miệng xin số điện thoại của nàng. Vương Cửu Cửu nhất nhất cự tuyệt, làm cho vô số nam nhân thương tâm mà về. Người theo đuổi Cửu Cửu thật đúng là nhiều. Lệ Khuynh Thành cười nói. Nếu Lệ tỷ đứng lên, bọn hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn em thêm một cái. Vương Cửu Cửu khiêm tốn nói. Vừa nói chuyện, vừa phụ giúp đẩy Lệ Khuynh Thành dẫn đầu tiến vào tòa nhà nghệ thuật Hy Lạp cổ cùng La Mã cổ. Vừa mới đi vào, ánh mắt của Lệ Khuynh Thành liền lập tức nhìn thẳng vào các tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất ở bên trong. Ở trong tòa nhà nghệ thuật Hy Lạp cổ cùng La Mã cổ này, có hai kiện tác phẩm bát hủ được thế nhân ca ngợi chú ý nhất, một là tượng nữ thần chiến thắng Samothrace, hai là thần tình yêu Venus. Samothrace là nữ thần thắng lợi của Hy Lạp nhưng người biết tới lại phi thường ít. Mà thần tình yêu Venus lại được người khắp thế giới đều biết. Bởi vì ba người bọn họ là một mình du lịch, không có hướng dẫn viên du lịch, cho nên Lệ Khuynh Thành chủ động đảm nhiệm phiên dịch. Ánh mắt của Lệ Khuynh Thành nhìn chăm chú vào pho tượng Venus thân tượng lộ vú diễn cảm đoan trang tự nhiên, nói, Venus có thể được cất chứa tại Louvre thật là ngẫu nhiên. Năm 1820, mộ người nông dân trên đảo Aegean Siminok Hy Lạp tại trong khi đào đất đã phát hiện ra một pho tượng mỹ thần. Tin tức truyền ra, vừa lúc có một con chiến hạm của Pháp đó tại cảng Minok, sau khi hạm trưởng biết được tin tức lập tức đuổi tới hiện trường, muốn mua, nhưng không có tiền mặt. Kết quả, Venus bị một vị thương nhân Hy Lạp mua được, cũng chuẩn bị vận chuyển đi về nước. Mắt thấy bảo vật sắp bị mất đi, người Pháp không cam lòng, lập tức mang chiến hạm tiến đến ngăn trở. Song phương đã xảy ra hỗn chiến, kết quả vật quý báu bị hư hao, hai tay của pho tượng bị đánh nát. Song phương không ngừng tranh chấp, sau đó lãnh chúa Minos ra mặt giải quyết, người Pháp dùng tiền mua lại pho tượng, cống hiến cấp cho vua nước Pháp. Cứ như vậy, Venus được mang đến nước Pháp, lúc ấy lập tức khiến cho náo động. Tuy rằng hành vi của người Pháp có chút dã man,
nhưng là, cũng từ chuyện này mà nhìn ra được ham mê nghệ thuật cuồng nhiệt của bọn hắn. Sau khi chuyện này truyền ra, cũng không có bôi đen hình tượng của nước Pháp, ngược lại vì thế Pháp có được mỹ danh là kinh đô của nghệ thuật. Vương Cửu Cửu khâm phục nói, làm sao Lệ tỷ biết được nhiều như vậy? Đọc sách, Lệ Khuynh Thành cười nói, chỉ cần em muốn biết cái gì, đều có thể tìm được đáp án ở trong sách. Tình yêu thì sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Tình yêu không có đáp án. Vương Cửu Cửu hé miệng cười cười, không nói gì. Ánh mắt của nàng không kìm lòng được hướng về một phụ nữ cách đó không xa. Ở trước tượng nữ thần chiến thắng Samoth Rae, một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh làm cho người ta nhìn chăm chú. Trong mắt màu tím, môi đỏ tươi, móng tay màu đen, ánh mắt sắc bén. Kỳ quái chính là, trên người của nàng lại mặc một cái sườn xám màu tím mặt trên có thêu một đóa hoa hồng có chứa phong vị Trung Hoa nồng hậu. Lúc đầu liếc mắt xem qua, có chút chẳng ra cái gì cả. Chỉ là, khi ngươi lại xem qua lần nữa, lại phát hiện nàng trái lại đem hai loại văn hóa cổ điển cực kỳ khác nhau này dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Thật xinh đẹp, Vương Cửu Cửu khen ngợi nói. Chương 533, Long Tức không chấp nhận thất bại. Không chỉ là nam nhân thích lén ngắm nữ nhân, ngay cả nữ nhân cũng rất thích thưởng thức đồng loại xinh đẹp. Lệ tỷ tỷ, phong cách của nàng cùng chị rất tương tự đó. Vương Cửu Cửu đem xe lăn của Lệ Khuynh Thành chuyển phương hướng, làm cho mắt của nàng có thể thấy được nữ nhân nước ngoài mặc sườn xám kia. Không cần Vương Cửu Cửu đặc biệt chỉ ra, Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành liền đã biết nàng đang nói tới ai. Quả thật, đó là một loại cảm giác thực kỳ lạ. Tại trong đám người nhốn nha nhốn nháo, chỉ có khuôn mặt nàng là rõ ràng. Cái khác đều mơ hồ khó nhận biết, người đi đường giáp người đi đường ất trong phim điện ảnh. Mà nàng, là nữ diễn viên chính hoàn toàn nổi bật. Chị không đẹp được như nàng ấy, Lệ Khuynh Thành cười nói. Đây là vấn đề quần áo cùng trang sức, Vương Cửu Cửu nói, nếu chị trang điểm đậm lên, thay một thân sườn xám như vậy, chị cũng sẽ rực rỡ như thế. Đây là vấn đề khí chất bẩm sinh. Tần Lạc cũng nghĩ nghĩ, cảm thấy Vương Cửu Cửu vẫn là thật sự tinh mắt. Nếu làm cho Lệ Khuynh Thành thay một bộ quần áo như vậy, cũng quả thật cùng người đàn bà kia giống nhau, sẽ làm cho người ta cảm thấy cảm giác độc đáo như hạc giữa bầy gà. Đương nhiên, dáng người Lệ Khuynh Thành rất đẹp, khí chất nhất tuyệt, là một người mẫu phi thường vĩ đại. Nếu nàng nguyện ý mặc trang phục tiếp viên hàng không trang, y tá, công phục, đồng phục nhá nước, nữ lang thỏ, chắc cũng làm cho người ta khó có thể quên đi. Ý tưởng rất hay, cũng không biết có thể thực hiện hay không. Như là cảm nhận được mấy người Trung Quốc bên này đang đem chính mình cho thành nhân vật trong đề tài nói chuyện, ánh mắt của người đàn bà rốt cục từ tượng đá trước mặt chuyển tới bọn hắn ở bên này. Vương Cửu Cửu gật đầu chào đối với nàng, nàng dừng một chút, sau đó bước trên giày cao gót đi qua tới hướng này. Natasha, Natasha Hilton, nữ nhân chủ động vươn tay hướng Vương Cửu Cửu, dùng tiếng Anh nói. Vương Cửu Cửu, người Trung Quốc, Vương Cửu Cửu cùng nàng nắm tay, cười nói. Sau đó chỉ vào Lệ Khuynh Thành ngồi ở trên xe lăn, nói, đây là tỷ tỷ của tôi, Lệ Khuynh Thành. Vị này chính là tỷ phu Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành cùng Tần Lạc đều quay sang nhìn về phía Vương Cửu Cửu, muốn xem nàng có biểu cảm gì khi nói ra những lời này. Càng muốn biết, nàng là vì muốn qua xã giao lén trêu chọc hai người hay là cố ý cấp cho cô gái nước ngoài này một ít sai lầm tin tức. Lệ Khuynh Thành tiểu thư, chào cô, thật vui khi được biết cô, nữ nhân nhìn Lệ Khuynh Thành nói. Đây cũng là vinh hạnh của tôi, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Ánh mắt của nàng lúc này mới chuyển rời trên người của Tần Lạc. Ánh mắt không kiêng nể gì nhìn thẳng vào ánh mắt Tần Lạc. Không biết là có phải quá mức mẫn cảm hoặc là nói là chính mình nhìn lầm hay không, Vương Cửu Cửu cùng Lệ Khuynh Thành đều cảm thấy ánh mắt của nàng nhìn Tần Lạc có chút quái dị. Giống như là bạn cũng nhiều năm không gặp, chỉ là bởi vì nguyên nhân ngại trường hợp này mà không tiện nhận nhau. Tôi đã qua Trung Quốc, thực sự thích quốc gia đó, thích sườn xám, cũng thích nam nhân mặc trường bào như vậy. Natasha Hilton nói thẳng không cố kỵ. Tần Lạc vẻ mặt mờ mịt nhìn về hướng Vương Cửu Cửu, hắn không hiểu tiếng Anh, cũng không rõ nàng đang nói cái gì. Natasha Hilton tiểu thư nói nàng thích Trung Quốc, thích trang phục trên người Anh. Vương Cửu Cửu phiên dịch nói, trong lòng đã có một ít khó chịu nhỏ, đã có nhiều người như vậy, một cô gái nước ngoài như cô còn tham dự tiến tới làm cái gì. Nàng nhìn ra, nữ nhân này đối với Tần Lạc có cảm giác thực sự đặc biệt. Trường bào này là một loại dấu hiệu của người Trung Quốc chúng tôi. Cùng âu phục của các vị là giống nhau, Tần Lạc cười nói, Trung Quốc quả thật là một quốc gia xinh đẹp. Hoan nghênh Hilton tiểu thư có cơ hội lại đi tới Trung Quốc du lịch.
Cảm ơn, Hilton cười nói, cũng không biết lần sau lúc đi tới Trung Quốc, tôi có vinh quang và may mắn có thể mời Tần Lạc tiên sinh làm hướng dẫn viên du lịch trong một ngày hay không. Câu dẫn. Câu dẫn trắng trợn. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại chủ động nói ra muốn ngươi làm người hướng dẫn du lịch, đây không phải hấp dẫn thì là cái gì? Chỉ là lời này nghe vào trong lòng của Vương Cửu Cửu, chính là hàm xúc một loại ý tứ khác, uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Vương Cửu Cửu xem như là một con gà mẹ tận chức tận trách, luôn mặt cảnh giác canh gác tứ phương, bảo hộ con gà con Tần Lạc này không phải chịu thương tổn cùng chiếm đoạt của bất cứ kẻ nào. Chỉ cần là uy hiếp đến an toàn của Tần Lạc hoặc là uy hiếp đến quyền sở hữu của chính mình đối với Tần Lạc, bọn ta phải kiên quyết ngăn lại cùng phản kích. Lệ Khuynh Thành cũng hiểu được ý tứ những lời này của nàng, chẳng qua lòng của nàng thực sự bình thản. Nàng không tranh thủ, cũng không hạn chế, chính là tùy tự nhiên. Đây là bình tĩnh ung dung mà chỉ nữ nhân đã trải qua nhiều lần kinh nghiệm mưa gió nhiều lần tang thương mới có thể làm được. So sánh với mà nói, Vương Cửu Cửu càng nhiệt tình hơn. Tâm tư của nàng cũng là tâm tình của phần lớn cô gái thích yêu. Cũng may mắn là nữ nhân bên người Tần Lạc đều là một đám quái thai. Lâm Hoán Khê bảo thủ cùng nhẫn nại, Lệ Khuynh Thành vô dục vô cầu, Văn Nhân Mục Nguyệt khắc chế ẩn nhẫn cùng Ly, không ai biết Ly suy nghĩ cái gì. Yêu hoặc là không yêu, liền uôn gay trên gương mặt lạnh kia của nàng, không hơn không kém. Nếu mỗi người đều có tham muốn giữ lấy mạnh mẽ, mỗi người đều muốn có Tần Lạc, không cho phép nữ nhân nào nhúng chàm cùng tới gần. Như vậy, bên người Tần Lạc sẽ còn có nữ nhân khác hay sao? Làm Tần Lạc trở thành một đời y vương, tại giới trung y cùng trên phạm vi toàn thế giới có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng, lúc được dân chúng yêu thích sâu sắc, các hãng truyền thông lớn nhỏ của các quốc gia còn có thể lấy tin về hắn làm đầu đề báo chí sao? Để cho chuyện náo động kia ra ngoài trước ánh sáng, toàn bộ bạn gái của Tần Lạc đều hiện ra tại trước mặt công chúng, mọi người sẽ có thể cài lên đầu hắn danh hiệu quần chúng tình nhân. Một đời tình thánh, hoa tâm danh thủ quốc gia, linh tinh sao? Sẽ không. Tần Lạc chính là một thầy thuốc cao minh, là anh hùng thúc đẩy trung y phục hưng, nhưng là, hắn không có mơ ước cuộc sống hào quang muôn màu muôn vẻ rộng lớn. Theo như cái này thì, Vương Cửu Cửu lại là may mắn. Nàng chiếm chút tiện nghi, đám nữ nhân đáng sợ kia không đem nàng thành đối thủ chân chính. Hoặc là nói, là đám nữ nhân kia không nghĩ qua muốn đem ai làm đối thủ. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Hoán Khê cùng Lệ Khuynh Thành ra. Đối mặt với cô gái nước ngoài lần đầu tiên gặp mặt mà đã câu dẫn người đàn ông của mình này, Vương Cửu Cửu trong lòng thật sự là tức giận. Trong lòng lại có chút hối hận không nên khen ngợi nàng xinh đẹp, làm cho nàng cùng Tần Lạc quen biết. Nàng không đem lời Hilton nói phiên dịch cho Tần Lạc, mà là dùng tiếng Anh nói với nàng nói, tôi nghĩ lấy tính cách của hắn, trong lòng nhất định phi thường vui đáp ứng lời mời của cô. Chỉ là, vừa rồi tôi đã giới thiệu qua. Hắn là tỷ phu của tôi. Người ngồi trên xe lăn là tỷ tỷ của tôi vì hắn mà bị thương. Nếu hắn rời tỷ tỷ mà đi làm bạn với cô gái khác, tỷ tỷ nhất định sẽ rất thương tâm. Lệ Khuynh Thành nghe Vương Cửu Cửu lấy mình làm rằng tấm lá chắn, thật sự là dở khóc dở cười. Bất quá trong lòng lại càng có nhiều hảo cảm hơn đối với cô gái nhỏ thẳng thắn bộc trực này. Nàng muốn làm, cứ làm. Nàng muốn nói, liền nói. Đây là cô gái có bao nhiêu kiêu ngạo bao nhiêu dũng khí a. Xin không nên hiểu lầm, Hilton mặt giãn ra cười rộ lên, nhìn Vương Cửu Cửu nói, tôi chỉ là hy vọng có thể kết giao thêm một người bạn. Vương Cửu Cửu cười nói, tôi chỉ là thiện ý nhắc nhở. Nếu ô không chê mà nói, tôi nguyện ý làm người hướng dẫn viên du lịch trong toàn bộ hành trình của cô tại Bắc Kinh. Vậy thật sự là quá tốt, Hilton cười nói, thật cao hứng khi có thể quen biết mọi người. Nếu có cơ hội. Hy vọng có thể cùng mọi người cùng ăn bữa tối. Nhìn bóng lưng của cô gái rời đi, Vương Cửu Cửu nhỏ giọng nói thầm, người ở nước Mỹ đều cởi mở như vậy sao? Làm sao em biết nàng là người nước Mỹ? Tần Lạc nghi hoặc hỏi, tại trong mắt của hắn, người nước ngoài lớn lên đều trông giống nhau. Khẩu âm, Vương Cửu Cửu nói, nàng nói chuyện có chứa giọng điệu nước Mỹ dày đặc. Còn có mắt, em từng xem qua một quyển sách, mặt trên chuyên môn viết về hành vi thói quen của người các nước. Các thói quen nhỏ này thực dễ dàng làm cho người ta phân rõ xuất thân lai lịch của nàng. Cũng may không có để lại số điện thoại, Lệ Khuynh Thành cười nói. Cũng đúng, cùng cô gái quá xinh đẹp cùng một chỗ, thật đúng là làm cho người ta thấy áp lực. Vương Cửu Cửu nghĩ nghĩ, nói với Lệ Khuynh Thành, Lệ tỷ, em không phải nói chị. Ý của em là nói chị không đẹp, Lệ Khuynh Thành trêu ghẹo nói. Không không, chị rất đẹp, Vương Cửu Cửu sốt ruột giải thích, ý của em là nói.
chị không làm cho người ta cảm thấy áp lực, em thích ở cùng một chỗ với chị. Lệ Khuynh Thành giơ tay nắm chặt tay nhỏ bé của Vương Cửu Cửu, nói, chị biết. Lệ Khuynh Thành biết Vương Cửu Cửu là một cô gái không có ý xấu gì. Lệ Khuynh Thành hiểu nàng, còn hơn xa so với những gì nàng biết. Ở cách ba người không xa, một người đàn ông có tướng mạo bình thường cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Hilton. Nàng có vấn đề gì sao? Qua Nhĩ xuất hiện ở phía sau hắn, trầm giọng hỏi. Xem chân của nàng đi, đại đầu nói. Qua Nhĩ kinh ngạc liếc mắt nhìn đại đầu một cái, nói, tôi đã xem qua. Rất được. Hắn không nghĩ đến tên gia hỏa cả ngày ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn so với chính mình còn cha ao bò hơn này lại cũng có lúc nổi lên sắc tâm. Hơn nữa, hắn trái lại còn hiểu được thưởng thức mỹ nữ. Bước chân nhẹ nhàng, lực mạnh vô hạn, đại đầu nói, ý của những lời này là nói nếu một người đặt chân nhẹ, nện bước đi, bàn chân vẫn có thể giữ nguyên một cái hình dạng thẳng tắp, như vậy chứng minh lực khống chế của người này rất mạnh, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng vô hạn. Người đều có tính trơ, bất luận là đứng hay là ngồi thì đều thích lấy động tác thích hợp nhất để giảm bớt trọng lượng của chính mình. Cho nên, đại đa số người khi ngồi lại thích nằm ngửa hoặc là thân thể mềm nhũn dựa vào ghế sofa. Khi đứng cũng sẽ không kìm lòng được dùng một chân trùng một chân căng để chống đỡ thân thể hoặc là cong đầu gối, cúi đầu, nghiêng bả vai để giảm lực đạo. Đây là phản ứng tự nhiên, rất ít khi làm người ta chú ý. Anh là nói nàng cố ý lại gần, Qua Nhĩ nói, không có chuyện trùng hợp như thế đi. Cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mà thôi, chân của nàng nhẹ và thẳng, có lẽ chính là người mẫu trăng. Đó là phán đoán của anh, đại đầu dứt khoát nói, anh có thể làm ra lỗi lầm, chỉ là tôi không cho phép chính mình làm ra lỗi lầm. Anh, tôi cũng là quân nhân vậy, Qua Nhĩ có chút giận không thể kìm được, người này cũng dám khinh thị mình, thật sự là rất đáng hận. Tôi đến từ Long Tức, đại đầu nói, Long Tức không chấp nhận thất bại. Chương 534, ta là Giê-xu. Cô gái dùng tên giả là Hilton kia đi ra nhà bảo tàng, sau đó lên một chiếc xe mài đen. Toàn bộ cửa đều bị rèm đen che kín. Phu nhân, chúng ta không cần phải tiếp xúc cùng hắn. Như vậy sẽ làm tăng khó khăn của kế hoạch đồ long. Người đàn ông anh Tuấn ngồi ở khoang lái mặt không chút thay đổi nói, hơn nữa, tổ chức cũng sẽ không cho phép một ngũ tinh chấp sự quan cùng nhân vật mục tiêu trở thành bạn. Tôi muốn làm như vậy, vậy thì có làm sao? Nữ nhân kia thu hồi vẻ tao nhã hòa khí vừa rồi, như là một người khác, trở nên vênh váo hung hăng lên. Nếu khiến cho nhân vật mục tiêu nghi ngờ, bọn hắn trái lại sẽ điều tra thân phận chúng ta. Bọn hắn có thể điều tra ra cái gì sao? Nữ nhân hỏi lại. Có thể, chỉ là cũng không phải bọn hắn cần có. Như vậy là đủ rồi. Nữ nhân nói, chúng ta thu thập các tư liệu trùng hình ảnh có liên quan tới hắn, chỉ là, anh không phát hiện sao? Mỗi một lần chúng ta nghiên cứu đều là sai lầm. Tôi muốn tới gần, mau chân đến xem hắn rốt cuộc là dạng người gì. So sánh với mà nói. Tôi càng ưa thích nữ nhân bên cạnh hắn hơn. Tình báo cùng tư liệu đều không sai. Chỉ là, sự tồn tại của hắn là sai lầm. Người đàn ông nói, hắn quả thật đã cho chúng ta rất nhiều lần kinh hỉ, cũng mang đến rất nhiều phiền toái. Kế hoạch đồ long, cũng chính là bởi vậy mà sinh ra. Làm trợ thủ cho phu nhân, tôi có nghĩa vụ hoàn thiện kế hoạch của phu nhân. Hơn nữa, nhắc nhở phu nhân chế định kế hoạch tránh bại lộ. Nữ nhân cười lạnh, nói. Trong tổ chức chỉ có hai ngũ trinh chấp sự quan, lại có vô số trợ thủ phục vụ chấp sự quan, tôi có thể đổi anh đi. Anh chính là không có quyền lợi bình đẳng, cho nên, việc anh cần phải làm, chính là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Anh không cần ở bầy đặt cái trí tuệ nhỏ bé đáng thương của anh trước mặt tôi, nó cũng không có được tác dụng gì đối với thành công của chúng ta. Tôi bảo anh làm cái gì, thì anh làm cái đó. Như vậy là đủ rồi. Đối phổ, anh phải làm, là một chấp hành nhiệm vụ một cách máy móc. Dừng lại một chút, nữ nhân bổ sung nói, chưa kể thứ này, anh cũng không am hiểu. Bị thủ trưởng chỉ trích như vậy, việc người đàn ông có thể làm chỉ có là trầm mặc. Nhớ kỹ, nữ nhân nói, chỉ số háo sắc 90, chỉ số quyết đoán 60, chỉ số thân thể yếu ớt 50, chỉ số thông minh 60, chỉ số mức độ kiên nghị 80, chỉ số tự tin 90. Một đối thủ thực sự rất thú vị, số liệu các chỉ số cùng lão quái vật châu Âu kia rất giống nhau. Người đàn ông nhanh chóng lấy ra cặp văn kiện mang theo bên mình, ghi chép lại một loạt những con số này. Trầm mặc trong chốc lát, người đàn ông nói, chúng ta có tình báo nói rằng, các thương nhân của Paris không kìm nén được. Bọn hắn rốt cục muốn hành động,
Nữ nhân cười lạnh, trước kia, người khác đều là con rối trong tay bọn họ. Lần này bị một người Trung Quốc trêu đùa, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã sâu sắc đi. Hơn nữa, người Trung Quốc đã động tới lợi ích căn bản của bọn hắn. Vì tiền, chuyện gì bọn hắn cũng đều có thể làm ra được. Chúng ta có phải làm chút chuyện gì hay không? Nam nhân hỏi. Không cần, để cho Erne toàn quyền phụ trách, hắn biết khi nào thì theo vào, khi nào thì lui lại. Rõ, phu nhân. Còn có, đặt vé máy bay ngày mai đi Trung Quốc. Nữ nhân nói. Phu nhân, có lẽ chúng ta không cần đi Trung Quốc. Không có lẽ, hắn không chết được, nữ nhân kiên định nói. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sau khi vui chơi thỏa thích ở viện bảo tàng cho tới trưa, cho dù là tên gia hỏa Tần Lạc không có bao nhiêu tế bào nghệ thuật này cũng bị các đồ vật được cất giữ ở bên trong làm cho rung động sâu sắc. Chỉ là khi bọn hắn chứng kiến bên trong đại đa số đều là tác phẩm đoạt lấy tới từ nước ngoài, trong đó có không ít là bảo vật của Trung Quốc, trong lòng có chút rất không thoải mái. Thời điểm có được thì không biết quý trọng, đợi cho mất đi rồi mới hối hận không kịp. Có rất nhiều đồ vật mất đi dễ dàng, muốn tìm lại trở về, liền phi thường khó khăn. Nhớ tới điều này, Tần Lạc càng thêm kiên định lòng tin của chính mình. Cho dù là ngu ngốc, cũng phải là một kẻ ngu ngốc có thể làm cho người ta ghi nhớ, có thể làm cho người ta khâm phục, làm cho người ta không dám khinh thị. Buổi chiều, ba người bọn họ lại đi Khải Hoàn Môn, cung điện Versailles cùng chờ mấy chỗ danh thắng khác. Đặc biệt khi tới đường Hương Tạ Lệ Xá, đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng cùng các vật phẩm trang sức xinh đẹp ở bên trong làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Các em có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Tần Lạc cười nhắc nhở nói. Tần Lạc cảm thấy, cùng nữ nhân đi dạo phố so với xem bệnh cho 20 người bệnh còn muốn vất vả hơn. Nếu là cùng hai nữ nhân ra ngoài, hơn nữa nữ nhân cũng đều là có quan hệ thân mật nhất cùng mình, vậy phần vất vả kia là phải tính là gấp đôi. Anh phải mời em cùng Lệ tỷ tỷ ăn vịt nướng cùng trứng cá muối. Vương Cửu Cửu cười nói. Tự nhiên là Tần Lạc mời khách, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, hắn là ông chủ của chúng ta. Bay trên trời, bơi trong trong nước, ẩn trong đất lớn lên, các em muốn ăn cái gì đều được. Chỉ cần nước Pháp có, như vậy được chứ, Tần Lạc cười khổ. Hai nàng liếc nhau, Lệ Khuynh Thành bĩu môi nói, bộ dáng tài đại khí thô, nhiều tiền, làm như hai chúng ta là tiểu tình nhân của anh vậy. Lúc Lệ Khuynh Thành nói những lời này, một mực cẩn thận lưu ý vẻ mặt của Vương Cửu Cửu. Nàng muốn xem một chút, tại sao khi nàng biết quan hệ của Tần Lạc cùng với mình, thái độ của nàng đối với Tần Lạc là cái dạng gì? Đáng tiếc, Vương Cửu Cửu chỉ là cười a a nhìn mình, trên mặt không có biểu lộ các cảm xúc gì khác thường. Là không cần, hay là che giấu quá sâu? Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Lạc ngây ngô đứng bên người, không khỏi có chút đồng tình. Có được một đám hồng nhan tri kỷ như vậy, thật không biết là phúc hay là họa. Qua Nhĩ nhận được tin tức, đã chuẩn bị tốt xe ở bên ngoài. Thân phận của đại đầu quá mức mẫn cảm cùng bí mật, mặc dù là những người như Triệu Tử Long, Trương Bác cũng không nên biết. Cho nên, hắn vẫn một mực từ chỗ tối bảo hộ Tần Lạc. Nếu như không có việc cần, bình thường là sẽ không lộ diện trước mặt người khác. Trong ba người, còn có hai người là người bệnh, tại dưới sự trợ giúp của Qua Nhĩ, đem Lệ Khuynh Thành cả người cùng xe lăn nâng lên xe, Tần Lạc cười nói, Qua Nhĩ. Đến quán cơm Tây lần trước chúng ta đi qua, hai vị nữ sĩ muốn ăn cơm Tây. Qua Nhĩ trầm mặc gật đầu, sau đó thành thạo khởi động xe. Đối với một gã thành viên đặc chiến tinh anh mà nói, có thể ghi nhớ rõ ràng hoàn cảnh từng con đường trên đường đã đi qua là một chuyện phi thường quan trọng. Ít nhất, có thể nâng cao hơn 30% cơ hội sống sót. Nếu là ở trong rừng rậm núi sâu, loại chỉ số sinh tồn này còn có thể đề cao từ 50% tới 60%. Sau khi bọn hắn lái xe đi ra ngoài không lâu, một chiếc xe thể thao SUV màu đen cũng đi theo khởi động lên, từ rất xa, ở một cái khoảng cách cũng đủ an toàn để không bị đối phương phát hiện đi theo phía sau xe của bọn hắn. Di động trong túi Qua Nhĩ vang lên. Sau khi hắn tiếp nhận điện thoại, không có quay đầu lại, mà là nói với Tần Lạc nói, mọi người hình như là chưa có đi tới cầu Alexander Ba xem qua đi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Lạc ánh mắt nghi hoặc nhìn Qua Nhĩ. Hắn biết. Nếu như không có cái tình huống gì đặc biệt gì mà nói, một gã bảo tiêu như Qua Nhĩ là sẽ không dễ dàng thay đổi hành trình của mình. Không được, chúng ta muốn đi ăn cơm. Một cây cầu có cái gì đẹp chứ? Tôi ghét nhất đó là đi qua cầu vượt ở Bắc Kinh. Mỗi lần lái xe đều làm cho đầu óc người ta quay cuồng choáng váng.
Vương Cửu Cửu nói. Lệ Khuynh Thành cũng là tỏ vẻ cảnh giác, quay đầu nhìn nhìn phía sau, ngọn đèn lóe ra, một hang xe dài. Tất cả đều thật bình thường, thật sự không nhìn thấy có nguy hiểm gì. Có người hy vọng chúng ta đi tới bên kia nói chuyện. Qua Nhĩ nói, đồng bạn của tôi cũng là có ý tứ này. Đại đầu biết việc này. Tần Lạc nói, vậy nghe đại đầu đi. Hãy đi dạo trước đi, thời gian ăn cơm lui chậm lại về sau một chút. Qua Nhĩ không có đem xe trực tiếp chạy đến cầu, mặc dù là buổi tối, chỗ nào cũng có thể sẽ có du khách xuất hiện. Hắn dừng xe lại một chỗ hẻo lánh của bờ sông Sen, từ vị trí này có thể nhìn thấy hình dáng từ rất xa của cây cầu lớn. Siêu! Một đoàn ánh sáng đèn phá chiếu tới, có khác một chiếc xe màu đen khác lại đây. Hiển nhiên, đây không phải xe của đại đầu sử dụng theo ở phía sau. Két! Xe ngừng lại, bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hai chiếc xe liền cứ yên tình đối đầu đối diện như vậy, hoặc là nói, là người ở bên trong hai chiếc xe giằng co từ xa. Bởi vì song phương đều không tắt đèn, cho nên tất cả mọi người đều bị ánh sáng chói mắt quấy nhiễu, căn bản là không có biện pháp chứng kiến bên trong xe đối phương là những thứ gì. Siêu! Đèn xe của đối phương chợt đột nhiên tắt lịm, xe bỗng tối đen như là một phần mộ lồi lên ở nơi hoang dã. Qua Nhĩ thò tay vào ngực, lấy ra một thanh chủy thủ. Hắn không mang theo giấy phép sử dụng súng, ở Paris là không thể dùng súng. Không cẩn thận bị cảnh sát bắt được, ngược lại có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Các cô không cần xuống xe, Qua Nhĩ nói. Các em không cần xuống xe, Tần Lạc nói, sau đó lặng yên không một tiếng động đẩy ra một cánh cửa khác của xe ra, từ một mặt bên đi ra ngoài. Hắn biết đây là một chiêu úng chung chóc miết của đại đầu đánh tới. Hắn muốn cùng Qua Nhĩ tiền hậu giáp kích đem người đang theo dõi lưu lại, lấy cái này để kiểm tra rõ ràng thân phận cùng mục đích của hắn. Qua Nhĩ là bảo tiêu mà Bộ trưởng Thái Công Dân Đích Than lựa chọn cho Tần Lạc, đại đầu là thành viên Long Tức, thiên phú cùng nỗ lực của hắn làm cho Ly cùng quân sư đem nhìn vào trong má. Một tổ hợp như vậy, còn có đối thủ nào không thể bắt giữ? Chỉ là, trong lòng Tần Lạc vẫn là có chút cảm giác bất an. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Có lẽ, mấy ngày tại Paris thật sự là rất rung chuyển chút đi. Loảng xoảng, cửa xe USB màu đen bị người đẩy ra, một cái bóng đen khổng lồ từ trong xe đi ra. Hắn dừng lại tại chỗ một chút, liền đi bước một hướng thân thể đi tới Qua Nhĩ đang có vẻ mặt đề phòng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Thân hình hắn cao lớn, lại mặc ủng ra, đi trên đường thật trầm ổn mạnh mẽ. Lấy một nhịp tiết tấu nào đó dẫm nát mặt xi măng cứng rắn cùng sự yên tĩnh của ban đêm, phát ra sức mạnh làm kinh sợ tâm linh. Tại vị trí cách Qua Nhĩ khoảng 3 mét, cách xe có hai nàng Vương Cửu Cửu, Lệ Khuynh Thành chừng 5 mét, người đàn ông ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Qua Nhĩ đã theo dõi hắn. Thân cao chỉ sợ gần tới 2 mét, bả vai dày rộng rắn chắc, bởi vì nguyên nhân dáng người, hai má cũng lớn hơn so với người bình thường một số, nhưng lại giống như dung đao tước gọt qua vậy. Góc cạnh rõ ràng làm cho người ta có cảm giác tuấn lãng. Thân trên là một bộ áo màu đen, có chứa giày đặc ô vuông đường vân anh luân phong cách. Nửa thân dưới là mặc một cái quần màu đen kiểu dáng bó sát, thắt lưng quân dụng cùng giày đen hầm hố. Đầu đầy tóc vàng dựng ngược về phía sau, bị gió sông thổi tới làm cho hỗn loạn bừa bãi. Làm cho Tần Lạc cách đó không xa cực kỳ khó chịu. Thượng đế thật đúng là không công bằng, làm cho một kẻ lưu manh lớn lên anh tuấn như vậy làm gì chứ? Ta là Giê-xu, người đàn ông kia cười tuét ra miệng rộng nói. Chương 535, giả thần nuôi quỷ. Ta là Giê-xu, người đàn ông cười tuét ra miệng rộng nói. Hắn nói tiếng Anh rất chuẩn, mang nặng khẩu âm Luân Đôn. Hơn nữa phong cách quần áo của hắn mặc trên người cũng rất có phong vị Luân Đôn, như là người mẫu trên sân khấu kiêm chức làm diễn viên phim hành động. Giê-xu, thần nắm trong tay phúc họa sinh tử của chúng sinh. Cho dù không cần nhìn bộ mặt vênh váo hung hăng kia của hắn, chỉ là nghe được cái tên này, cũng khiến người ta biết đây là một nhân vật có bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu cuồng vọng, bao nhiêu tự đại không ai bì nổi. Qua Nhĩ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, không nói gì, cũng không có trả lời. Chỉ là cầm chủy thủ trong tay, tư thế như gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Người đàn ông đợi trong chốc lát, thấy không ai đáp lại, không nhịn được ngây ngẩn cả người. Hắn đưa tay sờ sờ cái mũi, nói thầm nói. Ta lấy làm lạ vì sao bọn họ nghe được tên của ta mà không biết kinh ý chứ? Chẳng lẽ bọn hắn nghe không hiểu tiếng Anh sao? Ông là ai? Muốn làm cái gì? Qua Nhĩ dùng thanh âm nặng nề nói. Nga, hóa ra là người Trung Quốc.
Giê-xu cười nói, nhìn diện mạo của ngươi còn tưởng rằng là người Hàn Quốc đó. Ta không thích người Hàn Quốc, cho nên ta không học ngôn ngữ của bọn hắn, bất quá, ta sẽ nói tiếng Trung Quốc. Quả thật, Giê-xu sau khi nghe qua Qua Nhĩ nói chuyện, thế nhưng đã lại thay đổi một loại ngôn ngữ khác, bây giờ mở miệng nói chuyện đúng là tiếng Trung Quốc. Tuy rằng phát âm không đủ tiêu chuẩn, nhưng là, mọi người vẫn là có thể hiểu rõ được ý tứ của lời nói của hắn. Ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Ngôn ngữ thật sự là đồ tốt à? Nó có thể làm cho khoảng cách giữa người với người gần hơn, tiêu diệt nghi kỵ cùng ngăn cách trong lòng thế nhân. Khóe miệng bên phải Giê-xu hơi hơi nhếch lên, lôi kéo ra thành một cái độ cong thực mê người. Nếu có tiểu cô nương Hoa Si ở đây, nói không chừng phải hét lên vỡ tim. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu cũng đủ Hoa Si, chỉ là bệnh Hoa Si của nàng chỉ có khi gặp được Tần Lạc mới phát tác. Đối với người dễ nhìn khác đều không có cảm giác, có năng lực miễn dịch rất mạnh. Ông muốn làm gì, vì cái gì theo dõi chúng ta? Qua Nhĩ cả giận nói. Người này có bệnh sao? Hơn nửa đêm lại theo dõi đến tận đây, không nhanh chóng giải quyết vấn đề, lại cùng người ta đàm luận vấn đề ngôn ngữ. Chỉ như người chết đến, không phải muốn được người phục sự, chính là muốn phục sự người. Hơn nữa muốn liều mạng, để cứu chuộc nhiều người. Tên giả Giê-xu này không trả lời Qua Nhĩ, lại nói ra danh ngôn của Giê-xu thật khi đến trái đất. Ông rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Qua Nhĩ có chút không kiên nhẫn. Người này là người điên sao? Hay là một thầy tu? Chỉ là, có thầy tu vào nửa đêm lái xe đi theo người khác để truyền giáo sao? Ta tới mời người, Giê-xu nói, nhân tiện truyền giáo. Mời ai? Tần Lạc tiên sinh. Giúp ai mời? Thật có lỗi, khách hàng của ta không cho ta báo điểm này. Qua Nhĩ nói, tôi à cũng thật có lỗi. Hắn bận rộn nhiều việc, không rảnh phó ước. Ta nghĩ, hắn sẽ rút ra được thời gian. Người đàn ông nói, không nên cự tuyệt lời mời của thần. Nhận, sẽ phúc cho người nhà của ngươi. Nếu cự tuyệt thì sao? Thân thể của Qua Nhĩ cong lên, đã muốn chuẩn bị ra tay. Quân nhân tôn trọng nhất đó là sức mạnh của nắm tay. Hoặc là, chính mình sử dụng quyền đầu làm cho đối thủ khuất phục. Hoặc là, khuất phục tại dưới nắm tay của người khác. Không có cái lựa chọn thứ ba. Nga, ngươi muốn ra tay với ta sao? Giê-xu nhún nhún vai nói. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra được Qua Nhĩ làm ra điều chỉnh thân thể rất nhỏ, người thật sự chưa có nghe nói qua tên của ta sao? Người thật không biết vinh quang tới cứu chuộc thế nhân của ta sao? Người hẳn là phải suy nghĩ cho tốt, nếu không, ta cam đoan người nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Mạo phạm thần, là đại bất kính đối với thần, là sẽ tạo ra vận rủi cùng hậu quả xấu cho bản thân. Ngu ngốc, thế giới này không có thần. Qua Nhĩ cùng người kia trái ngược, hắn là một người không thích nói chuyện, càng không thích tên gia hỏa nói lời vô ích này. Khi hắn mắng ra hai chữ ngu ngốc này, liền đã cất bước vọt tới trước. Đợi khi hắn nói ra những lời thế giới này không có thần, đã vọt tới trước mặt Giê-xu giơ đao đâm thẳng tới ngực của đối phương. Trong nháy mắt đâm tới như tia điện đá lửa. Ở dưới màn đêm ảm đạm vốn không rõ ràng, thân ảnh của Qua Nhĩ như bị kéo dài vô hạn. Như là một đạo u linh rất nhanh lóe ra. Lấy tốc độ mà mắt thường khó phân biệt đánh về phía đối thủ của hắn. Hắn nhanh, Giê-xu còn nhanh hơn. Rất rõ ràng, hắn hơi cảm thấy kinh ngạc vì tốc độ của Qua Nhĩ. Bởi vì cố chủ cũng không có cung cấp nhiều tư liệu lắm về nhân vật mục tiêu, thậm chí ngay cả bên hắn có một bảo tiêu cũng đều không rõ ràng lắm. Đây không phải vì cố chủ không làm tròn bổn phận, cũng không phải mình không có điều tra trước khi hành động, mà là thói quen của cá nhân hắn. Hắn không cần những cái đó. Bất luận là một người, hay là một đám người, việc hắn cần phải làm, cho tới bây giờ đều không có thất bại. Hắn là Giê-xu. Hắn là thần. Thần không gì làm không được. Chỉ là, loại kinh ngạc này cũng không làm cho hắn cảm thấy căng thẳng hoặc là áp lực. Trái lại, trên mặt của hắn ngược lại cháy lên tình cảm vui sướng cùng khát vọng chiến đấu mãnh liệt khi gặp được cao thủ. Hắn thật cao hứng vì chưa có ai có thể đem hắn bước lui. Đúng vậy. Hắn lui về phía sau một bước. Một bước dài. Cũng chỉ là một bước này mà thôi. Một bước này, liền hóa giải một đao hung mãnh đâm thẳng về trái tim kia. Tiếp theo, hắn liền rúm miệng thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo cũng không sắc nhọn, thậm chí còn có chút cảm giác khàn khàn cùng nặng nề. Qua Nhĩ hơi hơi kinh ngạc, không biết vì sao hắn ở phía sau lại không nhanh chóng nghĩ biện pháp phản kích, ngược lại còn phát ra âm thanh cổ quái như vậy. Chỉ là
Tần Lạc vẫn thật cẩn thận nấp ở mặt sau như là đang rình coi muội muội nhà bên tắm rửa lại đã phát hiện khác thường. Thị lực của hắn rất tốt, hắn chứng kiến có một bóng đen từ phía sau đánh về phía Qua Nhĩ. Cẩn thận sau lưng, Tần Lạc la lớn. Không tốt. Qua Nhĩ kinh hãi, dù có Tần Lạc nhắc nhở trước, chính hắn cũng cảm thấy được có loại cảm giác phát lạnh sống lưng. Có người đánh lén ở mặt sau, tên thần côn này trái lại còn có người giúp đỡ. Không kịp quay đầu lại, càng không kịp xoay người. Đao thứ hai vốn tiếp tục đâm hướng vị trí ngực của Giê-xu lập tức thu hồi lại, một cái bật lại như chim yến về tổ, ngân quang lóe ra, vẽ ra một cái đường cong duyên dáng hung hăng đâm tới hướng Kình Phong đánh tới ở phía sau. Ngao! Tiếng gào thét của một quái vật truyền đến, sau đó cái loại cảm giác lông tơ phía sau dựng đứng này lúc này mới biến mất. Qua Nhĩ này mới có thể xoay người, nhìn thấy một con quái vật thấp bé xấu xí ngồi ở sau người cách đó không xa, đối diện với chính mình mà nhe răng nhếch miệng. Đó là một con quái vật có hình dạng như con chó, toàn thân khoác lông màu đen. Đặc biệt là chỗ đầu, trông như là sư tử vậy, sinh ra một đoàn lông rậm xung quanh. Mặt nó dài kỳ lạ, mắt lõm vào, tràn đầy tơ máu màu đỏ, như là một ngọn đuốc màu đỏ đang đốt ở phía trong động tối đen sâu thẳm. Cái mũi méo mó. Miệng rộng đầy răng nanh, móng vuốt răng nanh sắc bén như đao. Đem lông trên người sư tử nhuộm đen rồi vứt lên trên người một con chó, sau đó đem cả khuôn mặt của con chó kia tùy tiện đập nát rồi tổ hợp lại một chút. Đây là hình dung của bọn Tần Lạc cùng Qua Nhĩ khi nhìn thấy con quái vật này. Qua Nhĩ bây giờ đã biết rõ vì sao Giê-xu huyết gió, tác dụng của huyết sáo, hóa ra là hắn gọi con quái vật này đến phản kích. Chỉ là cái thứ đồ quỷ này cũng quá thông minh đi. Không chỉ có thể nghe tiếng huyết gió mà công kích, lại còn biết con mẹ nó quấn đến mặt sau đánh lén. Nếu không phải Tần Lạc nhắc nhở, thậm chí hắn cũng chưa nghe được nó phát ra cái thanh âm gì. Thấy ánh mắt của Qua Nhĩ nhìn chăm chú vào trên người quái vật, vẻ mặt Giê-xu kiêu ngạo nói, bên cạnh thần, tất có linh thú bảo hộ. Cho dù đi thông đến cửa lớn của địa ngục kia, cũng có chó ba đầu đến gác, cần phải hướng các ngươi giới thiệu một chút về bằng hữu của ta gọi nó là Elis. Đúng vậy, nó là nữ tính. Bất quá, nước Trung Hoa không phải có câu là bậc cân quắc không thua đấng mày râu sao. Luận về năng lực công kích, cho dù một con chó ngao được mạnh nhất trên thế giới cũng không đuổi kịp 1/10 của nó. Trời xanh tính nó hung tàn, dùng để trừng phạt kẻ phản bội, người thất đức cùng với kẻ bất kính đối với thần. Linh thú chó má, Tần Lạc từ đuôi xe đi ra, lập tức hướng tới trước mặt con quái vật đi tới. Qua Nhĩ bị một người một chó trước sau giáp kích, đại đầu lại chẳng biết đi đâu. Tần Lạc chỉ có thể đứng ra hỗ trợ. Cao thủ đối tuyệt, nhất chiêu giết địch, hắn cũng không muốn để Qua Nhĩ phát sinh cái gì bất chắc. Ở phương Tây các ngươi, quái vật kia được xưng là thực nhục giả. Nhưng ở Trung Quốc chúng ta, đây chỉ là một con chó ngao quái dị mà thôi. Chó ngao mặt quỷ, loài chó ngao sắp tuyệt chủng trên thế giới, trời xanh tính hiếu chiến, có thể cầm lang bác hổ, 10 con tàng ngao hung mãnh bình thường vây công cũng không phải đối thủ của nó. Hơn nữa, một khi công kích liền không chết không ngừng. Trừ phi có thể đem nó phục tùng, như vậy, nó liền nghe theo mệnh lệnh của người bắt phục tùng mà làm việc. Tần Lạc nhìn thấy Giê-xu, nói, có thể bắt nó phục tùng, là một chuyện phi thường khó khăn. Người có thể bắt nó phục tùng, cũng là người phi thường. Người chỉ là người, không phải thần. Cho nên, người cũng là một tên thần con giả thần nuôi quỷ mà thôi. Tần Lạc có thể biết loại chó ngao mặt quỷ này. Cũng phải cảm ơn kho sách cũ của Gia Gia ở nhà, trước đây, hắn cả ngày không có việc gì liền nấp ở bên trong kho sách mà đọc sách. Bên trong có nhiều tin việc lạ ít người biết đến, vô số sách thuốc chân quý cùng với tri thức giới thiệu cây cối kỳ lạ. Tất cả hắn đều hoan nghênh. Bên trong có một quyển kỳ thú dị điều tập từng có giới thiệu về chó ngao mặt quỷ, hơn nữa, mặt trên đem liệt là đệ nhất mãnh thú. Chính là, trong sách tác giả chỉ nói tới hình dạng cùng đặc tính của loại chó ngao này. Cuối cùng là một câu có kỳ nhân thuần dưỡng liền qua loa kết thúc. Tần Lạc cũng không xác định trên thế giới này còn có thứ này hay không. Về sau hắn lại tra qua một ít tư liệu, biết loại ngao này quả thật tồn tại. Chỉ là số lượng rất thưa thớt, cả thế giới chỉ có 2-3 con. Thậm chí, còn có thể tính đã muốn tuyệt chủng. Thứ gì đó xinh đẹp có thể dễ dàng làm cho người ta khắc ghi, mà xấu tới cực điểm cũng có thể đủ đạt tới hiệu quả tương tự. Bởi vì diện mạo của nó thật sự đủ xấu. Làm cho người ta khắc sâu vào trí nhớ. Cho nên, khi nó vừa xuất hiện thì Tần Lạc đã nhận ra nó rồi. Giê-xu rõ ràng thực sự có hứng thú với Tần Lạc, hắn híp mắt nhìn Tần Lạc, nói, ngươi là người Trung Quốc Tần Lạc. Là ta, Tần Lạc gật đầu.
Ngươi đã biết thực nhục giả, vậy ngươi có biết làm sao để thấy nó công kích không chết không ngừng hay không? Không biết, Tần Lạc lắc đầu. Thật sự là tiếc nuối. Giê-xu thở dài nói, sau đó miệng rúm lại một cái, lại phát ra mệnh lệnh công kích đối với chó ngao mặt quỷ. Lúc này đây, đối tượng công kích là Tần Lạc. Chương 536, theo danh nghĩa của ta, cho ngươi tử vong. Trời xanh tính hung tàn hiếu chiến. Có thể cầm lang bác hổ. 10 con tàng ngao hung mãnh vây công cũng không phải đối thủ của nó. Nếu nội dung ghi lại trong kỳ thú dị điều tập đều là sự thật mà nói, những lời này cũng đủ hình dung đặc điểm cùng sự khủng bố của quỷ diện ngao. Chỉ là, Tần Lạc lại sắp sửa một mình đối mặt với sự công kích của quái vật này. Tần Lạc bằng sói bằng hổ bằng 10 con tàng ngao hung mãnh sao? Lệ Khuynh Thành cùng Vương Cửu Cửu tuy rằng tránh ở bên trong xe, lại nghe được rõ ràng mỗi câu trong lời của bọn hắn. Cho nên, tại trong đầu các nàng đều không kìm lòng được xuất hiện một dãy công thức số học như vậy. Sau khi các nàng có được đáp án là không, liền bắt đầu vì vấn đề an toàn của Tần Lạc mà lo lắng. Lệ tỷ tỷ, hiện tại làm sao bây giờ a? Con quái vật kia thoạt nhìn thật là lợi hại. Tần Lạc có nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Mặt của Vương Cửu Cửu dán vào cửa kính, cố gắng nhìn hướng ra phía bên ngoài. Lệ Khuynh Thành cũng lo lắng trùng điệp, chỉ là bình tĩnh hơn so với Vương Cửu Cửu. Ánh mắt của nàng cũng đồng dạng chú ý đến tình huống bên ngoài, nói, chân của chị bị thương, so với em cũng không khá hơn dự, nhanh chóng gọi điện thoại cho Võ Dũng Tú, làm cho người của Đại sứ quán đi tới hỗ trợ. Vương Cửu Cửu cuống quýt lấy điện thoại di động ra gọi tới số điện thoại của Võ Dũng Tú. Vũ Dũng Tú sau khi nghe thấy tin Tần Lạc gặp nạn, thật sự là chấn động, nói là sẽ lập tức hướng đại sứ báo cáo, mang người đi tới hỗ trợ nghĩ cách cứu viện. Ngắt điện thoại, Vương Cửu Cửu tức giận nói, nếu ở Trung Quốc thì tốt rồi, em sẽ một súng đem thứ quái quỷ kia làm thịt. Người ở Paris nước Pháp, Vương Đại Tiểu Thư tự nhiên là không có đặc quyền mang súng để phòng thân tự bảo vệ mình. Lệ Khuynh Thành nói, vị trí bây giờ của chúng ta thực sự xa xôi, cùng đại sứ quán có chút khoảng cách. Hơn nữa bây giờ lại là lúc tan tầm, người đi đường đông nhất, cho dù bọn ha có thể kịp thời chạy tới, khẳng định là sẽ phải chậm trễ một ít thời gian ở trên đường. Chúng ta báo cảnh sát đi, làm cho cục cảnh sát ở gần đây phái người đi tới. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, chúng ta vừa mới cùng chính phủ Paris phát sinh mâu thuẫn, quan hệ cùng cảnh sát lại không xong. Lần này bị người chặn đường, cho dù không phải là bọn hắn làm, cũng khó tránh liên quan, chúng ta gọi điện thoại tới. Sẽ chỉ làm cho bọn hắn làm ra một ít chuyện bất lợi đối với chúng ta. Bọn hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền có thể kéo dài 1-2 giờ. Vào lúc đó, cho dù chạy tới, cũng đã chậm. Vương Cửu Cửu tâm tình buồn bực, lại không có chỗ phát tiết. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác chua xót cùng bất lực của người tha hương. Nếu ở tại Trung Quốc, người nào dám làm cho Vương Đại Tiểu Thư ăn nghẹn a? Chuyện tình mà Vương Đại Tiểu Thư muốn xử lý, nào có chuyện xử lý không thành công. Em đi xuống giúp hắn đánh con chó dữ kia. Vương Cửu Cửu nói, tay của Tần Lạc bị thương. Một mình hắn là quá nguy hiểm. Đây là Vương Cửu Cửu. Phong cách hành sự của Vương Cửu Cửu, lỗ mãng lại chân tình thật long. Lệ Khuynh Thành lôi kéo nàng nói, em đi xuống sẽ làm hắn phân tâm. Đây là Lệ Khuynh Thành. Lựa chọn của nàng có chút lãnh khốc, có chút tuyệt tình, lại luôn phù hợp với đại cục nhất. Chỉ là... Không có chỉ là, Lệ Khuynh Thành nói, hắn không có việc gì. Làm sao chị biết? Đoán. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đúng vậy, Tần Lạc không thể bằng sói không thể bằng hổ cũng không thể bằng được 10 con tàng ngao. Càng không tốt chính là, tay hắn bị thương, còn bị băng kín băng gác trùng điệp. Làm sao một người bệnh như vậy đấu qua lại được Elise mạnh hơn hổ sói cùng tàng ngao chứ? Này căn bản không phải là đối thủ cùng một cấp độ. Chỉ là, sau đó Tần Lạc không có lựa chọn nào khác. Hắn rời khỏi, liền làm cho Qua Nhĩ gặp phải trường hợp trước sau chịu đánh. Tuy nói Qua Nhĩ là bảo tiêu của mình, nhưng là trải qua một đoạn thời gian ở chung, quan hệ của mọi người còn là phi thường không tồi. Hắn không hy vọng người bên cạnh mình vô cớ bị người giết hại. Càng không hy vọng những người đó là bởi vì chính mình mà chết. Nói tiếp, bây giờ hắn còn có thể lui đi ra ngoài sao? Hắn duy nhất trông cậy vào. Đó là hy vọng đại đầu nhanh chóng ra tay. Ít nhất, hắn vẫn còn nấp trong nơi tăm tối. Sau khi có được mệnh lệnh công kích, quỷ diện ngao cũng không có lập tức công kích. Như là một cao thủ võ lâm,
nó trái lại bắt đầu dọc theo người Tần Lạc đi vòng quanh. Ánh mắt của Tần Lạc nhìn chằm chằm vào thân thể thấp bé của nó, mà hai hố mắt sâu hun hút như một đôi lỗ thủng kia của nó cũng không nháy một cái mà cũng nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Nó di chuyển, Tần Lạc cũng di chuyển. Vì thế, một người một chó này liền vẫn duy trì trạng thái mặt đối mặt. Đột nhiên, con chó ngao mặt quỷ kia mất đi kiên nhẫn. Nó bắt đầu chạy băng băng lên, lấy Tần Lạc vì trung tâm chạy vèo vèo vòng quanh. Con quái vật này quả nhiên là trời sinh thiện đấu. Không chỉ có công kích hung mãnh, còn hiểu được tìm kiếm thời cơ. Mà Giê-xu nói vậy cũng tiến hành huấn luyện nó đủ bài bản, khiến các loại hành vi của nó có dạng như là một tuyệt thế cao thủ bình thường. Tần Lạc lần này không có lại đi theo tiết tấu đảo quanh của nó, nếu không, không cần bị nó đánh gục, chính hắn liền đầu óc choáng váng mà ngã sắp xuống. Tần Lạc đứng nguyên tại chỗ bất động, cẩn thận lắng nghe vị trí di động của quỷ diện ngao. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Siêu. Không có điểm gì báo trước, quỷ diện ngao chợt đột nhiên nhảy lên, từ bên trái của Tần Lạc nhảy dựng lên, thân thể nho nhỏ nổi lên một đoàn cuồn cuộn. Như là một con nhím lớn vậy, mở ra cái miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén kia, hung hăng cắn về phía cổ của Tần Lạc. Hiển nhiên, nó biết chỗ nào là tử huyệt của cơ thể người. Một khi cắn đứt hiết hầu, đối thủ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu nó lao về phía trước, Tần Lạc có thể dùng hai chân để đá tới. Nhào tới từ phía sau, Tần Lạc dùng hai chân cũng có thể đá ra sau kháng địch. Nhưng là, nó nhảy vào từ bên cạnh. Tần Lạc thực sự hoài nghi con gia súc có phải khôn được như người, nếu không, làm sao nó lại biết hai chân của người không thể đá ra hướng hai bên chứ? Lúc cực kỳ khẩn cấp, thân thể Tần Lạc tiến lên một bước. Thực khéo léo, hắn tránh qua, né được một cái nhào tới này. Dù sao, con gia súc này tuy rằng lợi hại, lại không thể giống như cao thủ chân chính làm ra động tác biến chiêu giữa không trung được. Cho nên, nó chỉ có thể từ phía sau Tần Lạc thẳng tắp đánh móc tới sau gáy. Từ bên trái nhảy tới phía bên phải. Ngao ngao ngao. Nó duỗi thẳng đầu lưỡi, lộ ra răng nanh sắc nhọn phẫn nộ gào thét. Nước miếng nhỏ ra từng giọt, thoạt nhìn rất là ghê tởm. Ngao. Lúc này đây, nó từ chính diện đánh về phía Tần Lạc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cự tuyệt lời mời của thần, sẽ rước họa cho thân nhân bạn bè. Giê-xu thấy quỷ diện ngao đem Tần Lạc nhào đến chật vật không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ, rất là đắc ý nói, bạn của ngươi đang nhận sự trừng phạt của thần. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi hỗ trợ sao? Qua nhĩ không đáp lại lời Giê-xu. Hắn không phải không muốn đi cứu Tần Lạc, mà là hắn rõ ràng, chỉ cần chính mình quay người lại. Người đàn ông mặt cười cười này liền sẽ từ sau lưng cho mình một cái đòn độc. Tên ngụy thần côn này miệng đầy chủ thần cứu chuộc với trừng phạt linh tinh, lại không hề thành kính giống như lời của hắn vậy. Nói vậy bạn của ngươi đã báo cảnh sát, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Giê-xu nói, hắn nhìn thấy chủy thủ trên tay qua nhĩ phát ra hàn quang đích dao nhỏ, nói, ngươi đã thích dùng chủy thủ. Như vậy, ta cũng dùng thứ này phụng bồi đi. Hắn thò tay tới bên hông. Sau đó từ trong túi ra rút ra một thanh chủy thủ quái dị. Loại vũ khí không theo quy tắc này có thể làm ra độ phá hư lớn nhất đối với cơ thể con người, chỉ có tại trên người bộ đội đặc chủng cùng lính đánh thuê. Thần yêu thế nhân. Lúc hắn hô lên câu danh ngôn này, bỗng đột nhiên xông đi về trước, thân thể lung la lung lay, như là một đứa trẻ con chưa đi vững, đang nhào về phía trong lòng người nhà mình vậy. Có điều, cùng trẻ con tập đi khác nhau chính là, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Khoảng cách 2-3 mét, lập tức đã bị hắn lại gần. Thời gian còn chưa kịp chớp mắt một cái, hắn liền đã đến trước mặt của qua nhĩ. Không có chiêu thức rườm rà, không có động tác đẹp đẽ, cũng không có hư chiêu cùng tàn ảnh. Hắn liền giơ dao găm như vậy, hung hăng đâm tới hướng cổ của qua nhĩ. Khó trách quỷ diện ngao một cái liền nhào lên cắn cổ người, hóa ra là học được một chiêu này từ chủ nhân của mình. Kiếm nặng không tiếng gió, khéo léo đỉnh không rườm rà. Chủy thủ mang theo tin tức, chưa từng có từ trước đến nay, dũng mãnh không thể đỡ được xuống tới. Qua nhĩ vốn hơi co lại đồng tử lại lập tức trợn tròn, hắn có thể cảm giác được một đao này có ẩn hàm lực lượng. Con đường gì có khoảng cách gần nhất? Thẳng tắp. Cho nên, khi chủy thủ trong tay Giê-xu đâm tới hướng cổ của hắn thì biện pháp phản kích duy nhất của hắn chính là, giơ đao nghênh đón. Bất cứ cái phản kích gì khác đều là không kịp, tại lúc mình chạm tới hắn. Hắn sẽ mở ra yết hầu của mình trước một bước. Đang.
Chủy thủy của Qua Nhĩ cùng chủy thủ của Giê-xu đụng vào cùng một chỗ, phát ra tiếng vang thanh thúy khi kim loại va chạm vào nhau. Thậm chí, còn có hoa lửa bắn tóe ra. Đó là mũi nhọn của chủy thủ vẽ ra tại trên mặt đao. Chủy thủ của Qua Nhĩ cũng là vật phi phàm, đỡ một kích mạnh mẽ này của Giê-xu, lại có thể không có bị bẻ gãy. Giê-xu không đè ép thanh chủy thủ đi xuống, mà là tay phải run lên, chủy thủ liền hướng tới một bên đi vòng quanh, rời khỏi mặt ngoài của thân đao, lại đâm đi xuống. 10 cm. Ở vị trí cách 10 cm, đó là yết hầu của Qua Nhĩ. Các ngươi là những người vất vả, trọng trách nặng nề a, đến chỗ này của ta đi, đến đây đi, ta muốn cho các ngươi an nghỉ. Giê-xu lộ ra khuôn mặt anh tuấn, bộ dáng an tĩnh hiền lành, cho dù hắn muốn đem chủy thủ chui vào trong cổ người khác, vẫn còn dùng ngữ khí than mật như bạn bè cùng người nói chuyện, theo danh nghĩa của ta, cho ngươi tử vong. Nói xong, tay phải của hắn chợt đột nhiên dùng lực. Như là hồng thủy của sông lớn Trường Giang không ngừng chảy xiết, hoặc như là như tảng đá lớn từ trên núi bùng nổ rơi xuống, một cỗ khí lực làm cho người ta khó có thể kháng cự chợt đột nhiên từ cánh tay của Giê-xu trào ra, lập tức khiến cho Qua Nhĩ khó có thể chống đỡ. 3 cm, 2 cm, 1 cm. Qua Nhĩ thậm chí có thể cảm giác được yết hầu bị vật thể bén nhọn kia chạm vào, một cỗ hàn ý lạnh như băng từ trong tràn ra ngoài, làm cho người ta như rơi vào hầm băng. Tử vong, lại gần như thế. Chương 537, đại đầu vua của vua súng. Ngọn đèn lờ mờ, làm cho mọi người gần trong gang tấc không có cách nào nhìn thấy rõ mặt nhau. Có lẽ, như vậy có thể che giấu được tội ác trong mắt. Người trên thế giới đều nói rằng, rượu đỏ ngon nhất trên thế giới là sinh ra ở nước Pháp. Tôi cho rằng cách nói này là không đúng. Waze mập mạp một bên nhắm mắt lại nhấm nháp rượu ngon thượng hạng trong cái cốc, một bên phát biểu lời bình cao kiến của mình. Antoine là người Pháp sinh ra lớn lên ở địa phương có chút không vui. Nói, như vậy, Waze tiên sinh cho rằng nơi sản xuất ra rượu đỏ ngon nhất là ở địa phương nào? Là ở trong nhà của Antoine. Waze cười nói, nước Pháp là cố hương của rượu đỏ. Nhưng là, rượu ngon chân chính lại bị Antoine lão đệ thu lại giấu đi rồi. Thực sự lưu hành trên thị trường, chỉ là hàng thứ phẩm chất lượng tốt hơn một chút mà thôi. Chúng ta ở trong nhà Antoine lão đệ, uống được đó chính là rượu ngon thượng hạng. Antoine rất là hưởng thụ lời ca ngợi của Waze, cười nói, bạn đến đây có rượu ngon. Địch nhân đến có súng pháo, Waze tiên sinh, còn có Erne tiên sinh, hai người các ngài là bạn cùng đồng bọn thân mật nhất của tôi. Erne ngồi ở trong góc nâng chén đối với hai người, mặt không chút thay đổi nói, tôi chỉ là lo lắng chuyện bên ngoài. Một chai rượu đỏ đều sắp uống xong rồi, làm sao còn chưa có được tin tức mà chúng ta muốn chứ? Erne tiên sinh, lo lắng của ngài hoàn toàn là không cần thiết. Antoine cười nói, vốn tôi muốn giữ bí mật với các ngài, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành thì tôi nói cho các ngài biết người chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, xem ra ngài đã muốn mất đi kiên nhẫn. Đúng vậy. Tôi cũng muốn biết cao thủ mà Antoine lão đệ đồng ý chi ra 300 vạn đô la mời đến là ai. Waze cười đùa nói. Giê-xu, Antoine vẻ mặt thần bí nói, hắn là thần không gì không làm được. Giê-xu, thượng đế của chúng ta, Erne nhíu mày, nói, nếu ăn mày mà hữu dụng như vậy, còn muốn sát thủ làm cái gì? Hắn là thượng đế, Antoine nói, nhưng là, hắn không phải thượng đế của chúng ta. Hắn là thượng đế của giới sát thủ. Hắn là sát thủ có danh tiếng nhất tại châu Âu, chưa từng thất bại một lần nào. Hắn giống như là thần chân chính, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác, cho nên, người khác mới gọi hắn là Giê-xu. Nga, mắt của Waze sáng lên, nói, hóa ra người Antoine tiên sinh mời chính là hắn. Tôi có nghe nói qua tên của hắn, nghe nói người này phi thường thần bí, cũng rất là cao ngạo. Mỗi tháng hắn chỉ làm một vụ buôn bán, mà thời gian khác lại dùng để truyền giáo. Đúng vậy. Bởi vì một vị bạn tốt nhiều năm giới thiệu hắn mới đồng ý giúp đỡ. Antoine cười nói, phải biết rằng, tháng này hắn đã tiếp nhận một vụ buôn bán rồi. Vốn là không muốn ngoại lệ. Hắn không có giải thích mình là mời đến vị sát thủ đứng đầu này như thế nào, cũng không có nói ra tên của người tiến cử kia, lại càng làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Nếu là của hắn nói, như vậy, chúng ta an vị chờ hắn nick tin tốt lành đi. Waze đối người này tuyển tràn ngập tin tưởng. Nếu là như vậy, Erne bưng chén rượu nói, tôi lại bắt đầu lo lắng một cái vấn đề. Nếu hắn thật sự đã chết, như vậy, Bertrand tiên sinh có thể có cái thành kiến gì đối với chúng ta hay không? Dù sao, hắn có lực ảnh hưởng rất lớn ở Paris,
hiện tại là vật cưng của các tạp chí lớn trên thế giới tranh nhau đưa tin, nếu hắn đã chết, Bách Trăng tiên sinh có thể bởi vậy mà tức giận hay không? Ánh mắt An Toàn hơi hơi run sợ lên, rất là hờn giận nói, Erne tiên sinh có phải hơi lo lắng nhiều quá hay không? Nếu con người cẩn thận chú ý khắp nơi, thì còn có cái kinh hỉ cùng khoái cảm gì đáng nói chứ? Cảm thấy nói như vậy còn chưa hết giận, sau khi dừng một chút, lại tiếp tục khiển trách nói, huống hồ, lúc trước tôi đề nghị ba chúng ta mỗi người lấy 100 vạn đô la đi ra làm thành chuyện này, ngài cũng không có phản đối. Như thế nào, bây giờ sợ hãi, nếu Erne tiên sinh không lấy ra 100 vạn đô la kia, một phần của ngài tính tại trên đầu của tôi đi. An Toàn đối với người đàn ông vóc dáng cao lớn này tới từ Đan Mạch này rất là không có hảo cảm, trầm mặc ít lời, chỉ là một khi mở miệng nói chuyện đều là nói tận gốc làm cho người ta khó chịu nổi. Người như thế, thật sự không xem như là một người bạn tốt. Con cáo dạo Ace này lại không cho là như vậy. Hắn trái lại cho rằng Erne vượt xa so với công tử nhà giàu An Toàn nổi danh tại Paris này càng thêm thâm trầm giảo hoạt hơn. Một người nói lời vô ích cả đời không tính là cái gì. Chỉ hát là, một người chưa bao giờ nói một câu vô ích, cái này mới làm cho người ta ngạc nhiên. Từ khi Ace cùng Erne quen biết, chưa từng có nghe qua hắn nói một câu nào không có ý nghĩa. Hoặc là, hắn hiểu rõ cái không nên nói. Đây là một người cực kỳ cẩn thận, đối với yêu cầu của chính mình gần như hà khắc. Nói tiếp, tính cách của hắn như vậy lại có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng của tập đoàn bán thuốc lớn nhất nước Pháp như thế, đủ để nói lên hắn có ưu thế rõ rệt của mình. Chính là, mọi người còn chưa biết ưu thế này mà thôi. Nghe thấy An Toàn cùng Erne không hài lòng, Wade nhanh chóng đi ra hòa giải, cười a a nói, An Toàn lão đệ, Erne tiên sinh cũng không phải có ý tứ như vậy. Hắn lo lắng cũng là bình thường, chuyện biểu tình mấy ngày hôm trước cũng đã chứng minh được địa vị cùng lực ảnh hưởng của hắn ở trong đám người Trung Quốc. Hơn nữa, bây giờ ánh mắt của toàn thế giới đều tụ tập tại Paris. Sau đó làm cho hắn xuất hiện sự cố tại Paris, Bách Trăng tiên sinh khẳng định sẽ phải gánh vác áp lực rất lớn. Wade lại quay đầu qua, mắt nhỏ lóe ra tinh quang cười hì hì nhìn Erne, nói, tuy rằng sẽ có một chút phiền toái. Nhưng là, tôi nghĩ Bách Trăng tiên sinh sẽ tán thành kế hoạch của chúng ta. Sự kiện biểu tình lần trước làm cho hắn cực kỳ mất mặt. Hắn yếu thế đối với người Trung Quốc cũng khiến cho sự ủng hộ của cử tri đối hắn rất là giảm xuống. Càng không xong chính là, ba cảnh sát vĩ đại của Paris lại có thể bị người ta ám sát tại trong phòng bệnh, đây là hành vi khiêu khích trắng trợn. Chúng ta cũng biết chuyện này là ai làm, Bách Trăng tiên sinh cũng biết, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Wade nâng chén đối với Erne, nói, nếu tên gia hỏa Tần Lạc chết đi. Hơn nữa cảnh sát cũng tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì, người Trung Quốc có thể làm gì chứ? Tâm tình buồn bực của Bách Trăng tiên sinh cũng sẽ trở nên thoải mái vui mừng một chút đi. An Toàn bổ sung nói, chuyện này chúng ta nhất định phải làm. Hơn nữa thời gian phi thường gấp gáp, bây giờ, bị người trong nước Trung Quốc gây áp lực, đám thương nhân không có cốt khí của nước Pháp này khiến cho Bách Trăng làm ra nhượng bộ, còn có Philip hoàng tử của Thụy Điển kia cũng bị Mỹ nhân kế làm cho mê váng đầu não. Lại có thể đại biểu hoàng thất đưa ra lời mời đối với thầy thuốc trung y, một đốm lửa nhỏ, có thể làm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tôi không cho phép trung y hồi sinh, càng không cho phép bọn hắn đến chiếm thị trường của chúng ta. So sánh với hàng ngàn vạn tiền thuốc trên thị trường, 300 vạn đô la thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Chúc thành công, Erne giơ ly rượu lên nói. Chúc thành công, Wade cùng Erne cũng đồng thời nâng ly. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đối với một quân nhân đặc chủng mà nói, lực cánh tay là khoa huấn luyện trụ cột. Qua nhĩ được Thái công dân phái lại đây bảo vệ Tần Lạc, mức độ thân thể vốn có cùng than thủ của cá nhân tự nhiên là người nổi bật trong đông đảo quân nhân. Hắn tại khi Giê-xu rung cổ tay, không muốn cùng hắn cứng đối cứng liền dự cảm được bất ổn. Chỉ là, khoảng cách quá gần người, lúc hắn muốn biến chiêu đã quá muộn. Khoảng cách còn 1 cm. Nháy mắt đã tới, thậm chí ngay cả thời gian ngươi chớp mắt cũng đều không có. Hắn có thể làm, đó là duỗi tay của mình ra. Đúng vậy, dùng tay của mình đi bắt lấy chủy thủ của Giê-xu không ngừng chừa tới. Có lẽ, loại hành vi này thoạt nhìn rất ngu ngốc. Chỉ là, hắn không có lựa chọn nào khác. Bị tước đi một bàn tay, chung quy so với bị hắn đâm phá yết hầu thì còn tốt hơn không ít. Khi người làm việc, luôn phải hiểu biết giữ biết bỏ. Ở trên chiến trường, ở trong chiến đấu, giữ hay bỏ như vậy thường phát sinh. Cái gọi là chiến đấu,
đó là bằng thường tổn nhỏ nhất thu được thương tổn lớn hơn của đối thủ. Đều là thương tổn, ai bị thương tổn ít hơn một chút, ai có thể đứng lên tại một khắc cuối cùng, đó là người thắng. Đau. Đan đến xé tim. Thanh trụy thủy không theo quy tắc sắc bén kia ở một khắc này phát huy tác dụng, như là cuồng ma uống máu, một khi tiếp xúc, liền tham lam hấp thu. Nga, thật là một đứa bé dũng cảm. Giê-xu không nghĩ tới qua nhĩ lại có thể lựa chọn như vậy. Hắn nhếch miệng mỉm cười, lộ ra vẻ rực rỡ mê người, các ngươi thân cận thần, thần tất sẽ thân cận các ngươi. Lúc này hắn chỉ cần đem chủy thủ trong tay kéo hướng lên trên, hoặc là dùng sức đâm đi xuống. Cho dù qua nhĩ đã muốn mượn khe hở lui về phía sau một bước đổi vị trí cho cổ họng, chỉ là, bàn tay nắm chặt chủy thủ kia của hắn cũng bị cắt đứt. Kinh mạch vỡ tan, toàn bộ bàn tay sẽ bị tách ra từ giữa thành hai nửa. Bảo tiêu mà mất một bàn tay, còn có thể gọi là bảo tiêu sao? Chỉ là, khi Giê-xu chuẩn bị làm như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa, loại nguy hiểm này đến từ sau lưng. Quá gấp, suýt xảy ra tai nạn. Hắn không kịp kéo hướng lên trên một chút hoặc là đâm đi xuống một chút, mà là buông lỏng chủy thủ ra, thân thể lấy một cái góc độ cực kỳ quỷ dị chậm rãi mà chuyển rời đến bên trái. Bằng! Thân thể của qua nhĩ vốn đứng nguyên tại chỗ chấn động, bờ vai của hắn trúng một phát súng. Viên đạn mạnh mẽ đem hắn đẩy về sau, lảo đảo lui về phía sau vài bước, dựa vào cây cột ven đường mới ngừng lại được. Không trúng. Đại đầu có chút thất vọng. Vừa rồi một phát súng kia nhắm tới chính là phía sau lưng của Giê-xu, nếu bị bắn trúng mà nói, Giê-xu sẽ bị mất mạng đương trường. Cho dù không bắn trúng Giê-xu, cũng sẽ chỉ xuyên thấu qua bả vai của qua nhĩ. Bởi vì Giê-xu cao hơn so với qua nhĩ nhiều lắm, vị trí tim của hắn vừa vặn chỉ là vị trí bả vai của qua nhĩ. Tất cả tư liệu này đều được tính toàn trai trong đầu của đại đầu. Không có ngừng lại một chút nào, như là hai viên đạn không có điểm tạm dừng, đại đầu lại bóp cò súng bên tay trái. Đúng vậy, trợ thủ đắc lực của hắn là một khẩu súng lục. Hai nòng súng đồng dạng tối đen, cái nòng không lớn, trong bóng đêm không có phản quang gì. Thậm chí, ngay cả khi bóp cò súng cũng đều không có thanh âm gì. Chỉ là, chỉ có người biết súng mới biết được, loại súng lục cải tạo có tên lóng là Mỹ Nhân Báo này chỉ có cao thủ súng ống chân chính mới có thể sử dụng. Chấn lực sau khi viên đạn bắn không làm cho tay hắn run rẩy mảy may, hắn như là một người máy chính xác, không ngừng đổi vị trí nòng súng bắn ra. Chương 538, nhân cầu ác chiến. Quả táo tại trong lịch sử phát triển của nhân loại để lại một dấu ấn in đậm, rất nhiều vĩ nhân cũng cùng quả táo kết thành gắn bó keo sơn. Ví như, Newton ở New Gia Thôn vốn là một đứa bé không học tập, bởi vì một ngày trước mải chơi Dota đến 2 giờ sáng. Cho nên ngày hôm sau lại trốn tiết chạy tới dưới gốc cây táo ở vườn sau của trường để ngủ bù. Khi hắn đang ngủ say thì một quả táo chín rơi xuống, không thiên vị vừa vặn nện đúng ở trên đầu của hắn. Bởi vì ông nội của hắn đang ở trong mộng khuyên hắn mỗi ngày đọc sách cho tốt, hướng về tương lai vì quốc gia xây dựng góp một viên gạch, vừa vặn trong hiện thực lại bị quả táo rơi làm đầu bị thương, hắn liền cho rằng đây là ông nội đã mất nhiều năm hiển linh trừng phạt chính mình. Vì thế, hắn cũng không dám trốn học nã. Thậm chí, hắn cũng không lại cùng người ta chơi Dota cùng các trò chơi như bài tú lơ khơ linh tinh nữa. Kết quả thành tích của hắn vẫn cầm cờ đi trước, nhưng lại thậm chí đã phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn, trở thành nhà vật lý học nổi tiếng trên thế giới. Chỉ là ông nội đã mất của hắn phải thất vọng chính là, hắn hướng Mỹ quốc xin quốc tịch, vì quốc gia khác góp một viên gạch. Còn đại đầu, hắn vốn là một đứa bé bơ vơ đáng thương, thường bệnh, ăn không nổi cơm, cả cha lẫn mẹ đều không có tin tức. Về sau, tại lúc gì tới biệt thự Lâm ra để cảm ơn Tần Lạc, trong lúc vô tình đỡ một cô bé sắp ngã sắp xuống cùng nhặt lên một quả táo sắp rơi xuống đất còn bị người hôn qua một cái. Hơn nữa, hai chuyện này là hoàn thành cùng lúc, vận mệnh của hắn cũng bởi vậy mà thay đổi. Bây giờ, hắn là đội viên chính thức của Long Tức. Đúng vậy, lúc trước sở dĩ Ly mang đại đầu trở về căn cứ, cũng là bởi vì vừa tốc độ phản ứng của đại đầu. Mà tốc độ cũng là tính chất thân thể mà một tay súng cần phải có nhất. Đại đầu vừa đi tới căn cứ đã được hỏa dược vừa ý, cho rằng hắn là tay súng trời sinh. Chỉ là bởi vì đánh giá của quân sư, đại đầu không trở thành một gã thần súng chuyên trách, mà là nhân tài phát triển toàn bộ các phương diện. Nhưng là, đại đầu cũng yêu súng. Tại lúc tham gia huấn luyện trụ cột cửu tử nhất sinh của Long Tức thì thành tích bắn súng của hắn là tốt nhất. Hỏa dược chưa từng khen ngợi Tần Lạc lại đối đại đầu rất là thưởng thức. Ngày tiếp theo cũng khuynh hướng tương thụ.
Kỳ thật, thứ súng này, hoàn toàn là một loại cảm giác thực huyền diệu. Sư phụ nhận vào cửa, chính là nói cho ngươi biết một ít tri thức căn bản liên quan tới súng ống, bao gồm cầm súng cùng tư thế đeo súng cùng với một ít bí quyết cá nhân lĩnh ngộ được. Tu hành thực sự còn phải xem cá nhân ngươi luyện tập cùng lĩnh ngộ ra sao. Ngươi không có thiên phú, khổ luyện 10 năm, cũng chỉ là kẻ vô tích sự. Ngươi có thiên phú, có thể tìm được cảm giác khi nổ súng, biết được biên độ cùng tốc độ của viên đạn bay lượn, 3 tháng liền có thể trở thành cao thủ. Thời gian 3 tháng, đại đầu liền có được cái loại xúc cảm này. Một phát súng bắn lén vừa rồi kia, nguyên bản là có 7 phần nắm chắc. Giê-xu đang cùng qua nhĩ đấu quấn vào nhau, năng lực thính giác cùng thị giác tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mà hắn lại chiếm tiện lợi về hoàn cảnh địa hình, thế mà vẫn còn để tên kia né ra kịp. Giê-xu này quả thật là một sát thủ có khứu giác linh mẫn cùng thân thủ cực kỳ cao minh. Hắn né ra, qua nhĩ liền bị thương. Đây cũng là hắn đã tính kế cho tốt từ trước. Mỹ nhân báo có năng lực xuyên thấu lực rất mạnh, nếu như không có trở ngại, thậm chí có thể đồng thời xuyên thấu qua thân thể của hai người. Phát súng bắn trúng qua nhĩ kia không có ngừng ở lại bên trong thân thể hắn, mà là xuyên qua. Có lẽ, sẽ có người cho rằng loại phương pháp bắn súng bắn không đến địch nhân lại làm đồng bạn bị thương này của đại đầu này thật sự là cấp thái điểu, loại hành vi này là cực kỳ ngu ngốc. Kỳ thật, gia hỏa nào có loại suy nghĩ này mới là VIP của cực kỳ ngu ngốc. Chiến đấu chính là một quá trình lấy hay bỏ, dùng trả giá nhỏ nhất đạt được thắng lợi lớn nhất, đây là đạo lý dễ hiểu mà mỗi một người thiện chiến đều hiểu được. Đây là thủ cùng xá của đại đầu, Long tức dậy là như vậy. Ách, bả vai của qua nhĩ bị trúng đạn, nằm ở trên vỉa hè bên đường nôn khan xuất huyết. Một súng này của đại đầu có thể đã bắn trúng kinh mạch quan trọng của qua nhĩ. Bất quá, làm cho hắn may mắn chính là, hắn còn sống. Hơn nữa, tay chưa có đứt. Mà sát thủ Giê-xu vừa rồi sắp là hung thủ lúc này lại lâm vào tuyệt cảnh, bị đại đầu dùng viên đạn đan vào mà thành cạm bẫy. Hai tay đại đầu đồng thời nổ súng, lại không đồng thời bóp cò súng. Thậm chí, hắn không có trực tiếp bắn tới hướng thân thể của Giê-xu. Mà là giống như thủ pháp mèo vờn chuột hài hước trêu chọc người, đem viên đạn bắn vào bốn phía của hắn, bên trái một súng, bên phải một súng. Sau đó lại bên trái một súng, bên phải một súng. Phía sau Giê-xu là sông sen danh thắng của Paris, phía trước chính là viên đạn xuất quỷ nhập thần không nhìn thấy nửa điểm quỹ tích. Nói theo đạo lý, phương pháp bắn như vậy căn bản là không cần để ý. Dù sao hắn cũng sẽ không bắn vào thân thể của ngươi, trực tiếp lui về sau hoặc là đi về phía trước cũng không sao. Chỉ là, Giê-xu biết, như vậy mới là nguy hiểm nhất. Tay súng làm như vậy, là bởi vì hắn muốn đem mình cố định tại chỗ. Làm cho mình tại vị trí nhỏ hẹp không có biện pháp nhúc nhích. Thậm chí, hắn cả cơ hội muốn xông lên bổ cho qua nhĩ đang bị thương một đao cũng đều không có. Lui về phía sau, liền đại biểu cho nhảy sông chạy trốn. Đây là vạn vạn không được. Đi tới, đó là một chuyện tình cực kỳ nguy hiểm. Tiền bối của hắn đã nói với hắn, bất luận thời điểm nào, cũng không được nghĩ ngực của mình đi nghênh đón viên đạn. Càng không tốt chính là, hắn không thể đứng bất động nguyên tại chỗ. Hắn nhất định phải làm cho mình duy trì trạng thái cảnh giác cùng vận động, bằng không, khi đạn chợt đột nhiên bắn tới thân thể hắn thì hắn không có cách nào né tránh. Bởi vì đứng thẳng rồi di chuyển, là phải cần một ít thời gian để phát động. Chút thời gian này, cũng đủ để một tay súng cao minh đem ngươi bắn thành cái rổ. Chết tiệt, tên ngu dân không nghe dạy dỗ này. Giê-xu một bên chạy băng băng, một bên tức giận mắng ra tiếng. Mái tóc dài màu vàng của hắn bị gió thổi bay loạn, khuôn mặt anh Tuấn kia rốt cục lộ ra vẻ chật vật. Với hắn mà nói, đây là chuyện không thể tha thứ, các ngươi phụ lại ý tốt của thần ban cho các ngươi. Ngươi cần gì phải phản kháng? Giê-xu có thể cảm giác được, phạm vi nổ sung của đối phương càng ngày càng nhỏ. Hắn đang bị thu nhỏ không gian hoạt động của mình. Muốn bắn chết ta sao? Giê-xu cười lạnh, được rồi. Ta thừa nhận ngươi là tay súng cao minh. Như vậy, chúng ta liền chơi súng đi. Tại trong lúc chạy băng băng, Giê-xu rút ra từ trên lưng một khẩu súng lục màu vàng kim. Vàng lóng lánh, giống như mái tóc vàng rực rỡ trên đầu của Giê-xu. Hắn mở chốt ra, lại tại sau khi né tránh một viên đạn bắn thẳng đến trước mặt, dọc theo đường cong của viên đạn bắn đến, giơ súng bắn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tần Lạc biết đại đầu xuất hiện, cũng biết qua nhĩ bị thương. Chỉ là,
hắn không biết chính là vì cái gì mà đại đầu lại rảnh rỗi lãng phí từng viên đạn một như thế, làm sao lại không dùng một phát súng đem con gia súc xấu xí chán ghét kia làm thịt đi. Sau khi tự mình trải qua, Tần Lạc rốt cục đã biết sự giảo hoạt hung mãnh của quỷ diện ngao. Tay hắn không thể hoạt động, chỉ có thể dựa vào hai chân đến phản kích cùng chạy trốn. Đối mặt với những cái nhào tới điên cuồng cắn xé một lần so với một lần càng xảo quyệt hơn của quỷ diện ngao, tình trạng của hắn cũng càng ngày càng gian nan. Còn may chính là, hắn mặc trường bào, loại quần áo rộng thùng thình này tuy rằng không tiện chạy trốn, nhưng cũng giúp hắn nhiều lần đỡ lấy công kích của quỷ diện ngao. Bởi vì hắn đều là chủ động đem vạt áo đưa ra bên ngoài hoặc là làm cho nó xé xuống một khối vải dư thừa, tuy rằng áo quần hắn bây giờ rách dưới, vô cùng thê thảm. Chính là trên người còn chưa có đã bị thương tổn gì. Chỉ là, như vậy cũng không phải biện pháp. Quỷ diện ngao chính là ngay cả gặp lão hổ cùng báo đều có thể chạy trốn được, càng am hiểu lặn lội đường xa. Hắn cũng không thể cùng con súc sinh này chạy một ngày một đêm đi. Nếu đại đầu vẫn không thể giải quyết tên sát thủ bộ dáng khoa trương thì sao? Nhất định phải đánh trả. Đánh trả, tự nhiên muốn dùng tay. Từ sau khi ngất xỉu, Tần Lạc cũng không biết tay của mình bị vây trong cái trạng thái gì. Chỉ là lén dùng sức, đã thấy đau vô cùng. Chỉ là, có đau nữa cũng so với bị con chó tạp chủng kia cắn đứt cổ luôn tốt hơn đi. Xoạc, quỷ diện ngao lại cắn tới vị trí ngực của Tần Lạc. May mắn Tần Lạc lần này lui về phía sau nhanh một chút, bằng không, có lẽ cả một cái vú của hắn đều phải trở thành bữa ăn ngon của nó. Hành vi của con gia súc này làm cho Tần Lạc thực sự tức giận. Phải biết rằng, trải qua lần thực hành trước đó, Lệ Yêu Tinh cũng thích hôn cái vị trí mẫn cảm đó của hắn. Nếu như bị nó ngoạm một cái cắn rớt, về sau Lệ tỷ tỷ muốn hôn thì hắn làm sao bây giờ? Tần Lạc lui về phía sau, đồng thời dùng răng cắn lên băng gạc ở tay. Sau đó dùng sức cắn xé một cái, vải của băng gạc liền bị cởi ra. Chỉ là, không đợi hắn đem băng gạc cởi bỏ, quỷ diện ngao lại vẫn đủ nhiệt tình, lại một lần nữa từ trên mặt đất nhào tới mà đến. Tần Lạc nhanh chân bỏ chạy, chạy tới cho xe có các nàng Lệ Khuynh Thành kia chạy vòng quanh. Lệ tỷ tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, em muốn đi xuống giúp Tần Lạc. Vương Cửu Cửu vẫn dí sát cửa kính xem tình hình nguy hiểm bên ngoài vô cùng lo lắng, lộ vẻ mặt sốt ruột nói. Không được, nếu bây giờ em đi ra ngoài, nếu vậy chỉ làm nó thay đổi mục tiêu công kích, em có thể trốn thoát hay không? Thật hiển nhiên, Vương Cửu Cửu là trốn không thoát. Nàng chỉ học qua một ít quân thể quyền, thân thủ cũng coi như không tồi. Chỉ là thân thể nữ nhân trời sinh đã bị điều kiện hạn chế, tốc độ của nàng là kém xa Tần Lạc. Vậy thì làm sao bây giờ? Hắn sắp bị đuổi kịp. Vương Cửu Cửu vỗ cửa kính xe thủy tinh gấp đến độ không nhịn được. Chờ một chút, chờ một chút, Lệ Khuynh Thành nắm chặt hai tay, nặn ra một phen mồ hôi nóng. Trong xe không có vũ khí gì, ngay cả ghế dựa cũng đều không có cách nào gỡ xuống được. Nàng không thể để cho Vương Cửu Cửu tay không chạy xuống đi toi mạng. Ghế dựa, Lệ Khuynh Thành sửng sốt, sau đó nói, Cửu Cửu, đem chị đỡ đến chỗ ngồi đi. Em đem xe lăn của chị ném lại cho Tần Lạc đi. Có lẽ, có một vật thể làm vật chắn ngăn cản, cũng có thể né tránh được sự đánh chính diện của quỷ diện ngao. Được, Vương Cửu Cửu không có cự tuyệt, lập tức lại đây hỗ trợ. Chạy vòng quanh một hồi. Sau khi mông quần của Tần Lạc cũng bị quỷ diện ngao cắn rách một cái, Tần Lạc rốt cục nổi giận. Hắn cởi bỏ băng gạc trên tay phải, lộ ra một bàn tay to máu hồng sưng đỏ như một cái đùi lợn. Súc sinh, tao liều mạng với mày. Tần Lạc chợt đột nhiên xoay người, như dã thú nhào qua tới hướng quỷ diện ngao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.